Triệu Phi Dương nội tâm chính đang kịch liệt đấu tranh thời điểm, Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương danh tự, Triệu Phi Dương khóe môi không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, tiểu tử này mặc dù tạm thời không tại Trường Hưng, nhưng hắn vẫn là không đình chỉ cho Trường Hưng chế tạo phiền phức, cây đao này khó dùng a, không cẩn thận còn có thể quẹt làm bị thương chính mình. Nhân Hòa Đường sự tình liền cho Trường Hưng chế tạo không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí đưa tới hắn cùng Bùi Lâm ở giữa mâu thuẫn. Mặc dù Hoa Niên tập đoàn ra mặt tướng chuyện này ép xuống, nhưng là Đường Kinh Vĩ đối với chuyện này biểu thị ra bất mãn, Triệu Phi Dương bác bỏ trung y chẩn đoán điều trị trung tâm mở rộng phòng khám bệnh diện tích quyết định, nội bộ cảnh cáo Nhân Hòa Đường, đối lần này Nhân Hòa Đường cho bệnh viện tạo thành ảnh hưởng tiến hành xử phạt, thu hồi trung y chẩn đoán điều trị trung tâm danh xưng. Triệu Phi Dương tại đại sự bên trên không đáng hồ đồ, vô luận Nhân Hòa Đường phía sau có phải hay không Bùi Lâm, hắn đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hắn hiện tại hối hận nhất sự tình chính là không có ngay từ đầu ngăn chặn cái miệng này tử. Chu Nghĩa Sinh vì chuyện này không ít tìm Bùi Lâm phàn nàn, Bùi Lâm có cổ phần ở bên trong ích lợi của nàng cũng nhận tổn hại, tự nhiên muốn hướng Triệu Phi Dương bất mãn, Triệu Phi Dương mắng nàng ánh mắt thiển cận, để nàng về sau đừng có lại cho mình thêm phiền, bao quát hy mỹ chung lòng đang bên trong tất cả đều là tai họa ngầm, để Bùi Lâm trước khi kết hôn đem nàng chính mình sự tình xử lý sạch sẽ. Nếu như nàng không xử lý, hắn sẽ đích thân đem Bùi Lâm tương quan hạng mục tất cả đều thanh lý ra ngoài. Bùi Lâm ngoài miệng đáp ứng, nhưng cũng không gặp nàng có cái gì thực tế cử động, Triệu Phi Dương nói đến mặc dù cường ngạnh, nhưng là hắn đối tình trạng trước mắt cũng không có quá nhiều biện pháp, dù sao lúc trước đều là thông qua chính thức đấu thầu chương trình tiến bệnh viện, nếu như người ta không chủ động rời đi, mình cũng không thể cưỡng ép đem bọn hắn đuổi đi, bệnh viện vô luận họ công vẫn là họ tư cũng phải nói khế ước tinh thần. Triệu Phi Dương phát hiện Bùi Lâm cũng không có hắn tưởng tượng bên trong ôn nhu như vậy, hắn đem đổ cho là thời gian mang thai phản ứng duyên cớ, nhưng lòng dạ còn có cái thanh âm nhắc nhở hắn, đây mới là Bùi Lâm bản tính. Hứa Thuần Lương trong điện thoại cung cung kính kính kêu một tiếng Triệu viện trưởng. Triệu Phi Dương còn tưởng rằng hắn trở về, gọi cú điện thoại này là hướng mình báo đến, hỏi qua về sau mới biết được hắn là muốn cho Trường Hưng giới thiệu người mới. Triệu Phi Dương cười nói, tốt. Hiện tại Trường Hưng chính là dùng người thời điểm, có người đề cử, chỉ cần có thực học, ta nhất định sẽ cung cấp nhất điều kiện tốt, người cho ta tâm sự hắn tình huống. Hứa Thuần Lương đem Thư Viễn Hàng vợ chồng sự tình nói, Triệu Phi Dương nghe xong là Thư Viễn Hàng, lập tức kinh hỉ nói, là hắn a, không có bất cứ vấn đề gì, hắn chỉ cần chịu đến, ta liền đem toàn bộ khoa tim mạch giao cho hắn, để chính hắn tổ kiến đoàn đội, còn có, xính nhiệm hắn làm phó viện trưởng, ưu tiên cung cấp nhà ở. Còn có thể giúp hắn giải quyết con cái đi học vấn đề. Triệu Phi Dương thái độ đủ để chứng minh hắn cầu hiền như khát. Hứa Thuần Lương cũng không vòng vèo tử, đem Thư Viễn Hàng thái độ hiện tại nói, hắn vốn cho rằng Triệu Phi Dương sẽ có do dự, nhưng là Triệu Phi Dương không có chút nào biểu hiện ra cái gì do dự. Triệu Phi Dương nói, đưa vào cấp cao nhân tài cũng không cần có lo lắng, đặt vào trong nước nhiều như vậy bệnh viện lớn người ta không tuyển chọn, là lựa chọn gì chúng ta. Đơn giản là muốn càng lớn tự do, người giúp ta chuyển cáo hắn, ta đại biểu Trường Hưng hoan nghênh hắn gia nhập liên minh, ta sẽ cho hắn cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện, ta sẽ dựa theo yêu cầu của hắn đến tổ kiến khoa tim mạch đoàn đội, có thể từ chính hắn thiết kế quốc tế hạng nhất phòng giải phẫu, đúng, còn có thể tử của hắn Nguyễn Tinh Mai nữ sĩ, chúng ta sẽ dành cho đồng dạng đãi ngộ. Hứa Thuần Lương nghe xong Triệu Phi Dương đáp lại, trong lòng thầm than, Triệu Phi Dương cách cục vẫn là có thể. Đương nhiên Triệu Phi Dương lại không phải người ngu, Thư Viễn Hàng vợ chồng thực lực còn tại đó, người ta đến Trường Hưng đều là chịu thiệt. Trường Hưng hiện tại có Hoa Niên tập đoàn bơm tiền, chỉ cần những cái kia tài chính tất cả đều đúng chỗ, quy hoạch bên trong kiến thiết thuận lợi hoàn thành, như vậy Trường Hưng phần cứng điều kiện tại toàn bộ Đông Châu chữa bệnh hệ thống liền có thể cái sau vượt cái trước. Hiện tại Trường Hưng vấn đề lớn nhất chính là vương bài phòng kiến thiết, đi qua bọn hắn còn có bí nước tiểu cùng xạ trị. Nhưng bây giờ những hạng mục này các bệnh viện lớn đều tại khai triển, nhất là cái sau đối thiết bị tính ỷ lại rất cao, thay lời khác tới nói, ai thiết bị tân tiến hơn, ai đối với bệnh nhân lực hấp dẫn càng lớn hơn. Trường Hưng muốn từ các bệnh viện lớn bên trong chỗ hết tài năng, nhất định phải tăng cường trọng điểm phòng kiến thiết. Sớm tại Cố Hậu Nghĩa thời đại, hắn liền chú ý tới phương diện này, không tiếc trọng kim đưa vào Tần Quốc Lương đoàn đội, phó viện trưởng Tần Quốc Lương đi vào Trường Hưng về sau. Vẫn là tướng Trường Hưng tâm nội khoa trình độ tăng lên một bậc thang. Nếu như Thư Viễn Hàng có thể thuận lợi gia nhập liên minh, như vậy Trường Hưng liền có thể hoàn thành trong nội tâm, lòng dạ bên ngoài, trong ngoài một thể hoàn chỉnh cơ cấu, Trường Hưng tâm huyết quản trị liệu từ quá khứ yếu hạng,
nhảy lên trở thành Đông Châu thậm chí Bình Hải đỉnh tiêm trình độ, đối nguyên nhân lực hấp dẫn có thể nghĩ. Đương nhiên Triệu Phi Dương cũng có tư tâm, tại thành công tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách về sau, Trường Hưng ngắn hạn nhiệt độ bắt đầu biến mất, trước đây thu nhập tăng trưởng đã bắt đầu chậm dần, hắn quá cần một cái mới nguyên động lực đến thôi động Trường Hưng. Triệu Phi Dương biểu hiện ra tương đương thành ý, hắn hướng Hứa Thuần Lương biểu thị chính mình cái này cuối tuần vừa vặn đi Nam Giang họp, để Hứa Thuần Lương an bài một chút, hắn muốn làm một cùng Thư Viễn Hàng hảo hảo nói chuyện. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Triệu Phi Dương như thế tích cực, cũng vui vẻ tại giúp người hoàn thành ước vọng. Triệu Phi Dương để điện thoại xuống, đứng dậy đi Cao Tân Hoa văn phòng, bởi vì trong nội viện trùng tu, phòng điều chỉnh nguyên nhân, bọn hắn hiện tại đem đến sát vách. Triệu Phi Dương có việc liền sẽ đích thân đi Cao Tân Hoa bên kia, mặc dù đáy lòng khoảng cách xa, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt quan hệ của hai người càng gần, Triệu Phi Dương muốn trước mặt người khác tạo nên hắn cùng Cao Tân Hoa thân mật vô gian dáng vẻ. Kỳ thật hắn cùng Cao Tân Hoa một mực cũng không có mâu thuẫn, chỉ là bởi vì địa vị cải biến, để giữa hai người sinh ra có chút cách xuyệt. Cao Tân Hoa chính nằm sấp tại máy vi tính gõ chữ, mang theo kính lão dùng đến nhất chỉ thiền, liền chính hắn đều ghét bỏ mình lạc hậu. Nghe được tiếng đập cửa liền biết là Triệu Phi Dương đại giá quang lâm, Cao Tân Hoa có thể từ gõ cửa cường độ cùng tiết tấu đoán được người là ai, nhất là Triệu Phi Dương, hắn liền không có phán đoán sai lầm thời điểm. Đứng dậy kéo cửa phòng ra, tướng Triệu Phi Dương mời vào văn phòng. Cao Tân Hoa hiện tại cũng đã quen Triệu Phi Dương tới chơi, không chỉ là bởi vì hai người văn phòng sát bên, hắn biết chỉ cần Triệu Phi Dương tới nhất định là có chuyện. Lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Triệu Phi Dương tỏa hạ nhấp một ngụm trà, liền nói cho Cao Tân Hoa một sự kiện, chính hắn trung thân đại sự. Tân Hoa ca, ta chuẩn bị Tết Xuân trong lúc đó kết hôn. Cao Tân Hoa sửng sốt một chút, lập tức liên tưởng đến Triệu Phi Dương tình cảm tình trạng, đối tượng kết hôn hẳn là Bùi Lâm, Cao Tân Hoa nói, chúc mừng a. Thời gian cụ thể địa điểm, ta phải đi uống rượu mừng. Ta nghĩ hết thảy giản lược, không muốn làm nghi thức. Đây chỉ là Triệu Phi Dương ý nghĩ của mình. Bùi Lâm kiên trì muốn làm nghi thức, dù sao cũng là nhân sinh của nàng lần thứ nhất. Cao Tân Hoa có thể lý giải Triệu Phi Dương ý nghĩ, hắn nhẹ gật đầu, tại bên trong thể chế, Triệu Phi Dương là cái tranh luận nhân vật, mà lại đang đứng ở danh tiếng đỉnh sóng bên trên, hiện tại xử lý hôn lễ tránh không được bị người nói xấu, hắn đã từ đi chức vụ, nhưng là nhấc lên một vòng mới tranh luận tổng không phải chuyện tốt. Cao Tân Hoa nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, già đại đội trưởng bên kia không có ý kiến. Triệu Phi Dương thở dài nói, ta chính bởi vì việc này đau đầu đâu, không phải sao, đặc địa xin ngài đi qua làm một chút tư tưởng của hắn công việc. Cao Tân Hoa nhìn qua Triệu Phi Dương, không thích hợp đi, dù sao cũng là nhà của ngươi vụ sự tình. Lưu ý đến Triệu Phi Dương đối với hắn xưng hô từ Tân Hoa ca biến thành ca, lễ hạ tại người tất có sở cầu. Ca, ngài cùng ta còn khách khí như vậy, cha ta người kia mềm không được cứng không xong, liền nghe ngươi. Đến bây giờ còn không cho ta mang Bùi Lâm đi gặp hắn đâu. Lại nói, ngươi là đơn vị bí thư, ta trên sinh hoạt gặp phải khó khăn, ngươi hẳn là hỗ trợ giải quyết a. Cao Tân Hoa biết rõ già đại đội trưởng bản tính, một khi chuyện hắn quyết định, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại, có chút khó khăn nói, ta nói hắn cũng chưa chắc nghe, chọc giận hắn, nói không chừng một cước đem ta cho đá ra tới. Triệu Phi Dương nói, dù sao chuyện này nhất định phải ngài đi. Cao Tân Hoa đề nghị. Kỳ thật các ngươi không cần thiết vội vã như vậy. Nói đến đây hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, Triệu Phi Dương cũng không phải cái không có chút nào tình cảm kinh lịch thanh niên, hắn vội vã xử lý hôn lễ khẳng định có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, chẳng lẽ Bùi Lâm đã. Triệu Phi Dương từ Cao Tân Hoa biểu lộ liền biết hắn đoán được cái gì, cũng không có giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Người thông minh ở giữa giao lưu nhiều khi căn bản không dùng được ngôn ngữ. Triệu lão gia tử người xưng Triệu đại pháo. Từ lúc còn trẻ liền tính tình nóng nảy, lại gây sự binh chỉ cần đến dưới tay hắn, đều sẽ bị hắn giáo huấn ngoan ngoãn. Triệu đại pháo là cái không chịu ngồi yên người, lùi ra đến về sau trước học người khác đi câu cá, không có hai ngày liền tức giận đến đem cần câu cho gãy, bạn ra cùng hắn cùng một chỗ báo danh học thư họa, cũng là không có hai ngày liền bỏ dở nửa chừng, cuối cùng vẫn là Cao Tân Hoa cho hắn ra cái chủ ý, để hắn học chụp ảnh. Không nghĩ tới lần này Triệu đại pháo tìm được hứng thú điểm. Bắt đầu chơi trường thương đoạn pháo, chuyên công đánh chim, nhiều năm già quân nhân, bưng súng đều không mang theo run một chút, đừng nói một đài máy ảnh. Hòa bình niên đại chụp cò súng cơ hội càng ngày càng ít, Triệu đại pháo chỉ có thể thông qua nhấn cửa chớp phát tiết, mục tiêu khóa chặt, cửa chớp nhấn một cái, ca 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 kẹt.
mấy chục tấm liền đập đi lên, Triệu Đại Pháo vừa tìm được năm đó bắn súng cảm giác, như thế nào một cái thoải mái chứ được. Lúc đầu Triệu Đại Pháo cái tên này đã nhanh bị người quên lãng, nhưng là từ khi hắn bắt đầu chơi chụp ảnh về sau, cái tên này lại lần nữa bị người nhắc lên thậm chí rộng làm người biết. Đừng nhìn Triệu Đại Pháo chơi chụp ảnh thời gian không dài, nhưng là Đông Châu chụp ảnh giới không ai không biết Triệu Đại Pháo đại danh, nổi danh thiết thủ, cầm trong tay Sony A1 cộng G đại sư 600F4, quay chụp hiệu quả đuổi theo giá ba chân không sai biệt lắm. Còn để hắn cấp tốc nổi danh là hắn thiết bị, Triệu Đại Pháo từ tốt có thể tới Nikon lại đến Sony, tất cả bưng thiết bị đều để hắn chơi một lần, cùng nhiếp bạn giao lưu thời điểm Triệu Đại Pháo thường nói nhất chính là, người cái này pháo không được. Triệu Đại Pháo tên hiệu lan truyền nhanh chóng, bất quá này pháo không phải kia pháo, rất nhiều gọi hắn Triệu Đại Pháo người thậm chí không biết hắn là cái tướng quân. Triệu Đại Pháo gần nhất rất ít mang theo pháo du lịch, không phải là bởi vì trời lạnh, mà là hắn chịu không được phía ngoài tin đồn, nhiếp bạn vòng cũng có người thích tin đồn, không biết cái nào tiểu nhân nói hắn thiết bị đều là nhi tử tham ô nhận hối lộ đổi lấy. Từ khi nhi tử từ đi công chức về sau, quay chung quanh nhà bọn hắn tin đồn càng ngày càng nhiều. Triệu Đại Pháo tức giận đến đem Triệu Phi Dương đau nhức mắng một trận, chỉ kém không có cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, khiến cho Triệu Phi Dương gần nhất cũng không dám đến nhà. Cao Tân Hoa đến để Triệu Đại Pháo cảm thấy cao hứng phi thường, hắn để bạn già tranh thủ thời gian chuẩn bị vài món thức ăn, hai người bọn họ phải thật tốt uống mấy chén. Cao Tân Hoa cùng Triệu Đại Pháo tình cảm rất sâu, tại Triệu gia hắn cũng từ không khách khí, kỳ thật Triệu Phi Dương đi Trường Hưng nhậm chức trước đó, hắn tới so hiện tại tấp nập. Triệu Phi Dương đi làm viện trưởng, hắn ngược lại có chút cố kỵ. Triệu Đại Pháo cầm một bình sắt đóng Mao Đài ra, Tân Hoa, chúng ta giữa trưa uống cái này, bao no. Cao Tân Hoa nói, đại đội trưởng, ta còn tưởng rằng ngài đi đánh chim. Đánh cái rắm chim. Qua mùa đông chim A, ẩn Long Hồ bờ Tây nhiều, ta chạy bộ thời điểm nhìn thấy không ít người ở bên kia đập. Triệu Đại Pháo thở dài nói, mẹ nó, không đề cập tới cái này ta không tức giận. Ta hiện tại cũng không dám mang theo pháo ra phố, người khác nhìn ánh mắt của ta tựa như nhìn một cái mục nát phần tử, giống như ta đồ vật đều là nhi tử ta mục nát tham ô có được, ta không sẽ tự mình mua. Ta đặc biệt nương mình không có tiền lương, hắn tức giận liền đập lên cái bàn đem cái bàn đập đến vang ầm ầm. Cao Tân Hoa cười nói, ngài đừng kích động a, liền ngài kia trang bị, tùy tiện một bộ liền một chiếc xe nhỏ tiền, người khác nói nhàn thoại cũng là bình thường. Triệu Đại Pháo tức giận nói, đi qua tại sao không ai nói? Còn không phải là bởi vì kia hỗn tiểu tử làm bàng môn tà đạo, mẹ nó không rên một tiếng từ chức, sự cấp cán bộ lý do thoái thác liền cho từ, trước đó nhiều như vậy cố gắng đều uổng phí. Liền vì điểm này tiền, người cùng quốc gia cái nào cái trọng yếu, nhân dân công bộc còn không bằng một cái đầy người hơi tiền thương nhân. Cao Tân Hoa hắn nghĩ thoáng điểm, mặc dù Triệu Phi Dương từ đi công chức, nhưng bây giờ vẫn là Trường Hưng viện trưởng. Chẳng qua là đổi một loại phương thức vì nhân dân phục vụ. Nhắc lên chuyện này Triệu Đại Pháo liền càng tức giận hơn, hắn cầu thí vì nhân dân phục vụ, gần nhất ta không ít nghe người ta mắng hắn. Cao Tân Hoa nói, vậy chúng ta nghe được khả năng không giống nhau lắm, hồi trước hoàn toàn chính xác mắng hắn không ít, nhưng gần nhất mắng hắn người ít, ta nói là trong bệnh viện A, tán thành hắn cải chế nhân viên càng ngày càng nhiều. Triệu Đại Pháo chào hỏi hắn uống rượu, uống hai chén rượu, Triệu Đại Pháo thở dài nói. Nói thật, ta hiện tại cả ngày đều lo lắng hắn xảy ra chuyện, tiểu tử này tâm cực kỳ ngang tàng, còn có cái tự cao tự đại tật xấu, dạng này người dễ dàng thất bại, người phải giúp ta nhìn cho thật kỹ hắn, thời điểm mấu chốt muốn giúp hắn siết ghìm lại dây cương, nếu là hắn không nghe ngươi, ngươi nói với ta, ta treo lên quất hắn. Cao Tân Hoa nhìn không được bật cười, đại đội trưởng, hắn đều bao lớn người. Bao lớn cũng là nhi tử ta. Cao Tân Hoa nói. Phi Dương cùng ngài nói qua hắn chuyện cá nhân sao? Triệu Đại Pháo nâng cốc chén một đòn nặng nề, người nói là nữ nhân kia. Không được, chúng ta già Triệu gia tuyệt không để nàng vào cửa, cũng là bởi vì nàng hảo hảo một ngôi nhà tản. Cao Tân Hoa nói, đại đội trưởng, ta đây đến nói câu công đạo, Phi Dương ly hôn nhưng không phải là bởi vì nàng, theo ta nói biết, hắn là đang ly hôn về sau mới nhận biết Bùi Lâm. Ta mặc kệ cái này, hắn đều bao lớn rồi. Mắt thấy 40 tuổi người, kia nữ mới hơn 20, người ta coi trọng hắn gì? Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ nam nhân 41 nhánh hoa, Triệu Phi Dương vẫn rất có mị lực, đương kim niên đại, rất nhiều tiểu cô nương liền thích ở độ tuổi này, tướng mạo không tệ, sự nghiệp có thành tựu, hoa văn nhiều, sáo lộ sâu, 20 tuổi tiểu thanh niên cùng bọn hắn lấy cái gì so?
cái trước tựa như mao đài, cái sau cùng một chén nước sôi để nguội không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Hứa Thuần Lương tiểu tử kia chính là một ngoại lệ. Cao Tân Hoa không có quên Triệu Phi Dương bái việc nhờ hắn, hắn hiểu rõ vô cùng già đại đội trưởng, cũng không có vòng vo, thấp giọng nói, ta hôm nay tới là bị Phi Dương ủy thác. Hắn dự định kết hôn, cho nên nghĩ trước trưng cầu một chút ý kiến của ngài. Môn đều không có, Triệu Đại Pháo uống một hớp rượu, đem cái chén trống không đặt ở Cao Tân Hoa trước mặt. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ngài nếu là có cháu đâu. Triệu Đại Pháo ngây ngẩn cả người. Cao Tân Hoa biết hắn uy hiếp Triệu Đại Pháo mặc dù đau cháu gái của hắn, nhưng đáy lòng của hắn còn là muốn một cái cháu trai, nhưng đi qua con dâu một mực không muốn sinh hai thai, Triệu Đại Pháo lại một lần uống nhiều quá còn cùng hắn phàn nàn Triệu gia như vậy tuyệt hậu đâu. Cao Tân Hoa giúp hắn đem chén rượu rót đầy, Triệu Đại Pháo bưng lên chén rượu kia yên lặng uống cạn, lại đặt lên bàn. Cao Tân Hoa lần nữa rót đầy nói, con cháu tự có con cháu phúc, có một số việc ngài không quản được. Triệu Đại Pháo thở dài một hơi, hắn thật là không cho ta bớt lo a, tiếp tục như vậy là muốn phạm sai lầm. Cao Tân Hoa nói, đây không phải không có phạm sai lầm nha, già đại đội trưởng, ta xem chuyện này a, ngài vẫn là phải thận trọng suy tính một chút, Phi Dương dự định kết hôn cũng là chịu trách nhiệm biểu hiện. Triệu Đại Pháo nói, nữ nhân kia gả cho động cơ của hắn liền không đơn thuần, tiểu tử này làm sao lại nhìn không ra đâu. Trên một điểm này, Cao Tân Hoa cùng hắn ôm lấy giống nhau cách nhìn. Triệu Phi Dương không phải nhìn không ra, hắn hiện tại hẳn là đâm lao phải theo lao. Cuối tuần Triệu Phi Dương đã tới Nam Giang, hắn đi trước thăm tại bệnh viện nằm viện Đông Nghiễm Sinh, sau đó cùng Thư Viễn Hàng Trung tiến cơm chưa tiến hành một trận thẳng thắn đối thoại, song phương đối lần này gặp mặt đều phi thường hài lòng. Hứa Thuần Lương cũng không tham gia bọn hắn nói chuyện, an bài thỏa đáng về sau, liền quay trở về trường đảng tham gia lần này lớp huấn luyện kết nghiệp điển lễ. Buổi lễ hôm nay qua đi. Mình sau 2 ngày sẽ tổ chức xã hội thực tiễn hoạt động căn cứ tự do tham gia nguyên tắc, Hứa Thuần Lương không có ý định đi theo đi qua hoạt động, chuẩn bị rút ra một ngày thời gian đem mình thông qua thiên dưỡng thiên tổng kết ra luyện khí phương pháp dạy cho Đông Nghiễm Sinh. Đông Nghiễm Sinh trước mắt đã quay lại Bệnh viện Nhân dân tỉnh huyết dịch khoa tiến hành đến tiếp sau trị liệu, từ khi giải phẫu về sau, nguyên khí bị hao tổn rất lợi hại, xét thấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, nguyên bản trong kế hoạch trị bệnh bằng hóa chất cũng không thể không đẩy sau. Hứa Thuần Lương trải qua bệnh viện môn trần đại lâu thời điểm, nhìn thấy một vị mỹ mạo thiếu nữ đẩy xe lăn từ bên người đi qua, lại là Đông Châu Đài truyền hình người chủ trì Tô Tình. Trên xe lăn ngồi một vị 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân, đầu nghiêng một cái tay quan xoắn, xem xét chính là liệt nửa người bệnh nhân. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng, đi qua chủ động lên tiếng chào hỏi. Tô Tình bắt đầu còn cho là mình nhìn lầm, vững tin chính là Hứa Thuần Lương về sau, nàng nở nụ cười. Thật là khéo a, tại tỉnh thành đều có thể gặp được ngươi. Hứa Thuần Lương nhìn qua vị kia trên xe lăn trung niên nhân, vị này là cha ta, vị này trung niên nhân là Tô Tình phụ thân Tô Thiên Vũ. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Tô bá bá, Tô Tình nói cho hắn biết, lần này là chuyên bồi tiếp phụ thân đến tỉnh thành xem bệnh, phụ thân năm ngoái được não tắc nghẽn, một mực khôi phục không tốt, tại Đông Châu nhìn mấy nhà bệnh viện, bọn hắn đều đề nghị nàng đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh nhìn xem. Nơi này khôi phục khoa tại trong tỉnh mạnh nhất. Hứa Thuần Lương nhìn trên trán nàng che kín tinh mịn mồ hôi, đoán chừng nàng một người mang theo phụ thân từ Đông Châu đến nơi đây cũng mệt mỏi đến không nhẹ, chủ động đưa ra hỗ trợ. Tô Tình biểu thị không cần, mình đã hẹn chuyên gia. Hứa Thuần Lương không nói lời gì, tiếp thủ xe lăn, bồi tiếp nàng cùng đi khôi phục khoa. Đi vào khôi phục khoa phòng khám bệnh, lại đợi hơn nửa giờ, mới nhìn thấy chuyên gia. Vị kia chuyên gia là Tô Thiên Vũ sau khi kiểm tra, nói cho Tô Tình, giống hắn loại tình huống này thuộc về lúc đầu trị liệu không lý tưởng, di chứng tương đối nghiêm trọng, coi như đem hắn thu nhập viện, tiến hành hệ thống khôi phục trị liệu, hiệu quả cũng không có khả năng quá tốt. Vị này chuyên gia xem như tương đối có lương tâm bác sĩ, đề nghị Tô Tình không muốn hoa tiền tiêu uổng phí, lời ngầm chính là Tô Thiên Vũ không có khả năng chữa khỏi, về sau quãng đời còn lại đều muốn cùng xe lăn làm bạn. Tô Tình khó tránh khỏi có chút thất vọng, kỳ thật kết quả này cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Hứa Thuần Lương lặng lẽ quan sát một chút Tô Thiên Vũ, phát hiện hắn sắc mặt ảm đạm, hốc mắt phát xanh, hai mắt có thể thấy được một chút nhỏ bé màu đen mạch lạc, lại nhìn Tô Thiên Vũ hai tay móng tay không ánh sáng chạch, ẩn ẩn phát ra ô sắc. Mặc dù Tô Tình đem hắn hầu hạ đến phi thường sạch sẽ, nhưng là nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được thân thể của hắn bên trên nhàn nhạt mùi tanh.
Theo Hứa Thuần Lương đến xem, Tô Thiên Vũ hẳn là mãn tính trúng độc, thừa dịp Tô Tình cùng chuyên gia giao lưu bệnh tình thời điểm, hắn thăm dò Tô Thiên Vũ mạch đập. Tô Thiên Vũ mạch tượng nhỏ bé yếu ớt tán loạn, rõ ràng kinh mạch từng trải qua từng bị trọng thương, Hứa Thuần Lương thông qua hắn mạch tượng suy đoán ra, Tô Thiên Vũ hẳn là tu luyện qua, hắn là bị người phế bỏ nội lực. Tô Thiên Vũ mặc dù miệng không thể nói, nhưng cũng không có nghĩa là đầu óc của hắn hồ đồ, cũng có thể nhìn ra Hứa Thuần Lương là đang vì hắn bắt mạch, trong lòng thầm nghĩ người trẻ tuổi này ngược lại là nhiệt tâm. Tô Tình cùng chuyên gia nói chuyện hơn 10 phút, trở về thời điểm. Trong lòng có chút uể oải, bất quá tại trước mặt phụ thân cũng không có bất kỳ biểu lộ, an ủi phụ thân nói, cha, người ta chủ nhiệm nói, chỉ muốn tiến hành hệ thống tính trị liệu, ngài tình huống sẽ có cải thiện. Tô Thiên Vũ cố nặn ra vẻ tươi cười, xem như đối nữ nhi đáp lại. Tô Tình vặn ra giữ ấm chén cho phụ thân mớm nước, nàng làm việc vô cùng quan tâm cẩn thận, trước cho phụ thân vây quanh một cái khăn lông, sau đó dùng thìa từng muỗng cho ăn. Tô Thiên Vũ bởi vì khóe môi nghiêng lệch, bình thường uống một muôi đến có hơn phân nửa lại chảy ra. Hứa Thuần Lương một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm cảm thán Tô Tình nhưng thật không dễ dàng, khó trách nàng không có lựa chọn lưu tại thành phố lớn công việc. Tô Thiên Vũ cái dạng này bên người xác thực không thể thiếu người chiếu cố. Tô Tình cho phụ thân cho ăn xong nước, nhìn thấy Hứa Thuần Lương vẫn chưa rời đi, áy náy nói, không có ý tứ, ta chỉ lo chiếu cố cha ta, đều không cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Hứa Thuần Lương nói, làm sao một người cùng hắn tới? Tô Tình nói, trong nhà cũng không có những người khác, ta một người ứng phó được đến. Hứa Thuần Lương nói, có hay không đi xem qua trung y? Tô Tình gật đầu nói, nhìn qua, không hiệu quả gì, người bận bịu đi thôi, ta một người là được. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chờ chút đi nơi nào, ta đón xe đưa ngươi. Không cần, ta lái xe. Liền ngươi kia giáp sát trùng. Tô Tình nói, ta cho mượn chiếc áo đức tái. Hứa Thuần Lương kiên chỉ đem bọn hắn đưa qua, đi vào bệnh viện bãi đỗ xe, Tô Tình mở cửa xe, trước đem phụ thân ôm vào xe, sau đó thuần thục tướng xe lăn cất kỹ cột chắc. Hứa Thuần Lương cố ý không có giúp đỡ, nhìn Tô Tình như thế nào tướng Tô Thiên Vũ thu được xe, nghĩ không ra nàng lại có lực lượng lớn như vậy. Tô Tình khởi động ô tô, đánh mở điều hòa, sau đó lại xuống xe, hướng Hứa Thuần Lương nói, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, có cái gì tốt phiền phức, đều là bằng hữu, người đây là dự định trở về sao? Tô Tình lắc đầu nói, thật vất vả mới tới một chuyến, ta dự định tại Nam Giang ở một đêm, ngày mai lại dẫn hắn đi lầu canh bệnh viện nhìn xem, nhiều đi mấy nhà, nói không chừng có thể có kỳ tích. Hứa Thuần Lương nói, treo chuyên gia giỏi số. Đi lầu canh bệnh viện cũng không tại Tô Tình kế hoạch lúc đầu bên trong, nhưng là lần này tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh xem bệnh kết quả cũng không lý tưởng, cho nên nàng mới dự định qua bên kia nhìn xem. Hứa Thuần Lương nhớ tới từ Đông Lai, hắn lần đầu tiên tới Nam Giang thời điểm, tại đường sắt cao tốc bên trên gặp được Loan Ngọc Xuyên phát bệnh, hắn cùng Lý Gia Khoan từ Đông Lai liên thủ nghĩ cách cứu viện, cũng coi là có giao tình. Từ Đông Lai nói qua nếu như lầu canh bệnh viện có chuyện một mực tìm hắn. Hứa Thuần Lương để Tô Tình các loại, hắn cho Từ Đông Lai gọi điện thoại. Từ Đông Lai nghe nói là tìm khôi phục chuyên gia sự tình, lập tức cho đề cử một vị, vị kia chuyên gia ngày mai nghỉ ngơi, bất quá hắn chủ nhật buổi sáng sẽ thông lệ kiểm tra phòng, có thể an bài bệnh nhân đi khôi phục khoa phòng bệnh tìm hắn nhìn một chút. Hứa Thuần Lương để Từ Đông Lai hỗ trợ an bài, cúp điện thoại đem chuyện này nói cho Tô Tình. Tô Tình nói cảm ơn liên tục. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Đông Nghiễm Sinh thời điểm so ước định thời gian chậm một giờ, Đông Nghiễm Sinh đều chờ không nổi nữa. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình trên đường gặp một người bạn, hắn đem cửa phòng đóng lại, bắt đầu cho Đông Nghiễm Sinh giảng giải, dưỡng huyết quy nguyên công cái tên này là hắn lên được, kỳ thật chính là hắn từ thiên dưỡng thiên, bên trong diễn hóa mà đến, có dưỡng huyết sinh tủy công hiệu. Hứa Thuần Lương tận lực tiến hành đơn giản hóa, chủ yếu cường điệu tại hô hấp. Đừng nhìn hô hấp mỗi người đều biết, nhưng là hô hấp của ngươi chưa hẳn có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Dựa theo hiện ở đây tới nói, Hứa Thuần Lương đầu tiên giáo hội Đông Nghiễm Sinh khoa học hô hấp. Đông Nghiễm Sinh đi theo học được một giờ, cảm giác tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Hứa Thuần Lương bàn giao, về sau mỗi ngày đều muốn dựa theo mình dạy cho hắn phương pháp hô hấp, sớm tối các luyện tập một lần, mỗi lần nửa giờ, hô hấp đồng thời phối hợp xoa bóp thân thể huyệt đạo. 3 ngày sau đó liền sẽ có hiệu quả rõ ràng, tiếp tục sau 1 tháng, hắn sẽ dậy tiến một bước thổ nạp công pháp. Đông Nghiễm Sinh từ khi phục dụng hồi xuân đường sinh sinh đan đưa đến hiệu quả về sau, đi qua đối trung y thành kiến chậm rãi chuyển biến,
mà lại hắn đối Hứa Thuần Lương phi thường tín nhiệm, chỉ cần là Hứa Thuần Lương an bài sự tình hắn đều sẽ chăm chú hoàn thành. Đông Nghiễm Sinh dự định cuối tháng này về Trường Hưng bệnh viện tiếp tục trị liệu. Hứa Thuần Lương giải hắn tình huống, coi như lưu tại nơi này cũng sẽ không có cái gì thay đổi về mặt căn bản, mà lại Thư Viễn Hàng vợ chồng đã quyết định đi Trường Hưng bệnh viện, Đông Nghiễm Sinh trở về tiếp tục trị liệu nên cũng là nguyên nhân này, dù sao hiện tại phương án trị liệu cũng là hắn con dâu Nguyễn Tinh Mai định ra, trở về cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta hai ngày này liền trở về. Đông Nghiễm Sinh nói, đúng rồi, có chuyện ta chính muốn nói với người đâu, Tử Thuần sự tình. Viễn Hàng cặp vợ chồng nhận nàng đương con gái nuôi, bọn hắn cũng cùng Hoàng Cửu Thành đã gặp mặt, Hoàng Cửu Thành trước mắt cái dạng này cũng không có cách nào chiếu cố hài tử sinh hoạt, chúng ta trưng cầu một chút ý kiến của hắn, dự định mang Tử Thuần đi Đông Châu đọc sách. Hứa Thuần Lương cười nói, chỉ cần Hoàng Cửu Thành đồng ý liền không còn gì tốt hơn. Hắn không có ý kiến, hai đứa bé chơi đến đặc biệt tốt, nhất là ta cái kia tiểu tôn tử, liền một khắc cũng không chịu cùng tiểu thư của hắn thì tách ra. Hứa Thuần Lương âm thầm cảm thán, Hoàng tứ bà nếu như trên trời có linh cũng có thể nhắm mắt, nàng đem tôn nữ ủy thác cho Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt mặc dù làm ra hứa hẹn, nhưng nàng dù sao cũng là cái chưa lập gia đình nữ nhân, không có chiếu cố hài tử kinh nghiệm, cho nên dự định tướng Hoàng tử Thuần đưa vào ký túc trường học, nhưng là Hoàng tử Thuần đối với chuyện này biểu hiện được phi thường kháng cự. Nàng muốn lưu ở phụ thân bên người, Hoàng Cửu Thành trước mắt vẫn còn dưỡng bệnh quá trình bên trong, hắn ngay cả mình đều chiếu không cố được. Nói chuyện gì chiếu cố hài tử, trước đây cũng là hắn một mực liên lụy khuê nữ. Nguyễn Tinh Mai biết được tình huống về sau, cùng Thư Viễn Hàng thương lượng, nàng đặc biệt thích Hoàng tử Thuần, mà lại nhi tử vừa về nước, bên người liền cái bạn chơi đều không có, kinh lịch lần này bắt cóc sự kiện, lại nhận lấy kinh hãi, nội tâm cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đi tới, khó được cùng tử Thuần chơi đến tốt như vậy, liền có để Hoàng tử Thuần tạm thời cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt ý tứ. Cứ như vậy, hai đứa bé tương hỗ làm bạn, lẫn nhau có thể chữa trị đối phương nội tâm, đối bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành cũng có chỗ tốt. Thư Viễn Hàng ủng hộ thê tử quyết định, chỉ cần bọn hắn đồng ý, Đông Nghiễm Sinh tất cả đều tán thành, huống chi lần này cháu trai sở dĩ có thể thuận lợi được cứu vớt, may mắn mà có Hoàng tử Thuần tiểu cô nương này. Thư Viễn Hàng vợ chồng vì chuyện này đặc địa đi tìm Hoàng Cửu Thành, Hoàng Cửu Thành hiện tại đối nữ nhi là hữu tâm vô lực, cũng nguyện ý có người hỗ trợ chiếu cố. Mà lại Thư Viễn Hàng vợ chồng đều là phần tử trí thức cao cấp, gia đình điều kiện lại tốt, nữ nhi cùng ở bên cạnh họ khẳng định so đi theo mình mạnh hơn, huống chi người ta cũng không phải muốn cùng hắn đoạt khuê nữ, đáp ứng hắn chỉ cần thân thể của hắn khôi phục, tùy thời đều có thể đem nữ nhi tiếp đi. Hai người trò chuyện thời điểm, Thư Viễn Hàng tới đưa cơm, đặc địa cho phụ thân làm thịt xương trà. Hắn đem hôm nay cùng Triệu Phi Dương gặp mặt tình huống đơn giản nói một lần, mặc dù song phương đàm đến không tệ. Thế nhưng là chứng thực còn cần thời gian, đoán chừng nhanh nhất cũng muốn đến sau mùa xuân, Hứa Thuần Lương cho rằng Thiến Thư Viễn Hàng không cần phải gấp, có thể cân nhắc chu toàn mới quyết định. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương đi lầu canh bệnh viện, Tô Tình không nghĩ tới hắn sẽ đích thân tới, Hứa Thuần Lương biểu thị mình nghỉ ngơi, lo lắng nàng một người ứng phó không được, cho nên liền tới xem một chút. Bởi vì là thông qua từ Đông Lai giới thiệu, vị này họ Cảnh chuyên gia tương đương khách khí. Là Tô Thiên Vũ cẩn thận sau khi kiểm tra, cũng cùng Bệnh viện Nhân dân tỉnh bên kia ý kiến giống nhau, cho rằng Tô Thiên Vũ cho dù là làm khôi phục trị liệu cũng không sẽ đưa đến quá lớn hiệu quả. Tô Thiên Vũ đã sớm không muốn xem bệnh, nhìn thấy nữ nhi vì chính mình bận trước bận sau, cười theo cầu người, Tô Thiên Vũ liền tâm muốn chết đều có. Hứa Thuần Lương kỳ thật hôm qua liền biết nàng đến lầu canh bệnh viện cũng không sẽ có hiệu quả gì, Tô Thiên Vũ hiện tại cái dạng này nguyên nhân căn bản là trúng độc. Hắn sở dĩ không có trước tiên đưa ra hỗ trợ chủ yếu là cân nhắc đến Tô Tình chưa hẳn tín nhiệm mình, các bệnh viện lớn các chuyên gia chẩn bệnh để bọn hắn hai cha con đã đánh mất hy vọng, xuất thủ cũng cần lựa chọn thời cơ thích hợp. Hứa Thuần Lương không có bằng hành nghề thầy thuốc, không tốt trực tiếp sách ra bản thân hỗ trợ xem bệnh, bất quá hắn có là biện pháp, tìm tấm mộc ra, hắn nói cho Tô Tình, kỳ thật khôi phục trị liệu phương diện Đông Châu liền có một vị rất lợi hại bác sĩ, người này gọi Trịnh Bồi An, liền tại bọn hắn Trường Hưng bệnh viện. Nếu như Tô Tình nguyện ý, hắn có thể giúp lấy liên hệ. Tô Thiên Vũ sớm đã nản lòng thoái chí, Tô Tình mặc dù lần này tỉnh thành nhận ngăn trở, vẫn không hề từ bỏ hy vọng, đi qua nàng cũng mang theo phụ thân đi Trường Hưng bệnh viện tìm chuyên gia nhìn qua, bất quá khi đó treo phải là Trung y khoa Chu Minh Viễn Hào. Đã Hứa Thuần Lương nói đến chắc chắn như thế, nói không chừng vị kia Trịnh Bồi An chủ nhiệm thật có trình độ, Đông Châu có câu chuyện xưa, có táo không có táo đánh một cây.
Hai người lúc nói chuyện, Từ Đông Lai gọi điện thoại tới, hắn cũng đến bệnh viện, hỏi Hứa Thuần Lương đã đi chưa, nghe nói Hứa Thuần Lương ngay tại khôi phục khoa dưới lầu, lập tức liền chạy tới. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Từ Đông Lai không có mặc quần áo làm việc, liền biết hắn là đặc địa chạy tới. Từ Đông Lai người này mặc dù cũng là bệnh viện lớn phòng chủ nhiệm nhưng là không có vẻ kiêu ngạo gì, đi vào về sau đầu tiên hướng Hứa Thuần Lương biểu thị áy náy, hắn vốn nên là sớm một chút tới, nhưng là bởi vì trên đường kẹt xe đến chậm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài không cần tự mình tới một chuyến, bên này tất cả an bài xong, cảnh chủ nhiệm cũng không phải thường khách khí. Mặc dù cảnh chủ nhiệm tại bệnh tình của phụ thân bên trên cũng lực bất tòng tâm, nhưng là Tô Tình cũng đối Từ Đông Lai trợ giúp biểu thị cảm tạ. Trong lòng minh bạch chân chính muốn tạ người là Hứa Thuần Lương. Từ Đông Lai tìm Hứa Thuần Lương còn có chút sự tình khác, gần nhất hắn tại áo thể phiến khu nhìn chúng một phòng nhỏ, nhớ tới lúc trước Lý Gia Khoan mua nhà thời điểm Loan Ngọc Xuyên đã từng hỗ trợ đánh gãy, cho nên hắn cũng nghĩ tìm Loan Ngọc Xuyên hỗ trợ. Nhưng là hắn lại không mở được cái miệng này, tự mình hỏi qua Lý Gia Khoan, biết được Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm vẫn luôn có liên lạc, cho nên nghĩ mời Hứa Thuần Lương cho hắn giúp chuyện này. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, kỳ thật Từ Đông Lai cũng là Loan Ngọc Xuyên ân nhân cứu mạng một trong, coi như hắn trực tiếp hướng Loan Ngọc Xuyên mở miệng, Loan Ngọc Xuyên cũng sẽ không cự tuyệt, tại sao muốn thông qua mình. Từ Đông Lai nói, lần kia sau khi ăn cơm, ta cùng Loan Tổng liền không có liên lạc qua, nếu như ta trực tiếp mở miệng quá mạo muội, ta nghe nói người cùng Mặc Tiểu Thư hiện tại là bạn rất thân. Hứa Thuần Lương nói, người nghe Lão Lý nói. Từ Đông Lai ngượng ngùng cười. Tô Tình nhìn hai người bọn họ có việc muốn trò chuyện, chủ động xách ra bản thân đi trước. Từ Đông Lai giữ lại nói, chớ vội đi a, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, thân là địa chủ ta làm sao đều phải an bài một chút. Tô Tình cười nói, không tiện, ta còn phải chạy về Đông Châu, như vậy đi, trở về sau từ chủ nhiệm đến Đông Châu ta đến an bài, hơi tỏ lòng biết ơn. Hứa Thuần Lương biết nàng muốn chiếu cố phụ thân hoàn toàn chính xác không tiện. Cùng Từ Đông Lai cùng một chỗ hỗ trợ trước đem Tô Thiên Vũ đưa lên xe. Tô Tình trước khi rời đi lại chuyên môn hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt cảm ơn. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta liền không cần khách khí, ta cuối tuần trở về cùng Trịnh chủ nhiệm liên lạc một chút, đến lúc đó, người mang người cha đến bệnh viện chúng ta nhìn xem. Tô Tình nhẹ gật đầu, được, kia cứ như vậy nói, ta đi. Nàng ngày mai còn phải đi làm, hiện tại liền phải lái xe trở về Đông Châu. Hứa Thuần Lương nhắc nhở nàng trên đường lái xe cẩn thận một chút. Tô Tình cười hướng hắn khoát tay áo. Đưa mắt nhìn Tô Tình rời đi, Từ Đông Lai nói, cô bé này coi như không tệ. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta Đông Châu đài truyền hình Vương bài dẫn chương trình, đương dù không sai. Từ Đông Lai thế mới biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, ta nói là nàng dạng này cô gái trẻ tuổi có thể đối xử như thế phụ mẫu cũng không nhiều. Hứa Thuần Lương tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói. Nàng lúc đầu có hy vọng lưu tại ban tổ chức, vì chiếu cố phụ thân lựa chọn trở lại Đông Châu. Từ Đông Lai cảm thán Tô Tình không dễ dàng, mặc dù hắn cũng rất muốn trợ giúp cái này cô gái hiểu chuyện, nhưng nhận chữa bệnh trình độ kỹ thuật hạn chế, rất nhiều chuyện cũng là hữu tâm vô lực. Hứa Thuần Lương ngay trước Từ Đông Lai bột cho Mặc Hàm gọi điện thoại, đem Từ Đông Lai sự tình nói với nàng. Mặc Hàm phi thường thống khoái mà đáp ứng, để Từ Đông Lai nhìn kỹ phòng ở trực tiếp cùng với nàng liên hệ, nàng sẽ hỗ trợ giải quyết. Hứa Thuần Lương hướng nàng chuyển đạt Từ Đông Lai nghĩ mời nàng ăn cơm ý tứ, Mặc Hàm biểu thị không cần, biểu thị Loan Tổng đã thông báo, đối với hắn ba tên ân nhân cứu mạng sự tình nhất định phải tận lực giúp một tay. Liền Hứa Thuần Lương cũng không thể không thừa nhận, ở phương diện này Loan Ngọc Xuyên làm được thật là không tệ, lúc trước tham dự cứu giúp ba người, tuần tự mua nhà, Loan Ngọc Xuyên đều cung cấp tận khả năng trợ giúp. Nếu như không có xương rồng sự tình, Hứa Thuần Lương khẳng định cho rằng Loan Ngọc Xuyên là cái có ơn tất báo người tốt, nhưng là hắn hiện tại không nhìn như vậy, Loan Ngọc Xuyên người này cũng không phải đứng đắn gì thương nhân, hắn cùng Bạch Mộ Sơn ở giữa có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Từ Đông Lai giữa trưa mời Hứa Thuần Lương cùng khôi phục khoa cảnh chủ nhiệm tại bệnh viện phụ cận ăn bữa cơm, Hứa Thuần Lương lúc đầu không muốn đi, nhưng Từ Đông Lai kiên chỉ muốn biểu thị, coi như không có Hứa Thuần Lương cho hắn hỗ trợ chuyện này, thân là địa chủ hắn cũng nên an bài một chút. Khôi phục khoa cảnh chủ nhiệm nhìn thấy Hứa Thuần Lương lại biểu thị ra áy náy, Tô Thiên Vũ sự tình thật sự là hắn giúp không được gì. Hứa Thuần Lương cười nói, loại chuyện này rất bình thường, cao minh đến đâu bác sĩ cũng chữa trị không được tất cả tật bệnh. Từ Đông Lai là hai người giới thiệu một chút, giới thiệu Hứa Thuần Lương thời điểm, hắn đặc địa nhấn mạnh Hứa Thuần Lương là Trường Hưng Bệnh viện phân viện viện trưởng.
Hứa Thuần Lương cảm thấy Từ Đông Lai giới thiệu không cần thiết chút nào, dù sao Trường Hưng Bệnh viện cũng chính là tại Đông Châu có chút nổi tiếng, người ta Cổ Lâu Bệnh viện chủ nhiệm liền Trường Hưng đều không để vào mắt, lại càng không cần phải nói phân viện. Không nghĩ tới Cảnh chủ nhiệm nghe nói qua Trường Hưng Bệnh viện. Bệnh viện các ngươi có phải hay không bị Hoa Niên tập đoàn mua? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, hắn giải thích nói, không phải mua, là song phương hợp tác, thành lập hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện. Cảnh chủ nhiệm nói, nguyên lai dạng này a, thật sự là kỳ quái a, bọn hắn không tại Nam Giang đầu tư, chạy thế nào đến Đông Châu đi ném bệnh viện. Từ Đông Lai nói, Hoa Niên tập đoàn tại Nam Giang danh tiếng nhưng chẳng ra sao cả, bọn hắn thiếu nhiều như vậy nợ nần, đều nhanh vỡ nợ. Nam Giang cỡ lớn bệnh viện công ai chênh lệch bọn hắn điểm này tiền. Ta dù sao không coi trọng bọn hắn. Hắn tại Hoa Niên cổ phiếu bên trên cắm té ngã, tổn thất hơn mấy chục vạn, cho nên vừa nhắc tới Hoa Niên tập đoàn liền đến khí. Hứa Thuần Lương nói, ta tại bệnh viện chính là cái phổ thông quần chúng, thượng tầng sự tình ta cũng không rõ ràng. Câu nói này rõ ràng có thể chế bên trong người khéo đưa đẩy hương vị. Từ Đông Lai cười nói, có thể đi Nam Giang trường đảng huấn luyện đều không phải là phổ thông quần chúng. Hắn cùng Hứa Thuần Lương uống chén rượu, tiếp tục trò chuyện lên Hoa Niên tập đoàn chủ đề. Hai ngày trước Hoa Niên tập đoàn đến Cổ Lâu bệnh viện đàm chiều sâu chuyện hợp tác, kỳ thật chính là muốn cho Đông Châu Trường Hưng bệnh viện phủ lên Cổ Lâu bệnh viện phân viện bảng hiệu. Nếu quả thật có thể đàm thành, về sau hai nhà bệnh viện khẳng định sẽ có rất nhiều hợp tác. Hứa Thuần Lương không khỏi nhớ tới Triệu Phi Dương lần này tới Nam Giang, hắn không phải chuyên tới gặp Thư Viễn Hàng. Đoán chừng chủ yếu là vì treo biển hành nghề sự tình. Tại Bình Hải tỉnh bên trong, tỉnh Nhân Y cùng Cổ Lâu là sánh vai cùng hai tòa tính tổng hợp bệnh viện, hai nhà này bệnh viện thực lực tổng hợp tại cả nước cũng có thể xếp vào trước 20. Nếu như có thể phủ lên trong đó một chỗ phân viện bảng hiệu, Trường Hưng lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều. Triệu Phi Dương lần này cũng không phải là đơn độc đến đây, Bùi Lâm cũng hộ tống hắn cùng đi đến Nam Giang. Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ chuyên môn thiết gia yến chiêu đãi đám bọn hắn hai người, có thể nói cho đủ Triệu Phi Dương mặt mũi. Yến hội về sau, Triệu Phi Dương hộ tống Đường Kinh Vĩ cùng đi thưởng thức hắn cất giữ tranh chữ. Triệu Phi Dương ở phương diện này không có nhiều nghiên cứu, thông qua Đường Kinh Vĩ giới thiệu, hắn hiểu rõ đến vẻn vẹn là hôm nay nhìn thấy tranh chữ, tổng giá trị liền đã vượt qua 300 triệu, cuộc sống của người có tiền hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đường Kinh Vĩ có hai đại yêu thích. Một là cất giữ, hai là đánh bạc, giới kinh doanh bên trong có cái nghe đồn, hai năm này Hoa Niên tập đoàn nguy cơ cùng hắn thích cờ bạc có quan hệ. Hắn tấp nập ra không có tại các nơi trên thế giới đại đổ tràng, nghe nói vẻn vẹn tại Bồ Kinh liền thua 10 cái ức. Triệu Phi Dương không biết những này truyền ngôn là thật là giả, hắn cũng rõ ràng Đường Kinh Vĩ mời hắn tham quan những này đồ cất giữ, ý của túy ông không phải ở rượu, chân chính dụng ý là hướng hắn biểu hiện ra thực lực. Đường Kinh Vĩ rót hai chén whisky. Trong đó một chén đưa cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, từ đi công chức về sau đối diện Đường Kinh Vĩ tâm tình rõ ràng có khác biệt, mặc dù Triệu Phi Dương không chịu thừa nhận, nhưng là hiện ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhiều hơn mấy phần thật sự thấp thỏm. Đường Kinh Vĩ nói, người bái việc nhờ ta, xem như có chút mặt mày. Triệu Phi Dương mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Cổ Lâu bệnh viện liên hợp chung xây là hắn đã sớm nói lên ý nghĩ, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Chớ xem thường một tấm bảng hiệu uy lực, trong nước dân chúng liền tin cái này. Nào đó đại học, nào đó phụ viện, nào đó y khoa đại thí nghiệm căn cứ, nào đó ở một bệnh viện, nào đó phân viện, mặc dù hơn phân nửa đều là có hoa không quả danh hào, nhưng là ai cũng không thể xem nhẹ trong đó tuyên truyền tác dụng. Đường Kinh Vĩ mời hắn đi vào A ghế dựa ngồi xuống, hai người đụng một cái chén rượu, Đường Kinh Vĩ chậm rãi nói, Cổ Lâu bệnh viện bên kia hợp tác ý nguyện không lớn. Bất quá bệnh viện nhân dân tỉnh đáp ứng, đồng ý treo biển hành nghề, bọn hắn sẽ còn cung cấp kỹ thuật ủng hộ, sẽ còn định kỳ an bài chuyên gia tiến về Trường Hưng ngồi xem bệnh. Quá tốt rồi, đa tạ Đường Tổng. Triệu Phi Dương uống một hớp rượu, nhưng trong lòng cũng không cho rằng có cái gì đáng giá tạ địa phương, hắn cũng chỉ là khách khí thôi, Trường Hưng quan hệ đến Đường Kinh Vĩ lợi ích, mình bây giờ chỉ là một cái cao cấp người làm công, treo biển hành nghề sự tình cuối cùng lớn nhất được lợi người hay là Đường Kinh Vĩ. Đường Kinh Vĩ hỏi thăm một chút Trường Hưng bệnh viện hai kỳ công trình tiến tình trạng phát triển. Triệu Phi Dương đơn giản báo cáo một chút, từ hiện tại xem ra hết thảy tiến triển coi như thuận lợi, Hoa Niên tập đoàn cam kết Trường Hưng bệnh viện hai kỳ cùng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết đều tại vững bước đang tiến hành, nhưng là có chuyện vẫn chưa chứng thực, đó chính là Nguy Sơn đảo phân viện kiến thiết.
Lúc trước vì cầm xuống Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản, có phần phí hết một phen trắc trở, bọn hắn cũng là làm ra quy hoạch cùng hứa hẹn, lúc này mới thuyết phục Hồ Sơn trấn chính phủ lấy được mảnh đất kia. Đường Kinh Vĩ cũng từng đã đáp ứng muốn tại Nguy Sơn đảo phát triển chữa bệnh dưỡng lão, phối hợp quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết. Nhưng là từ khi Hoa Niên tập đoàn ký kết về sau, mảnh đất kia cũng liền không có tin tức. Triệu Phi Dương biết Đường Kinh Vĩ bản tính, một lần đã từng muốn cùng Đại Hằng tập đoàn lấy đổi chỗ, từ đó bộ lấy tài chính, nhưng là Hồ Sơn trấn chính phủ đã sớm phòng lấy bọn hắn chiêu này, tại thổ địa tính chất bên trên có minh xác quy định. Triệu Phi Dương cho rằng hôm nay là một cơ hội, thừa dịp Đường Kinh Vĩ tâm tình không tệ, hắn nhắc lên dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Đường Kinh Vĩ nói, Nguy Sơn đảo hiện tại có bao nhiêu người? Triệu Phi Dương không nói, Đường Kinh Vĩ ý tứ hết sức rõ ràng. Dưỡng lão bệnh viện mở nguyên nhân vấn đề giải quyết như thế nào? Hiện tại đầu tư động một tí vài ức mười mấy ức, tiền ném tiến vào là muốn nhìn hiệu quả và lợi ích. Đường Kinh Vĩ nói, mảnh đất kia tiền cảnh không tệ, nhưng là chúng ta nhất định phải cân nhắc đầu tư hồi báo, chúng ta cùng Đại Hằng không giống, bọn hắn đầu tư mục đích là vì mua phòng ốc, hấp lại tài chính muốn so với chúng ta nhanh hơn nhiều. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng, chúng ta cùng Hồ Sơn trấn chính phủ ở giữa là có kèm theo điều khoản. Nếu như chúng ta không thể tại quy định kỳ hạn bên trong bắt đầu dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, bọn hắn có quyền tướng bệnh viện thu hồi đi. Đường Kinh Vĩ cười nói, ta nghe nói Đại Hằng liền tiêu thụ bán building chỗ đều đắp kín, tại bọn hắn nguyên bộ công trình bên trong, đem bệnh viện của chúng ta đều tính tiến vào. Triệu Phi Dương gật đầu nói, không sai, bọn hắn còn tại ở gần bệnh viện cánh đồng chế tạo một cái khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn. Đường Kinh Vĩ nói, Đại Hằng người giả bị đụng bản lĩnh là càng ngày càng mạnh. Thương nghiệp địa sản trời đông giá rét đến, Hoa Niên tập đoàn trên diện rộng áp xúc địa sản quy mô, bắt đầu ở lớn khỏe mạnh lĩnh vực mở mới chiến trường, Đại Hằng cũng tại chuyển hình, bọn hắn bắt đầu tạo xe. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng, ta cảm thấy bọn hắn ý nghĩ cũng không có sai, hiện ở trong nước bắt đầu hưng khởi quyền tài sản thức dưỡng lão, rất nhiều nơi một phòng khó cầu. Đường Kinh Vĩ ra hiệu hắn nói tiếp. Triệu Phi Dương nói, ở trong đó lấy khỏe mạnh hình thức nhất có đại biểu tính. Bọn hắn kiến thiết dưỡng lão nhà trọ, phân phối chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên, tướng bất động sản quyền sử dụng bán đi, chủ xí nghiệp mua xuống về sau, chẳng những có thể lấy hưởng thụ nguyên bộ chữa bệnh công trình, chuyên gia phục vụ, bất động sản còn có thể kế thừa sử dụng. Đường Kinh Vĩ nói, khỏe mạnh hình thức ta cũng nghe nói, bọn hắn suy cho cùng vẫn là tại bán nhà cửa. Nói đến đây nội tâm của hắn khẽ động, bán nhà cửa có cái gì không thể. Tại thương nghiệp địa sản gặp lạnh hợp lý dưới. Cấp cao dưỡng lão địa sản thành vì một cái mới điểm nóng. Đại Hằng tập đoàn bảo dưỡng tiểu trấn chơi đến cũng là cái này khái niệm, chỉ bất quá Đại Hằng bản thân cũng chưa xong thiện chữa bệnh nguyên bộ phục vụ. Đại Hằng phong cách làm việc nghiệp nội đều phi thường rõ ràng, thuộc về làm một cú, bọn hắn bán được là phòng ở, không phải phục vụ. Triệu Phi Dương nói, liên quan tới dưỡng lão bệnh viện ta lặp đi lặp lại luận chứng qua, chúng ta có thể quy hoạch thiết trí tự gánh vác nhà trọ, hộ lý nhà trọ, chú nhà trọ, khôi phục trung tâm. Hộ lý viện, trung tâm hoạt động, đồ ăn dinh dưỡng trung tâm các loại nghiệp thái sản phẩm, cũng khai triển nhiều loại hình thức hưu nhàn giải trí hoạt động, làm trường người cung cấp ở lại, ăn uống, chữa bệnh hộ lý, văn hóa giải trí, kiện thân vận động các loại toàn phương vị, nhiều cấp độ phẩm chất cao phục vụ. Đường Kinh Vĩ đưa ra chất vấn, khỏe mạnh dưỡng lão trung tâm trên cơ bản đều lựa chọn tại nội thành, Nguy Sơn đảo có phải hay không xa một chút. Triệu Phi Dương thì lại lấy Ba Mã Thôn làm thí dụ. Người đối trường thọ khát vọng có thể vượt qua hết thảy nhược điểm, huống chi bọn hắn bản thân liền có được cường đại chữa bệnh tài nguyên, chỉ cần tiến hành hợp lý lợi dụng, tất nhiên có thể thu được rất tốt hiệu quả. Triệu Phi Dương vẫn là có ánh mắt, kỳ thật nên nói Cố Hậu Nghĩa ánh mắt độc đáo, Nguy Sơn đảo bệnh viện sớm nhất là hắn nhìn chúng cũng cầm xuống địa phương, đây là hắn cho Trường Hưng lưu lại một bút phong phú tài sản. Nhất là Triệu Phi Dương nghe nói Cố Hậu Nghĩa đã tiến về khỏe mạnh dưỡng lão trung tâm đảm nhiệm viện trưởng về sau, nội tâm của hắn liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, theo xã hội tuổi già hóa tiến trình tăng tốc, mọi người đối với dưỡng lão yêu cầu khẳng định càng ngày càng bức thiết, bên trong cao thu nhập đám người chỗ quan tâm đến không chỉ già có chỗ nuôi, bọn hắn còn muốn truy cầu phẩm chất cao dưỡng lão. Nếu như bọn hắn có thể vượt lên trước bố cục, như vậy thì có thể một mực ổn định Đông Châu dưỡng lão cơ bản bàn, theo đã biết, Đại Hằng tập đoàn khỏe mạnh bảo dưỡng tiểu trấn năm sau liền muốn bắt đầu dự bán, nếu như bọn hắn vẫn án binh bất động. Như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đại Hằng cướp đi những này ưu chất khách hộ, mà bọn hắn chỉ có thể biến thành Đại Hằng nguyên bộ công trình. Triệu Phi Dương cùng Đường Kinh Vĩ tiếp chỗ lâu,
bắt đầu phát hiện người này thương nghiệp ánh mắt cũng không có giống trong truyền thuyết như thế nhạy cảm, có lẽ là bởi vì bọn hắn vị trí độ cao khác biệt, có lẽ là bởi vì Đường Kinh Vĩ đối lớn khỏe mạnh lĩnh vực này còn chưa đủ hiểu rõ, có lẽ dạng này một cái hạng mục đối Đường Kinh Vĩ tới nói quá nhỏ, coi như làm thành cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Đường Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút, Phi Dương, ta nghe nói ngươi liền sắp kết hôn rồi. Triệu Phi Dương không khỏi một trận phiền muộn, kết hôn chuyện này là Bùi Lâm vừa rồi tại lúc ăn cơm nói ra, hắn thấy Bùi Lâm căn bản không cần thiết tướng chuyện này nói cho Đường Kinh Vĩ. Bùi Lâm có chính nàng chút mưu kế, nàng hiện tại cách làm rõ ràng là tại một chút xíu tạo thế, từ hành vi của nàng đến xem có chút khiếm khuyết cảm giác an toàn. Hiện tại Triệu Phi Dương đối cuộc hôn lễ này đã không có chút nào chờ mong, không phải là bởi vì hắn là lần thứ hai kết hôn nguyên nhân, mà là bởi vì Bùi Lâm có chút cách làm để hắn cảm thấy bất mãn. Ngay trước Đường Kinh Vĩ trước mặt, hắn đương nhiên không thể biểu lộ trong nội tâm chân chính ý nghĩ, gật đầu nói, có chuyện này, ta cùng nhỏ Bùi nói qua, chúng ta dự định điệu thấp thành hôn, không chuẩn bị xử lý nghi thức. Triệu Phi Dương là như thế này dự định, chỉ là Bùi Lâm cũng không đồng ý. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Phi Dương đều đã từ đi công chức, không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy, nữ nhân nào không muốn có một giấc mơ hôn lễ, mình cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cũng không phải nhận không ra người, Triệu Phi Dương càng muốn điệu thấp, nàng liền càng phải tổ chức lớn. Đường Kinh Vĩ cười nói, hôn nhân đại sự đương nhiên muốn làm đến nở mày nở mặt, Phi Dương, không cần ngươi quan tâm, chuyện này ta đến an bài. Triệu Phi Dương kinh sợ nói, Đường Tổng, không muốn, tuyệt đối không nên. Đường Kinh Vĩ khẳng khái đơn giản là muốn đem hắn tiến một bước bảo hộ tại Hoa Niên trên chiến xa, lý trí nói cho Triệu Phi Dương vẫn là nên cùng bọn hắn bảo trì một chút khoảng cách. Đường Kinh Vĩ nói, người kết hôn không chỉ đại biểu ngươi mình, cũng đại biểu Trường Hưng hình tượng, đại biểu chúng ta Hoa Niên tập đoàn hình tượng, không qua loa được a. Từ Dĩnh trong khoảng thời gian này đều tại Nam Giang, nàng vừa mới tiếp thủ một gian quán trà, chính đang sửa chữa, chưa chính thức kinh doanh, tiếp vào Triệu Phi Dương điện thoại thời điểm. Nàng còn tại trong tiệm bận rộn. Nghe nói Triệu Phi Dương muốn gặp nàng, Từ Dĩnh không chút do dự đáp ứng. Triệu Phi Dương trở về thời điểm, công nhân đã bị nàng đuổi đi, đỏ bùn nhỏ lô bên trên sắt trong bầu chính nấu lấy lão bạch trà, trà mùi thơm khắp nơi, trà trên bàn trưng bày mấy thứ điểm tâm, mặc dù chủng loại không nhiều, mỗi dạng đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Màu thiên thanh trong bình hoa, cắm một nhánh nụ hoa chớm nở mai vàng. Nghe được nồng đậm hương trà, nhìn thấy kia nhánh màu vàng nhạt mai vàng, Triệu Phi Dương táo bạo nội tâm trong nháy mắt liền bình yên lặng xuống, từ đi vào quán trà bắt đầu, hắn vậy mà sinh ra một loại mệt mỏi chim về rừng ấm áp cảm giác. Từ Dĩnh một người trong tiệm lau sạch lấy cái bàn, nàng có chút bệnh thích sạch sẽ, không thể gặp cho bụi tồn tại, Từ Dĩnh làm bất cứ chuyện gì đều không chút hoang mang, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có trải qua mưa gió nữ người mới có thể làm được bình tĩnh như thế. Nói đến bọn hắn cũng có hơn một tháng không gặp mặt. Lần nữa nhìn thấy Triệu Phi Dương, Từ Dĩnh biểu lộ phong ba không sợ hãi, nàng không thuộc về tư sắc kinh diễm nữ nhân, lên đại học thời điểm Triệu Phi Dương liền đã từng dùng người nhạt như cúc để hình dung nàng, thời điểm đó Triệu Phi Dương càng ưa thích kiểu diễm như lửa hoa hồng. Ngồi, không có quá nhiều hàn huyên cùng khách khí, Từ Dĩnh tựa như chào hỏi người trong nhà đồng dạng. Triệu Phi Dương tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, thưởng thức một chút quán trà hoàn cảnh, mặc dù trùng tu còn chưa hoàn thành. Nhưng là lịch sự tao nhã phong cách đã thể hiện ra ngoài, Từ Dĩnh đang thẩm vấn đẹp hơn ánh mắt một mực vượt qua người ta một bậc. Từ Dĩnh đi rửa tay một cái, sau khi trở về, cho Triệu Phi Dương rót chén trà. Triệu Phi Dương nhìn qua nàng trong suốt như ngọc cái kia hai tay, nhìn qua sứ thanh hoa chén trà bên trong như là hổ phách bốc lên lão bạch trà, bỗng nhiên ý thức được trên thế giới này vẫn là có cái có thể để cho hắn yên tĩnh suy nghĩ địa phương, hắn rốt cục vừa tìm được. Nhấp một hớp tràn ngập táo hương lão thọ mi, Triệu Phi Dương thích ý nhắm mắt lại. Từ Dĩnh nói, người từ Đông Châu thật xa chạy tới, cũng không phải là vì đến chỗ của ta uống một chén trà a. Triệu Phi Dương nói, Đông Châu uống không đến dạng này hương vị. Hắn phi thường minh bạch, không phải uống không ra dạng này hương vị, mà là Đông Châu không có có thể để cho hắn mở rộng cửa lòng tâm tình bằng hữu. Từ Dĩnh nở nụ cười của nàng cũng là thu liễm khắc chế. Kỳ thật trên mặt nàng biểu lộ kém xa những nữ nhân khác như thế sinh động. Triệu Phi Dương luôn cảm thấy Từ Dĩnh có thể xem thấu hết thảy, hắn tướng chén trà nhẹ nhàng rơi xuống, nơi này không tệ. Từ Dĩnh nói, tạm được, khoảng cách Nam Giang Đại học Sư phạm rất gần, có được cố định khách hàng, chủ yếu là khoảng cách nữ nhi của ta cao trung rất gần, ta có thể lúc thường gặp được nàng. Triệu Phi Dương nói,
vì cái gì không có nhận lấy làm Nhật Liêu? Từ Dĩnh nói, quán trà sinh ý thoải mái hơn một chút, đến ta tuổi như vậy, nhân sinh phải làm phép chứ. Triệu Phi Dương lại cảm thấy nàng câu nói này có nhắc nhở chính mình ý tứ, Từ Dĩnh so với hắn còn muốn nhỏ hơn 3 tháng, nhân sinh của nàng bắt đầu làm phép trừ, chẳng phải là mang ý nghĩa nhân sinh của mình cũng hẳn là làm phép trừ rồi. Mình kỳ thật ngay tại phương pháp trái ngược, sự nghiệp bên trên không ngừng tăng giá cả, hiện tại lại muốn bắt đầu đoạn thứ hai hôn nhân. Triệu Phi Dương yên lặng uống trà, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, lại cũng không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn không nói. Từ Dĩnh cũng không hỏi, dùng than kẹp kẹp mấy khỏa bầu dục carbon gia nhập nhỏ trong lò, hỏa thiêu đến vượng hơn. Gian phòng bên trong không có mở điều hòa, có chút lạnh, hai người ngồi đối mặt nhau, trông coi cái này nho nhỏ đỏ bùn hỏa lô. Nguyên lai không gian cùng thời gian khoảng cách quả nhiên có thể làm cho người trở nên lạnh nhạt, Triệu Phi Dương nhấp một ngụm trà. Uống rượu rồi, Từ Dĩnh nghe được trên người hắn mùi rượu. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, uống một điểm. Từ Dĩnh nói, công sự. Triệu Phi Dương lại gật đầu một cái, Từ Dĩnh trong mắt sáng hiện lên một chút mất mát. Triệu Phi Dương nói, kỳ thật đã sớm nghĩ tới thăm ngươi, nhưng là công việc thực sự bận quá. Từ Dĩnh cười nói, nhìn ta làm gì, ta cái này không êm đẹp. Triệu Phi Dương nói, ta dự định kết hôn. Từ Dĩnh mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, cùng Bùi Lâm sao? Nàng không biết Triệu Phi Dương vì sao làm ra quyết định như thế, đây là nàng chỗ nhận biết cơ chí lại tràn ngập tiến thủ tâm Triệu Phi Dương sao? Đến tột cùng là hiện thực làm hắn phát sinh cải biến? Hay là hắn nguyên bản là cái dạng này? Nàng đối Triệu Phi Dương lần thứ hai hôn nhân cũng không coi trọng, lý do nàng có rất nhiều, nhưng là nàng sẽ không nói, cho dù là nói ra cũng không cải biến được Triệu Phi Dương quyết định. Triệu Phi Dương nói, nàng mang thai. Từ Dĩnh nói khẽ. Nam nhân là hẳn là phụ trách. Triệu Phi Dương thở dài, trên mặt không có một chút xíu sắp đi vào kết hôn điện đường khoái hoạt. Từ Dĩnh nói, nghênh đón một cái mới sinh mệnh đến là một chuyện thật tốt ra, người thật giống như không thế nào cao hứng. Triệu Phi Dương nói, người đại học chủ tu tâm lý học, ta nghĩ như thế nào ngươi hẳn phải biết. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Từ Dĩnh là hiểu rõ nhất mình cái kia, hắn thích cùng Từ Dĩnh nói chuyện, nhưng là cho dù đối diện Từ Dĩnh, hắn cũng không muốn hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Từ Dĩnh nói, liên quan tới người hôn nhân, ta không quyền lên tiếng, ta bản thân mình ở phương diện này chính là một cái kẻ thất bại. Triệu Phi Dương Tiếu Dung có chút đắng chát chát, mình tại hôn nhân bên trên không phải là không một cái kẻ thất bại đâu, bất đắc dĩ là, hắn đoạn thứ hai hôn nhân lấy phương thức như vậy bắt đầu. Từ Dĩnh nói, đã quyết định kết hôn, liền hảo hảo đối đãi người ta. Ta đem Bùi Lâm nghĩ đến đơn giản. Cũng chỉ có tại Từ Dĩnh trước mặt, Triệu Phi Dương mới có thể đem ý nghĩ trong lòng không giữ lại chút nào nói ra. Từ Dĩnh cho hắn thêm chén trà, nói khẽ, ngươi không muốn đứa bé này. Từ Triệu Phi Dương trong lời nói, nàng ý thức được khả năng này là một cái bẫy, khôn khéo như Triệu Phi Dương hiện tại đã lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, ngoài ý muốn, ta hoài nghi nàng động tay chân. Từ Dĩnh nhấp một ngụm trà tràn ngập đồng tình nhìn qua Triệu Phi Dương. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại tinh minh nam nhân cũng giống như vậy, kỳ thật sớm tại Đông Châu thời điểm, nàng liền nhắc nhở qua Triệu Phi Dương, nhưng Triệu Phi Dương người này quá tự tin, cho rằng có thể đem Bùi Lâm hoàn toàn trưởng khống, trong mắt hắn Bùi Lâm đạo hạnh còn chưa đủ lấy cùng hắn đánh đồng. Triệu Phi Dương nói, nàng thay đổi. Từ Dĩnh nói, nhiều khi, người nhận vì một cái người phát sinh cải biến, kỳ thật cũng không phải là nàng thay đổi, mà là người đối nàng nhận biết không đủ sâu. Khả năng nàng vẫn luôn là cái dạng kia, chỉ là ngươi không hiểu rõ. Triệu Phi Dương mím môi, lúc trước nàng đích xác là ta hy sinh rất nhiều, thậm chí từ bỏ dược phẩm nghiệp vụ. Từ Dĩnh nói, có câu chuyện xưa gọi không bỏ được hài tử không bắt được lang. Triệu Phi Dương mặt mo nóng lên, hắn trên miệng mặc dù còn đang vì Bùi Lâm làm biện hộ, nhưng trong lòng lại đã nhận đồng Từ Dĩnh cách nhìn, nói xác thực hắn cũng không phải là Bùi Lâm biện hộ, mà là vì mình hồ đồ giải thích. Nếu như Bùi Lâm không còn gì khác, như vậy chẳng phải chứng minh ánh mắt của hắn sao mà kém cỏi. Điện thoại di động của hắn vang lên, Bùi Lâm điện thoại, Triệu Phi Dương nhìn lướt qua, không có trước tiên cầm điện thoại di động lên, vang lên vài tiếng về sau, mới cầm điện thoại lên, nói cho Bùi Lâm hắn ở bên ngoài làm việc, để Bùi Lâm có chuyện gì để nói sau. Cúp điện thoại, hắn hướng Từ Dĩnh cười cười, mang thai về sau trở nên có chút cảm xúc hóa. Từ Dĩnh còn lấy cười một tiếng. Bất quá trong lòng tràn đầy sầu lo,
nàng ý thức được Triệu Phi Dương đi không xa, nguyên bản hăng hái Triệu Phi Dương đã không thấy, nàng có thể đoán được, Bùi Lâm đã trở thành ảnh hưởng hắn tiến lên gông xiềng. Mặc dù nàng cũng không thích hợp tham gia chuyện nhà của người khác, nhưng là thân là bằng hữu có mấy lời nàng vẫn phải nói. Phi Dương, nhất định phải làm cho Bùi Lâm cùng Trường Hưng phân rõ giới hạn, bao quát Hoa Niên tập đoàn, không thể để nàng ở trong đó nhúng tay bất cứ chuyện gì. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Bùi Lâm mặc dù bên ngoài không có nhúng tay Trường Hưng, thế nhưng là y Mỹ trung tâm cùng trung y chẩn đoán điều trị trung tâm phía sau đều có nàng đẩy tay. Tại Nhân Hòa Đường thuốc cao sự kiện về sau, Triệu Phi Dương liền quyết định muốn đem Bùi Lâm quan hệ thanh trừ ra ngoài, nhưng là có một chút hắn rất khó nắm chắc. Lần này Bùi Lâm cùng hắn cùng đi Nam Giang về sau, cùng Đường Kinh Vĩ một nhà quan hệ đột nhiên tăng mạnh, Bùi Lâm có leo lên tâm lý đúng là bình thường, nhưng là Đường Kinh Vĩ nhiệt tình như vậy liền không thể không cho Triệu Phi Dương sinh ra cảnh giác, hắn hoài nghi Đường Kinh Vĩ muốn lợi dụng Bùi Lâm. Bùi Lâm lúc này phát tới một đoạn tin tức, Triệu Phi Dương ấn mở nhìn một chút, Đường Kinh Vĩ mẫu thân Đường Lão Thái Thái thích vô cùng nàng, muốn nhận nàng đương con gái nuôi, cho nên nàng nghĩ trưng cầu ý kiến của hắn. Triệu Phi Dương đầu lập tức lớn, Bùi Lâm cũng không nghĩ một chút, người có tài đức gì. Người ta Đường Lão Thái Thái sẽ nhận ngươi làm con gái nuôi. Đây còn không phải là bởi vì ta, rõ ràng như vậy xáo lộ ngươi cũng nhìn không ra. Hắn tranh thủ thời gian hồi phục hai chữ không ổn, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được mình nhưng có thể không thay đổi được cái gì. Quả nhiên, Bùi Lâm rất nhanh liền hồi phục một cái tin, ta cũng không muốn, bất quá ta cảm thấy nếu như cự tuyệt có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng Đường tổng quan hệ. Triệu Phi Dương tức giận đến kém chút không có đưa di động cho ném xuống đất, Bùi Lâm nữ nhân này, luôn mồm vì hắn cân nhắc, cũng không có có một việc không phải tại tỉ mỉ tính toán, rõ ràng như vậy xáo lộ nàng không có khả năng nhìn không ra, Đường gia đang lợi dụng nàng, phàm là có ý nghĩa phản ứng đầu tiên đều nên là cự tuyệt, làm sao có thể đáp ứng chứ? Triệu Phi Dương tỉnh táo lại về sau ý thức được, Bùi Lâm là cố ý làm như thế, cuối cùng, nàng đối với mình còn khiếm khuyết tín nhiệm. Nữ nhân này lập tức liền muốn cùng mình kết hôn, còn mang thai con của mình, thế mà không thể hoàn toàn tín nhiệm mình, Triệu Phi Dương không biết là nên vì nàng cảm thấy bi ai vẫn là vì chính mình. Tại trong mắt người khác Triệu Phi Dương có lẽ là sự nghiệp cùng gia đình hai bội thu, nhưng là tại Từ Dĩnh xem ra, Triệu Phi Dương lại chính lâm vào vũng bùn mà không thể tự kiềm chế. Hứa Thuần Lương cùng Bùi Lâm gặp gỡ bất ngờ đơn thuần ngẫu nhiên, bởi vì ngày mai sẽ phải trở về Đông Châu. Cho nên hắn đặc địa đi ra năm bách hóa mua ít đồ, vừa vặn tại thương trường đối diện gặp Bùi Lâm. Bùi Lâm nhìn thấy Hứa Thuần Lương, cười nhẹ nhàng hướng hắn đi tới, thân thiết hô, tiểu Hứa. Nhớ qua được nàng đều là gọi mình Hứa chủ nhiệm, Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, trước khác nay khác, người ta Bùi Lâm thân phận lúc này không giống ngày xưa, quá khứ là gặp người liền cười theo y dược đại biểu, hiện tại sắp trở thành Trường Hưng bệnh viện viện trưởng phu nhân. Vợ bằng phu quý, bản thân cảm giác tốt đẹp cũng là khó tránh khỏi. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Bùi Lâm trở thành viện trưởng phu nhân liền hơn người một bậc, liền xem như Triệu Phi Dương ở trước mặt mình cũng không có bày ra cao cao tại thượng giá đỡ, huống chi Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cũng chào hỏi một tiếng, Bùi Lâm a, ngươi cũng tới Nam Giang rồi. Câu nói này đã biểu thị ra mình ngoài ý muốn, cũng nói cho Bùi Lâm hắn biết Triệu Phi Dương đến Nam Giang sự tình. Bùi Lâm nghe được hắn đối với mình gọi thẳng tên, trong lòng có chút không vui, đi qua làm thuốc đời thời điểm cũng không cảm thấy, nhưng là hiện tại nàng đã là chuẩn viện trưởng phu nhân, Hứa Thuần Lương đối với mình là không phải muốn càng khách khí một chút. Bùi Lâm cũng không có tướng không vui hiển lộ ở trên mặt, mỉm cười nói, ta cùng Phi Dương cùng đi. Hiện tại đã không cần che giấu quan hệ giữa bọn họ. Triệu Viện cũng tới. Bùi Lâm lắc đầu, hắn bận bịu công vụ đi, ta một người dạo chơi. Thuận tiện mua sắm một chút kết hôn dùng đồ vật. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Bùi Lâm tiểu tâm tư thật nhiều, thông qua câu nói này ám chỉ nàng sắp cùng Triệu Phi Dương kết hôn tin tức. Nha, kia phải hảo hảo chúc mừng trở xuống các ngươi. Bùi Lâm cười nói, tạ ơn, đến lúc đó nhất định phải tới uống rượu mừng a. Hứa Thuần Lương nói, nhất định phải thích, hắn đang muốn cáo từ rời đi. Bùi Lâm lại nói, tiểu Hứa, ngươi giúp ta một việc chứ sao? Người ta đem lời nói hết ra, Hứa Thuần Lương đương nhiên không thể cự tuyệt, cười nói, có thể vì viện trưởng phu nhân phục vụ là vinh hạnh của ta. Bùi Lâm khanh khách nở nụ cười, trong lòng cuối cùng thư thản, kỳ thật nàng đối Hứa Thuần Lương vẫn luôn phi thường thưởng thức, một lần muốn theo hắn rút ngắn quan hệ, thế nhưng là Hứa Thuần Lương đối nàng thủy chung là giữ khoảng cách nhất định, Bùi Lâm thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ quái,
cho rằng Hứa Thuần Lương thực chất bên trong xem thường mình, loại cảm giác này để nàng phi thường không thoải mái. Bùi Lâm muốn cho Triệu Phi Dương mua một bộ đồ Tây, nhưng là Triệu Phi Dương đối dạo phố mua sắm phi thường mâu thuẫn, nàng cảm giác Hứa Thuần Lương dáng người cùng Triệu Phi Dương không sai biệt lắm, sở dĩ nói ra để Hứa Thuần Lương hỗ trợ đi thử xem quần áo. Hứa Thuần Lương có chút im lặng, đây là muốn giúp đỡ Triệu Phi Dương sớm mặc thử hôn lễ Âu phục sao. Nhưng chính mình cũng đáp ứng hỗ trợ, cũng chỉ có thể kiên trì theo nàng tản bộ. Dựa vào Bùi Lâm lúc đầu có ý tứ là nghĩ xong chế tây trang, nhưng là Triệu Phi Dương không hứng thú, để nàng tùy tiện mua cho mình một kiện. Hứa Thuần Lương cầm quần áo đi phòng thử áo thay đổi, ngẫm lại cũng thật sự là buồn cười, ta đường đường một cái ngũ độc giáo chủ thế mà muốn thay người khác thử y phục giỏ sách. Bùi Lâm nhìn qua thân mặc Âu phục màu đen từ bên trong đi ra Hứa Thuần Lương ánh mắt không khỏi sáng lên, Hứa Thuần Lương dáng người thật sự là quá tốt, bộ quần áo này mặc trên người hắn phi thường hợp thể. Triệu Phi Dương mặc dù thân cao cùng Hứa Thuần Lương không sai biệt lắm, nhưng là hình thể hẳn không có hắn tốt, hai người bả vai độ rộng tương đương, nhưng là Hứa Thuần Lương eo khẳng định phải so Triệu Phi Dương mảnh, tiêu chuẩn ngược lại tam giác, trên thân không có chút thịt thừa. Bùi Lâm để hắn đi tới một chút, dùng mượn tới thước cuộn đo một chút bờ vai của hắn, lại để cho Hứa Thuần Lương cởi đồ vét hóa trang, đo một chút ngực của hắn vây, không lượng không biết, Hứa Thuần Lương ngực so Triệu Phi Dương còn muốn lớn hơn một chút. Bùi Lâm ngón tay dán tại Hứa Thuần Lương phình lên cơ ngực bên trên, cảm thụ được kiên cố co giãn, trong lòng thầm than, Triệu Phi Dương nhưng không có hắn như thế rắn chắc. Vòng eo, vòng mông, chân vây một cái chưa thả qua, Hứa Thuần Lương như thế ra mặt dày đều cảm giác có chút mất tự nhiên. Bùi Lâm ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, rất cẩn thận giúp hắn đo đạc lấy chân vây. Tương lai viện trưởng phu nhân cứ như vậy ở trước mặt mình uốn gối, nếu để cho người khác nhìn thấy không thông báo làm gì cảm thụ. Bùi Lâm ngẩng đầu lên hướng Hứa Thuần Lương cười cười, người không có cảm thấy phiền à. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện, ta cùng Triệu viện kích thước xê xích nhiều sao. Bùi Lâm mặt liền đỏ lên, Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được mình nói sai. Tranh thủ thời gian nói bổ sung, chân vây. Bùi Lâm nhìn một chút kích thước, người thô một chút. Nói xong chính mình cũng cảm thấy khó chịu, cuống quýt tìm bồi thêm một câu, chân vây. Hứa Thuần Lương không nín được nở nụ cười, Bùi Lâm cũng nhịn cười không được, nụ cười này giữa hai người bầu không khí hòa hài rất nhiều. Bùi Lâm đứng dậy nũng nịu mắng một câu, người hỗn tiểu tử này liền khiến cho xấu đi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta thật không phải cố ý. Ta đối với ngươi cũng không có gì tưởng niệm, là ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Bùi Lâm đi nhân viên cửa hàng bên kia nói với nàng một tiếng, nhân viên cửa hàng lại cho cầm một bộ, Hứa Thuần Lương tiếp lấy đi thử. Toàn bộ buổi chiều, Hứa Thuần Lương đi theo Bùi Lâm đi dạo hai nhà thương trường, thử 7 bộ đồ Tây, cuối cùng Bùi Lâm cuối cùng đem quần áo đứng yên xuống tới. Mua nhiều đồ như vậy, Hứa Thuần Lương cũng không đành lòng để nàng mang theo bao lớn bao nhỏ đi theo Bùi Lâm sau lưng. Hứa đại giáo chủ triệt để biến thành một cái giỏ sách nhân vật. Trải qua tiệm đồ lót thời điểm, Bùi Lâm để hắn chờ ở bên ngoài, mình vào xem. Hứa Thuần Lương có chút im lặng, nàng là thật đem mình làm nhà mình nam nhân sai xử, chỉ hy vọng nàng đừng để cho mình thay Triệu Phi Dương thử nội y liền tốt. Bùi Lâm mua xong nội y lại để cho Hứa Thuần Lương theo nàng đi tiệm áo cưới, nàng dự định đi thử xem áo cưới. Hứa Thuần Lương hiện tại có chút hối hận. Sớm biết như thế mình liền không nên đáp ứng. Bùi Lâm nhìn ra hắn hơi không kiên nhẫn, ôn nhu nói, tiểu Hứa, chúng ta là bạn tốt, ngươi cùng Phi Dương cũng là anh em tốt, hôm nay ngươi liền thụ nhiều mệt mỏi, giúp ta một chút có được hay không? Hứa Thuần Lương nói, được, ngươi chỉ cần không đề cập tới cái gì quá phận yêu cầu, ta giúp ngươi tới cùng. Đều như vậy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Bùi Lâm xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi cái miệng này thật là chế nhạo. Hứa Thuần Lương thầm than, ta mẹ nó không muốn trêu chọc ngươi, là ngươi mình cả nghĩ quá rồi, Triệu Phi Dương Triệu Phi Dương, ngươi cái này tương lai nàng dâu rất phong tao, ngàn vạn phải xem gấp đi. Đi theo Bùi Lâm đi tới Nam Giang nổi danh nhất tiệm áo cưới, Hứa Thuần Lương lúc đầu cảm thấy mình hỗ trợ sách giỏ sách là được rồi, không nghĩ tới Bùi Lâm thay đổi áo cưới, còn phải để hắn đem lễ phục thay đổi, phối hợp mình, nhìn xem phối hợp hiệu quả. Hứa Thuần Lương cái này phiền muộn không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ kết hôn đâu. Tiệm áo cưới một bang nhân viên công tác mắt cũng đủ mù, hung hăng nịnh nọt nói hai người bọn họ là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho một đôi bích nhân. Bùi Lâm tại tiệm áo cưới lại giày vò khốn khổ hơn 2 giờ, mới đem áo cưới đứng yên xuống tới, nàng đưa ra mời Hứa Thuần Lương ăn cơm,
Hứa Thuần Lương quyết định đưa Phật đưa đến Tây Thiên, theo nàng ăn cơm mà thôi, cũng không phải theo nàng động phòng. Đi dạo đến lúc này, Hứa Thuần Lương cũng hoàn toàn chính xác đói bụng, hắn phát hiện bồi nữ nhân dạo phố so luyện công còn mệt hơn. Hai người đi đường cung, Bùi Lâm tướng menu đưa cho Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhìn một chút, đừng khách khí với ta, hôm nay ngươi lao khổ công cao. Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, Bùi Lâm dựng vào Triệu Phi Dương trước đó chính là cái tiểu phú bà, hiện tại mặc dù không làm thuốc đời, thế nhưng là nàng không ít giày vò, y mỹ trung tâm, trung y chẩn đoán điều trị trung tâm đều cùng với nàng có quan hệ, theo nghe nói dược phẩm phương diện nàng cũng chỉ là lui khỏi vị trí hàng hai. So đi lên làm được chủng loại phong phú hơn, liền chữa bệnh khí giới nàng đều có đọc lướt qua. Hứa Thuần Lương chọn lựa mình thích ăn điểm mấy thứ, Bùi Lâm muốn bình ngũ lương dịch, chính nàng uống nước lọc, còn giấu đầu lòi đuôi hướng Hứa Thuần Lương giải thích một chút, gần nhất nàng tại chuẩn bị mang thai, cho nên kiêng rượu. Hứa Thuần Lương thế là lại lấy được bọn hắn phụng tử thành hôn tin tức, hỏi bọn hắn hôn kỳ, Bùi Lâm biểu thị hẳn là tại tháng giêng, bây giờ còn chưa có cuối cùng xác định. Chờ nàng định ra thời gian khẳng định cái thứ nhất thông chi hắn. Bùi Lâm nhìn điện thoại di động, toàn bộ buổi chiều Triệu Phi Dương đều không có chủ động cho nàng gọi điện thoại, nàng là cái phi thường mẫn cảm nữ nhân, từ chi tiết đã đánh giá ra Triệu Phi Dương cùng vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm không đồng dạng, nàng thậm chí cho rằng Triệu Phi Dương sâu trong đáy lòng là mâu thuẫn hôn nhân, nếu như không phải là bởi vì cái này tiểu sinh mệnh đến, thật không biết bọn hắn sẽ đi đến một bước nào. Hứa Thuần Lương phát giác được nàng thất thần, cười nói, muốn hay không mời Triệu viện tới. Bùi Lâm nói, hắn bận bịu, lúc đầu đêm nay liền muốn chạy trở về, nhưng đường tổng bên này có một cái trọng yếu thương vụ hoạt động cần có mặt. Hứa Thuần Lương nói, Triệu viện sự nghiệp tâm thật rất nặng. Bùi Lâm thở dài nói, hiện tại mới phát hiện tìm hắn cùng thủ hoạt quả giống như. Hứa Thuần Lương cười nói, ta phát hiện nữ nhân trên một điểm này phi thường xoắn suýt, lại muốn tìm người sự nghiệp thành công một nửa khác. Vừa hy vọng hắn có thể có đầy đủ thời gian bồi tiếp mình, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a. Bùi Lâm nở nụ cười, ngươi nói là ta lòng quá tham. Hứa Thuần Lương nâng chén cùng với nàng đụng một cái, uống một hớp rượu nói, người nào có không tham lam. Được lũng trông thục, hận không thể thiên hạ tất cả chuyện tốt đều rơi trên người mình, dù sao ta cứ như vậy. Bùi Lâm nghe ra hắn câu nói này rõ ràng có nói bóng gió, hắn rõ ràng là tại gõ mình, tiểu tử này qua cuồng vọng đi. Mặc dù Triệu Phi Dương thưởng thức hắn, chiếu cố hắn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Bùi Lâm nói, tiểu Hứa, không phải ta nói ngươi, tính tình của ngươi cũng phải sửa đổi một chút, tại thể chế bên trong làm việc phải hiểu được biến báo, không thể bất cứ chuyện gì đều khai thác thủ đoạn cứng rắn, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ thất bại. Hứa Thuần Lương âm thầm buồn cười, Bùi Lâm thật biến không ít, há miệng một cái tiểu Hứa, ngậm miệng một cái tiểu Hứa, kỳ thật dựa theo tuổi tác đến luật. Nàng xưng hô như vậy mình cũng không có gì không ổn, nhưng là Bùi Lâm khẳng định không phải là bởi vì tuổi tác, nàng là cảm thấy vợ bằng phu quý, địa vị bây giờ cao hơn chính mình nhất đẳng. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở gật đầu nói, phương diện này ta khiếm khuyết kinh nghiệm, ta phải hướng Triệu viện học tập, vừa đấm vừa xoa, nên mềm thời điểm nhất định phải mềm. Bùi Lâm biết hắn ý tứ, cảm giác hắn cố ý tại trêu chọc mình, Bùi Lâm không có cảm thấy hắn đối với mình không tôn kính, ngược lại cảm thấy thật có ý tứ. Nhận là mị lực của mình liền Hứa Thuần Lương cũng vô pháp ngăn cản, kỳ thật nàng hiểu lầm. Bùi Lâm nói, khó trách Phi Dương nói ngươi không có chính hình, tiểu Hứa, làm rất tốt, Phi Dương rất xem trọng ngươi. Hứa Thuần Lương kém chút không có cười ra tiếng, nữ nhân này hiện tại bản thân cảm giác thật tốt, hắn uống một hớp rượu nói, Bùi Lâm, ta hỏi ngươi một chuyện. Hứa Thuần Lương không quen lấy nàng, đối nàng vẫn là gọi thẳng tên, Bùi Lâm cảm thấy hắn dạng này gọi mình không đủ tôn kính. Bất quá nàng cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể cùng hắn trở mặt, cười cải chính, tiểu Hứa, ta so ngươi lớn nhiều như vậy, ngươi vẫn là gọi ta Bùi tỷ đi, dạng này lộ ra thân thiết chút. Hứa Thuần Lương nói, vậy không được, đem ngươi cho gọi già, ngươi nhìn xem so ta hiền tuổi trẻ, ta đều nghĩ gọi ngươi muội muội. Bùi Lâm nở nụ cười, con hàng này há miệng thật đúng là lợi hại, có khoa trương như vậy sao? Có, dù sao hôm nay mua sắm thời điểm. Người ta đều cảm thấy ngươi so với ta nhỏ hơn, muội muội, ta mới nói được chỗ nào rồi. Bùi Lâm mắng, không biết lớn nhỏ, bất quá gọi muội muội đều so bảo nàng Bùi Lâm nghe dễ chịu. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, Nhân Hòa Đường có liên hệ với ngươi sao? Bùi Lâm nghĩ không ra hắn thế mà trực tiếp hỏi lên, nàng tự nhiên là sẽ không thừa nhận, lắc đầu nói, không có.
ta làm sao nghe người ta nói, nhận thầu cái kia Chu Nghĩa Sinh là biểu ca ngươi. Ngươi nghe ai nói hưu nói vượn a, ta cùng hắn đều không quen, tám gậy tre cũng đánh không đến cùng một chỗ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Bùi Lâm trong lòng một trận run rẩy, con hàng này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại hắn cùng Nhân Hòa Đường còn có thù? Nhớ tới trước đây không lâu Nhân Hòa Đường phát sinh người bệnh tập thể duy quyền sự tình, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Bùi Lâm nói, có ý tứ gì? Hảo hảo ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có ý gì, chính là hỏi một chút. Bùi Lâm nói, ta đáng ghét nhất nhà nói chuyện che che lấp lấp, có lời gì ngươi liền nói thôi, có phải hay không cần ta hỗ trợ? Hứa Thuần Lương phát hiện Bùi Lâm hiện tại thật sự là có rất mạnh cảm giác ưu việt, có lầm hay không, Trường Hưng bệnh viện lại không phải là các ngươi nhà. Hứa Thuần Lương nói, Nhân Hòa Đường cùng chúng ta hồi Xuân Đường có khúc mắc, ta định đem Nhân Hòa Đường từ Trường Hưng mời đi ra ngoài. Bùi Lâm hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn lại đem chuyện này nói thẳng ra, thật ngông cuồng đi, biết Chu Nghĩa Sinh là biểu ca ta còn dám làm như vậy. Nàng lúc này ý thức được mình khả năng bên trong hắn cái bẫy. Vừa mới mình rõ ràng phủ nhận Chu Nghĩa Sinh là nàng biểu ca tới. Bùi Lâm nói, các ngươi đến cùng có quan hệ gì a? Hứa Thuần Lương nói rất dài dòng, đã với ngươi không quan hệ ngươi liền chớ để ý. Bùi Lâm bị hắn một câu cho chẹn hỏng trở về, tâm tình cũng không tốt. Hứa Thuần Lương ăn uống no đủ, xin cáo từ trước, hắn phải trở về thu dọn đồ đạc. Mặc dù Nhân Hòa Đường đã được đến một chút giáo huấn, nhưng là Hứa Thuần Lương cho rằng còn thiếu rất nhiều. Nhân Hòa Đường đánh cắp Hứa gia tổ truyền bí phương, mua danh chuộc tiếng không nói, còn lấy oán trả ơn, hãm hại gia gia, Hứa Thuần Lương kế hoạch trả thù một khi triển khai liền sẽ không kết thúc. Trước đây duy quyền sự kiện cũng không đạt tới mục đích mong muốn, hắn về Trường Hưng về sau, bước đầu tiên chính là muốn tướng Nhân Hòa Đường đuổi ra Trường Hưng. Triệu Phi Dương đi qua đến Nam Giang công vụ đều là Hoa Niên tập đoàn phương diện an bài cho hắn chỗ ở, bất quá lần này hắn lựa chọn Chiêm Ái Hoa Văn Uyển khách sạn. Chiêm Ái Hoa cùng Cao Tân Hoa một dạng đều là phụ thân hắn mang qua binh, Triệu Phi Dương tại khách sạn của hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được xem như ở nhà. Triệu Phi Dương quay ngược về phòng lúc sau đã là 10 giờ rưỡi tối, Bùi Lâm chính trong phòng xem tivi, nhìn thấy Triệu Phi Dương trở về, hô, làm sao mới trở về a? Triệu Phi Dương cười cười nói, cùng Đường Tổng cùng một chỗ cùng Bệnh viện Nhân dân tỉnh mấy vị lãnh đạo ăn cơm, ta trước đi tắm. Bùi Lâm nói, ta mua cho ngươi hai thân quần áo. Có muốn thử một chút hay không nhìn? Triệu Phi Dương nói, ngươi làm việc ta yên tâm, sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý thân thể. Hắn đối quần áo căn bản không có hứng thú gì, cởi áo khoác, cầm thay thay quần áo, đi vào phòng tắm. Bùi Lâm cắn môi một cái, nàng lưu ý đến Triệu Phi Dương từ đi tiến gian phòng cho tới bây giờ căn bản không có nhìn tới mình, cái này còn chưa kết hôn, hắn đã đem mình làm không khí. Trong phòng tắm vang lên ào ào tiếng nước. Bùi Lâm lớn rồi tivi âm lược, nhưng vẫn là không lấn át được dòng nước thanh âm, nàng dứt khoát đem tivi đóng lại, nằm ở trên giường nhìn trần nhà lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Phi Dương trọn vẹn tẩy nửa giờ mới mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy Bùi Lâm còn chưa ngủ, hơi kinh ngạc nói, ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Bùi Lâm nói, ta nếu là ngủ thiếp đi hôm nay chẳng phải là không gặp được ngươi. Triệu Phi Dương nở nụ cười, đưa tay nghĩ sờ mặt nàng. Bùi Lâm xoay qua mặt quay lưng đi. Tức giận, ta đây không phải bận bịu nha. Bùi Lâm nói, người biết ta không phải so đo chuyện này, Triệu Phi Dương, người có phải hay không chán ghét. Triệu Phi Dương tay rơi vào Bùi Lâm trên đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, lại suy nghĩ lung tung, nữ nhân vừa mang thai thời điểm cảm xúc đều sẽ không ổn định, cái này liền cần đầy đủ nghỉ ngơi. Triệu Phi Dương, người có thể hay không trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Triệu Phi Dương nói, không có, ta thích đều thích không đến đâu, làm sao lại chán ghét. Hắn từ phía sau ôm Bùi Lâm thân thể mềm mại, dán tại bên tai nàng nói khẽ, ta cam đoan, về sau sẽ tận lực nhiều nhín chút thời gian đến bồi ngươi. Tay của hắn rơi vào Bùi Lâm trên bụng, hy vọng bên trong còn nhỏ sinh mệnh năng đủ cảm giác được hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Bùi Lâm bắt hắn lại tay, chăm chú ôm tại trong ngực của hắn, ôn nhu nói, Phi Dương, ngươi là ta hết thảy. Ngoại trừ ngươi, ta cái gì cũng không cần. Triệu Phi Dương nói, ta biết, hắn cẩn thận ôm Bùi Lâm, nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, chúng ta sau khi trở về, ta dự định dẫn ngươi đi trong nhà một chuyến. Bùi Lâm ngạc nhiên xoay người lại, thật, nàng cùng Triệu Phi Dương mến nhau đến nay còn không có chính thức đi qua cha mẹ của hắn nhà, không có đi qua liền mang ý nghĩa danh bất chính,
ngôn bất thuận, cái này từ đầu đến cuối đều là Bùi Lâm trong lòng khảm qua không được. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Bùi Lâm kích động ôm lấy hắn, tại trên mặt hắn hôn một cái. Triệu Phi Dương nói, Tiểu Lâm, ta thương lượng với người vấn đề, chúng ta có thể hay không lữ hành kết hôn. Bùi Lâm vừa mới hiện lên ở nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, Triệu Phi Dương làm bất cứ chuyện gì đều phải thận trọng cân nhắc, đối đãi tình cảm hôn nhân cũng giống như vậy, hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là tự thân lợi ích, lại không để mắt đến người khác cảm thụ. Bùi Lâm nói, chẳng lẽ ta không xứng một trận hôn lễ? Ta không phải ý tứ này, người hẳn là hiểu rõ tình cảnh của ta, nếu như chúng ta hiện tại xử lý hôn lễ, khẳng định sẽ bị rất nhiều người nói xấu. Sợ hãi người khác nói nhàn thoại ngươi có thể không cưới ta, Triệu Phi Dương, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không quấn lấy ngươi, ta có thể một người đem hài tử sinh ra tới, ta cũng có năng lực đem hắn nuôi dưỡng thành người. Triệu Phi Dương dở khóc dở cười nói, ta không phải không chịu trách nhiệm, Tiểu Lâm, cải chế vừa mới hoàn thành, ta lại từ đi công chức, chúng ta nếu như lại tổ chức một trận hôn lễ, không bài trừ có người đối với chuyện này làm văn chương khả năng, kết hôn nhưng thật ra là chúng ta chuyện hai người tình. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu nhau, làm gì để ý hình thức đâu. Chúng ta có thể đi Phổ Cát đảo, có thể đi Hokkaido, xử lý một trận chỉ thuộc về hai chúng ta hôn lễ, ngẫm lại đều lãng mạn đâu. Bùi Lâm không có cảm thấy lãng mạn, chỉ là cho rằng Triệu Phi Dương ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình cho giấu đi, tốt nhất người khác cũng không biết bọn hắn kết hôn, nàng liền đáng đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bùi Lâm gần từng chữ, lữ hành cùng hôn lễ là hai chuyện khác nhau. Ta nhất định phải một trận hôn lễ, ngươi có thể không thu lễ, nhưng là ta nhất định phải quang minh chính đại lấy chồng, ta cần thân hữu chúc phúc, ta cũng cần ngươi làm lấy tất cả mọi người bột nói cho bọn hắn ngươi thực tình nguyện ý cưới ta. Hứa Thuần Lương rời đi Nam Giang thời điểm cho Hoa Trục Nguyệt phát cái tin, nói cho nàng mình kết nghiệp trở về, Hoa Trục Nguyệt trở về đầu thuận buồm xuôi gió. Đường sắt cao tốc khai thông để thành thị cùng thành thị ở giữa khoảng cách bị không ngừng rút ngắn, mà lại về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều, rất nhiều. Hứa Thuần Lương cũng cùng Mạc Hàm lên tiếng chào hỏi, không biết Mạc Hàm là không thấy được còn là nguyên nhân gì, thẳng đến Hứa Thuần Lương đến Đông Châu đều không nhìn thấy nàng hồi phục. Gia Gia biết hắn hôm nay trở về, chuyên môn để Trịnh Bồi An đi đường sắt cao tốc đứng đón hắn. Trịnh Bồi An gần nhất xong nghỉ lâm môn, một là tình nhân trong mộng Hứa Gia Văn đã quyết định trở về trong nước dạy học, hai là Hứa lão gia tử rốt cục đáp ứng thu hắn đương quan môn đệ tử, tiếp Hứa Thuần Lương trên đường trở về. Trịnh Bồi An còn đang cảm thán công phu không phụ lòng người, mình rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, trở thành hồi xuân đường đệ tử. Hứa Thuần Lương cho rằng Trịnh Bồi An ý của túy ông không phải ở rượu, hắn mục đích thực sự không phải là vì học y, trở thành gia gia đồ đệ chỉ là hắn ván cầu, hắn mục tiêu cuối cùng là thành vì mình dưỡng út. Hứa Thuần Lương khám phá không nói toạc, hỏi Trịnh Bồi An nhân hòa đường đến tiếp sau tình huống. Trịnh Bồi An nói cho Hứa Thuần Lương, từ khi thuốc cao sự kiện về sau, nhân hòa đường danh dự nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, hiện tại trung y chẩn đoán điều trị trung tâm phòng khám bệnh lượng liền đi qua một nửa cũng không có, bất quá bọn hắn ngay tại chuẩn bị một cái Trung Hoa danh y miễn phí chữa bệnh từ thiện hoạt động, nghe nói muốn mời 5 vị y học Trung Quốc đại sư đến đây ngồi xem bệnh một tuần. Đây cũng là vì nhặt lại danh dự, chế tạo chính diện ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương khịt mũi coi thường, hiện tại thật là ai đều dám tự xưng y học Trung Quốc đại sư. Trịnh Bồi An nhắc lên bái sư sự tình, Hứa lão gia tử quyết định cái này thứ bảy tại hồi xuân đường tổ chức thu đồ nghi thức, đến lúc đó Đông Châu chữa bệnh giới, Đông Châu trung y giới mấy vị đức cao vọng trọng nhân vật đều sẽ trình diện, nói lên chuyện này Trịnh Bồi An còn có chút nhỏ hưng phấn đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, Trịnh Thúc, có muốn hay không ta giúp ngươi liên lạc một chút đài truyền hình, cho ngươi đến cái chuyên để đưa tin. Trịnh Bồi An lắc đầu nói, đừng cả cái kia vô dụng. Gia Gia ngươi phiền nhất những này hư đầu ba não đổ vật, chọc giận hắn, chưa chừng cùng ngày liền đem ta trục xuất sư môn. Hai người đồng thời cười lên ha hả. Hứa Thuần Lương hỏi Tô Tình có liên lạc hay không hắn. Trịnh Bồi An lắc đầu, không có a, người ta đều đi tỉnh thành tìm chuyên gia nhìn qua, cái kia còn có thể để mắt ta cái này phó chủ nhiệm y sư. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là hồi xuân đường quan môn đệ tử, tỉnh nhân y chuyên gia cũng không sánh bằng chúng ta hồi xuân đường. Trịnh Bồi An nói, đúng thế, ta cảm thấy Gia Gia ngươi trình độ phóng nhãn chúng ta Bình Hải cũng là nhất lưu. Đúng thế, đừng nói Bình Hải, coi như trong nước cũng là đỉnh tiêm đại sư. Trịnh Bồi An nói, đúng rồi, hôm trước ta đến lúc đó, có cái nông thôn bác sĩ đến tìm lão gia tử, cùng lão gia tử hàn huyên hơn nửa ngày, hắn còn nhận biết ngươi đâu.
Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, không phải là Liễu Sơn Dân. Trịnh Bồi An chỉ biết là hắn họ Liễu, kêu cái gì cũng không biết, Hứa lão gia tử đối với người này đánh giá khá cao, lại còn nói trình độ của hắn không kém hơn Trịnh Bồi An. Trịnh Bồi An có chút không phục, cái kia Liễu đại phu sư thừa người nào? Hứa Thuần Lương cười nói đến, hắn cũng coi là học sinh của gia gia, hắn trung y hoàn toàn là tự học thành tài, đem gia gia đi qua trở ra, hồi xuân đường y án tập lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Trịnh Bồi An trong lòng tự nhủ khó trách Hứa lão gia tử đối với hắn như thế thưởng thức, mình nhận biết lão gia tử lâu như vậy, hắn y án mình cũng coi như rất quen, nhưng là Trịnh Bồi An tại y học bên trên khuyết thiếu khắc khổ nghiên cứu chi tâm, hắn không chuyên tâm quá nhiều. Hứa Trường Thiện thu Trịnh Bồi An làm đồ đệ cũng không phải nhìn chúng hắn tại trung y phương diện năng lực, mà là bị Trịnh Bồi An nhiều năm thành ý cảm động. Hứa Thuần Lương về nhà vào đêm đó, cùng gia gia dò xét đến đây sự tình, Hứa Trường Thiện không thể nín được cười, cái kia Liễu Sơn Dân thực là không tồi, ta viết đến quyển sách kia, có chút y án, chính ta đều muốn đọc qua một chút mới có thể nhớ tới, hắn thế mà toàn đều nhớ, mà lại đọc ngược như chảy, Bồi An nếu là có thể giống cái kia dạng cố gắng, trình độ khẳng định không phải hiện tại cái dạng này. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngài là chính thúc trình độ không bằng Liễu Sơn Dân. Hứa Trường Thiện nói, người chính thúc là xuất thân chính quy, cái kia Liễu Sơn Dân là toàn bộ nhờ tự học, người chính thúc người kia không chuyên tâm quá nhiều, tại trung y bên trên không có khả năng có quá lớn phát triển. Hứa Thuần Lương cười nói, đã dạng này, ngài vì sao muốn thu hắn làm đồ? Hứa Trường Thiện nói, ta nhìn chúng nhân phẩm của hắn, cũng không phải nhìn chúng ngộ tính của hắn, ta hiện tại cảm thấy, một người nhân phẩm so ngộ tính quan trọng hơn. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, ngài cùng ta tâm sự nhân hòa đường đi, Chu Nhân Hòa là người thế nào? Hứa Trường Thiện mím môi, Hoa Dâm lông mày giật giật, hắn lúc đầu không muốn nhắc lên chuyện này, nhưng cháu trai đã hỏi, cũng không thể né tránh, kỳ thật cũng trở về tránh không được, hiện tại Nhân Hòa Đường đã phát triển đến Đông Châu tới. Hứa Trường Thiện nói, Chu Nhân Hòa thiên phú rất cao, chúng ta đồng thời học một vật, hắn khẳng định so ta học được càng nhanh, cũng làm được càng tốt hơn. Hắn thở dài nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ta nên là đã chiếm tổ truyền bí phương tiện nghi, nếu như không phải Hứa ra rất nhiều y thuật không truyền ngoại nhân, hắn cùng ta đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên, thành tựu của hắn muốn vượt xa ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ra ra đối với người này như thế tán thành, xem ra Chu Nhân Hòa cũng không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Hứa Trường Thiện nói, lúc trước hắn vớ lấy bí phương đối Hứa ra tới nói chỉ là một phần nhỏ, nhưng là hắn vẫn lợi dụng cái này một phần nhỏ làm xảy ra chuyện lớn như vậy nghiệp, ta không bằng hắn. Hứa Thuần Lương nói, nếu như không phải trộm chúng ta Hứa ra bí phương, liền căn bản sẽ không có cái gì Nhân Hòa Đường. Thuần Lương, ta thường xuyên đang nghĩ, lúc trước nếu như không phải phụ thân ta phản đối hôn sự của bọn hắn, tỷ tỷ của ta liền sẽ không tìm cái chết, Chu Nhân Hòa cũng sẽ không thay đổi thành về sau dáng vẻ, đến cùng ai đúng ai sai a. Hứa Trường Thiện lắc đầu, oan oan tương báo khi nào, Thuần Lương, ra ra muốn cho người đáp ứng ta một sự kiện. Hứa Thuần Lương đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Hứa Trường Thiện nói, về sau đừng lại trả thù Nhân Hòa Đường, đều đi qua nhiều năm như vậy, bọn hắn kiếm tiền của bọn hắn, chúng ta đi chúng ta y, mọi người nước giếng không phạm nước sông chính là. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc chúng ta, ta liền không tìm bọn hắn xúi quẩy, nhưng nếu như bọn hắn còn dám gây sự, ta khẳng định phải cùng bọn hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hứa Trường Thiện biết cháu trai tính tình, từ khi một lần cuối cùng thi rớt về sau, tiểu tử này tính tình đại biến, từ quá khứ tự ti nhu nhược, trở nên trương dương ương ngạnh, người chỉ có tại kinh lịch trọng đại ngăn trở về sau mới có thể khắc sâu hơn lý giải nhân sinh, mới có thể lựa chọn phương hướng chính xác. Hứa Trường Thiện xem mình cả đời này, quá gặp sao yên vậy, nếu như nhân sinh của hắn càng tích cực một chút, có lẽ hồi xuân đường sẽ là một hình dáng khác. Hứa Trường Thiện trò chuyện khởi thứ bảy nghi thức, hắn dự định mời mấy người tới đường chứng kiến. Ở trong đó có Đông Châu Trung Y giới mấy vị đức cao vọng trọng lão Trung Y, còn có Trường Hưng Tiền Viện trưởng Cố Hậu Nghĩa, đương nhiệm bí thư Cao Tân Hoa. Trung Y nghề đối thu đồ phi thường trọng thị, nhất là hồi xuân đường, Trịnh Bồi An vẫn là Hứa Trường Thiện thu được người đệ tử thứ nhất. Hứa Thuần Lương để ra ra chỉ cần phân phó, chuyện cụ thể hắn đi xử lý. Hứa Trường Thiện cười nói, không cần đến ngươi, Bồi An sẽ an bài tốt hết thảy, ngươi đến lúc đó chuẩn chút đến dự họp là được. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lúc này Nguy Sơn Đảo phân viện bí thư Đàm Hải Yến gọi điện thoại tới.
Hứa Thuần Lương tiến về Nam Giang học tập trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Đàm Hải Yến phụ trách phân viện quản lý công việc. Đàm Hải Yến người này không có cái gì quản lý kinh nghiệm, nàng đương cái này bí thư thuần túy là kiếm sống. Hứa Thuần Lương đi đến thời gian mặc dù không dài, nhưng là phân viện phát sinh sự tình không ít, Hồ Sơn Trấn phương diện đem nàng kêu lên nói chuyện mấy câu, hỏi thăm bọn họ khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cụ thể kỳ hạn công trình, còn nhắc nhở nàng, nếu như trong vòng 2 năm cam kết công trình không khởi động, nơi đó chính phủ có thu hồi quyền lực. Nàng cũng đem tương quan tình huống thông báo cho Phó Viện trưởng Viên Bội Cường, dù sao hiện tại phân viện thuộc về hắn phân công quản lý, Viên Bội Cường để nàng không cần lo lắng. Đàm Hải Yến cũng không nghĩ lo lắng, nhưng Hồ Sơn Trấn bên kia lại có hành động mới, theo nàng giải trong trấn vừa mới quy hoạch một con đường này vừa vặn quán xuyên Nguy Sơn đảo bệnh viện, mặc dù chỉ là quy hoạch, chỉ khi nào chứng thực khẳng định sẽ đối bọn hắn bệnh viện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì mấy lần tại Viên Bội Cường nơi đó đều đụng phải cái đinh, Đàm Hải Yến lần này không dám trực tiếp tìm hắn, vẫn là trước hướng Hứa Thuần Lương báo cáo một chút. Hứa Thuần Lương rời đi Nguy Sơn đảo phân viện đã có tầm một tháng, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, hắn dự định ngày mai đi qua nhìn một chút lại nói. Hứa Thuần Lương sáng sớm hôm sau liền đi Nguy Sơn đảo, một tháng không đến, ở trên đảo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ Nguy Sơn đảo đều biến thành một cái cự đại công trường. Vận chuyển hành khách bến tàu ngay tại cải biến, Hiển Hồng tập đoàn thừa kiến nguyên bộ công trình đã không giới hạn, trước mắt đã bắt đầu trùng tu. Bến tàu con đường hai bên tất cả đều là cự hình dương tấm, từng cái nổi danh phòng xí tuyên truyền quảng cáo rất có dụ hoặc tính. Trương Hải Đào trước kia ngay tại bến tàu bên ngoài chờ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, tranh thủ thời gian cười nghênh đón tiếp lấy, tiếp nhận Hứa Thuần Lương trong tay dương hành lý, hoan nghênh Hứa viện trưởng học thành trở về. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi làm sao không chọn cái hoành phi khua chiêng gõ trống qua tới đón tiếp ta? Trương Hải Đào nói, ta vốn là tính toán như vậy, nhưng về sau cân nhắc Hứa viện trưởng làm người điệu thấp, cho nên vẫn là từ bỏ. Hứa Thuần Lương phát hiện người này tiến bộ rất nhanh, lên ô tô, lưu ý đến Trương Hải Đào chuyên môn đổi một bộ mới đệm, xe trong trong ngoài ngoài soát đến sạch sẽ, đây là Hứa Thuần Lương hài lòng nhất địa phương. Trương Hải Đào sớm đem gió mát mở ra, trong xe ấm áp dễ chịu. Hứa Thuần Lương để hắn đem gió mát quan, trước đưa mình đi trấn chính phủ. Trên đường hỏi con đường quy hoạch sự tình, Trương Hải Đào nói cho hắn biết thật có thuyết pháp này, trấn bên trong đang quy hoạch một đầu cảnh quan đường, nghe nói muốn từ bọn hắn trong bệnh viện thông qua. Hứa Thuần Lương biết Mai Như Tuyết người ở kinh thành, đoán chừng chuyện này hẳn là bí thư Khổng Tường Sinh tại điều khiển. Trương Hải Đào nói cho hắn biết, tại hắn đi học tập trong khoảng thời gian này, trong trấn tới một vị phó trấn trưởng Tần Chính Dương. Trước mắt thay chủ trì trấn chính phủ công tác là hắn, người này đi qua một mực tại huyện phát triển cải cách cục đảm nhiệm công việc, hiện tại còn kiêm chức phó cục. Hiện tại có truyền ngôn nói Mai trấn trưởng lên chức, không trở lại, Tần Chính Dương tới chính là tiếp nhận nàng, trước mắt chỉ chờ quan tuyên. Hứa Thuần Lương trận này cùng Mai Như Tuyết liên hệ mấy lần, nhưng là hắn rất ít hỏi đến Mai Như Tuyết công việc, chỉ là biết Mai Như Tuyết trong nhà xảy ra sự tình, Mai Như Tuyết ngược lại là chủ động nhắc tới qua nàng cuối năm liền sẽ trở về. Mắt thấy chính là cuối năm, Mai Như Tuyết cũng rời đi Hồ Sơn Trấn ròng rã một tháng, từ tình huống trước mắt đến xem, truyền ngôn chưa hẳn không có căn cứ. Trương Hải Đào đem xe lái vào Hồ Sơn Trấn chính phủ, chớ nhìn hắn chiếc xe này phá, nhưng là có trấn chính phủ xuất nhập chứng, vẫn là Hứa Thuần Lương hỗ trợ cho làm. Hứa Thuần Lương xuống xe, đi trước tuyên truyền khoa tìm Trương Nhất Bản, không nghĩ tới tuyên truyền khoa cũng đổi người, Trương Nhất Bản nửa tháng trước thu được tăng lên. Tiến về cổ tuyển trấn đảm nhiệm tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm. Tổng hợp chấp pháp làm Hoàng Dũng cũng bị điều đi Mao thôn trấn. Hứa Thuần Lương bắt đầu cảm thấy Hồ Sơn trấn hoàn toàn chính xác biến động không nhỏ, chẳng lẽ Mai Như Tuyết thực sự sẽ không trở về rồi. Hứa Thuần Lương trước cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, Mai Như Tuyết điện thoại thế mà tắt máy, hắn càng phát giác chuyện này không giống bình thường. Đi vào phòng thư ký làm việc gõ cửa một cái, lúc này trách đối diện trưởng trấn cửa ban công mở. Một vị vóc người trung đẳng hào hoa phong nhã thanh niên cán bộ từ bên trong ra. Hắn cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, chủ động hô, ngươi là bệnh viện Hứa viện trưởng A. Hứa Thuần Lương nói, ngài là. Ta là vừa tới Hồ Sơn Trấn chính phủ công tác Tần Chính Dương. Hắn rất hiếu thiện hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay. Tần Chính Dương nói cho Hứa Thuần Lương, Khổng Tường Sinh bí thư đi trong huyện đi họp. 3 ngày sau mới trở về, có chuyện gì có thể cùng hắn đàm.
Hứa Thuần Lương kỳ thật lần này tới mục đích một trong chính là muốn gặp một lần vị này tân nhiệm phó trấn trưởng, đi theo Tần Chính Dương đi tới phòng làm việc của hắn. Tần Chính Dương mời hắn ngồi, cho hắn ngâm chén trà, dùng đến lá trà chính là Đông Châu già đồng xương hoa nhài. Hứa Thuần Lương đánh giá Tần Chính Dương, người này cũng không đến 30 tuổi, mặc mộc mạc, ấn tượng đầu tiên đối nhân xử thế coi như hòa ái. Tần Chính Dương nói, Hứa viện trưởng hôm nay đến có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, bởi vì ta trước đó một tháng trước hướng Nam Giang trường đảng học tập, hôm nay ngày đầu tiên đi làm lại, cho nên đặc địa tới cùng các vị lãnh đạo lên tiếng kêu gọi, nhất là cùng Tần trấn trưởng nhận thức một chút. Hứa Thuần Lương lời nói này nói đến uyển chuyển, nhưng là rất có kỹ xảo, đối với người bình thường mà nói Nam Giang trường đảng khả năng không có ý nghĩa gì, nhưng là đối Bình Hải tỉnh thể chế bên trong tiểu lãnh đạo tới nói, nơi đó có ý nghĩa không giống bình thường, đại biểu cho tiền đồ cùng nhân mạch. Tần Chính Dương cười nói, ta mặc dù vừa tới, nhưng là ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Hắn cho người cảm giác phi thường thuần phác, nói chuyện cũng không có thể chế bên trong người thường gặp giọng quan. Hứa Thuần Lương nói, hy vọng nghe nói đến độ là chuyện tốt của ta. Tần Chính Dương nói, có tốt có xấu, chẳng ai hoàn mỹ, ai cũng không thể cam đoan mọi chuyện đều làm được hoàn mỹ, nhất là làm lãnh đạo, không có khả năng để mỗi người đều hài lòng. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay tới là muốn nghe được một sự kiện. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói thẳng. Hứa Thuần Lương đem nghe được con đường quy hoạch nói. Xác thực, bất kỳ cái gì khai phát đều là con đường đi đầu, Nguy Sơn đảo quốc gia nghỉ phép khu quy hoạch không phải chúng ta trên trấn định ra tới, trong huyện cũng không có quyền lực này, là trong thành phố chủ tính chung quy hoạch, chúng ta đều chỉ phụ trách quy hoạch chấp hành. Tần Chính Dương nói chuyện giọt nước không lọt, dễ dàng tướng trách nhiệm đẩy hướng trong thành phố. Ý là ngươi đừng tìm ta cũng không quản lý việc nhà. Hắn đem Hứa Thuần Lương gọi vào trước bàn làm việc, bật máy tính lên bên trên mới nhất quy hoạch đồ, dùng tay chỉ con đường kia nói, đây là đầu đại lộ, tạm thời mệnh danh là ngắm cảnh đường, trực tiếp từ bến tàu thông đến Thạch Lương Sơn, vừa vặn từ bệnh viện các ngươi ở giữa thông qua. Hứa Thuần Lương chăm chú nhìn trong chốc lát, đây không phải là muốn đem bệnh viện chúng ta từ đó chia hai nửa sao? Tần Chính Dương nói, trước mắt chỉ là quy hoạch, trong thành phố làm sao định, chúng ta an bài thế nào, phương diện này chúng ta không có quyền quyết định, nếu như cuối cùng phương án chính là trước mắt cái này, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành, các ngươi cũng hẳn là tích cực phối hợp. Hắn lời nói này nói đến mặc dù uyển chuyển, nhưng rõ ràng nhất lộ ra không thể nghi ngờ ý tứ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nếu thật là con đường từ bọn hắn bệnh viện thông qua đi, như vậy phân viện mảnh đất kia coi như phế đi, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, Tần trấn trưởng, chúng ta mảnh đất kia là muốn kiến thiết dưỡng lão bệnh viện, dạng này quy hoạch rất không hợp lý, đối với chúng ta Trường Hưng cũng rất không công bằng. Tần Chính Dương cười nói, ta không phải nói nha, trước mắt chỉ là quy hoạch, chúng ta sẽ tiếp thu các phương diện ý kiến tập hợp sau báo cáo trong thành phố khẳng định sẽ đối với quy hoạch tiến hành sửa đổi, đây không có khả năng là cuối cùng phương án, các ngươi cũng có thể hướng trong thành phố ngành tương quan phản ứng một chút tình huống thực tế. Hứa Thuần Lương phát hiện cái này Tần Chính Dương muốn so Khổng Tường Sinh lợi hại, làm việc giọt nước không lọt. Hứa Thuần Lương nói, hy vọng Tần trấn trưởng đem chúng ta tố cầu hướng lên phản ứng. Kia là đương nhiên, đúng, các ngươi hứa hẹn đến cái này dưỡng lão bệnh viện tiến triển đến một bước nào. Hoa Niên tập đoàn lúc trước thế nhưng là hứa hẹn trong vòng một năm khởi công kiến thiết, có phải hay không gặp khó khăn gì? Hứa Thuần Lương nói, hết thảy đều tại bình thường thúc đẩy bên trong. Hắn đây cũng là giúp đỡ Hoa Niên tập đoàn hướng trên mặt xóa phấn, Hoa Niên tập đoàn tiền trọng điểm đầu tư Đông Châu bệnh viện kiến thiết, nhất thời bán hội đoán chừng không bỏ ra nổi dư thừa tiền tới. Hắn cùng Tần Chính Dương nói chuyện phiếm vài câu, đứng dậy cáo từ, Tần Chính Dương đem hắn đưa đến ngoài cửa, bắt tay nói đừng. Hứa Thuần Lương trở lại trong xe, Trương Hải Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hứa viện, tình huống thế nào? Hứa Thuần Lương nói, về trước bệnh viện. Hứa Thuần Lương văn phòng cũng sớm quét dọn qua, cái mông còn chưa kịp chúng vào băng ghế, bí thư Đàm Hải Yến liền hùng hùng hổ hổ vọt vào, tiểu Hứa, ngươi có thể tính trở về. Hứa Thuần Lương cười nói, Đàm tỷ, chuyện gì đem ngươi gấp thành cái dạng này? Đàm Hải Yến nói, không phải đã nói với ngươi nha, chính là chuyện sửa đường. Hứa Thuần Lương để nàng không cần phải gấp, mình vừa đi qua trong trấn, phó trấn trưởng Tần Chính Dương chính miệng nói cho hắn biết trước mắt vẫn chỉ là quy hoạch. Đàm Hải Yến lo lắng nói, hẳn không phải là quy hoạch đơn giản như vậy, đo vẽ bản đồ nhân viên đều tới hai lần.
Hứa Thuần Lương nói, người hướng Triệu Viện phản ứng hay chưa? Đàm Hải Yến lắc đầu, biểu thị mình hướng phân công quản lý viện trưởng Viên Bội Cường báo cáo qua, nhưng là hắn không có để ở trong lòng, nàng lại không tốt vượt cấp hướng Triệu Phi Dương báo cáo. Hứa Thuần Lương biết nàng là không dám nhận gánh trách nhiệm, sợ hãi lọt vào phê bình, ngay trước Đàm Hải Yến bột cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại. Điện thoại vang lên một lúc lâu, Triệu Phi Dương mới nghe, thanh âm lộ ra một cỗ không kiên nhẫn, có việc. Hứa Thuần Lương mặc dù cách điện thoại cũng có thể phát giác được con hàng này tâm tình không tốt, có chút hối hận gọi cú điện thoại này, hắn đem con đường quy hoạch sự tình đơn giản nói một lần, thật không nghĩ đến Triệu Phi Dương căn bản mỗi coi thành chuyện gì to tát, tới câu biết liền đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương đều có chút hồ đồ rồi, lúc trước vì cầm xuống Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản, có thể nói là làm to chuyện, mình liền Mỹ Nam kế đều đã vận dụng, lúc này mới công đức viên mãn. Nhưng Triệu Phi Dương thái độ rõ ràng không có đem chuyện này nhìn đến mức quá nhiều trọng yếu. Cái này tựa như nhìn thấy một cái mỹ nữ, nghĩ hết tất cả biện pháp theo đuổi, thật vất vả đem tới tay, ngay lập tức đem vắng vẻ, loại cảm giác này có chút cặn bã. Có một chút Hứa Thuần Lương không có đoán sai, Triệu Phi Dương tâm tình bây giờ phi thường ác liệt, cầm trong tay của hắn lấy một xấp ảnh chụp, trên tấm ảnh tất cả đều là Bùi Lâm cùng Hứa Thuần Lương chụp ảnh chung. Dù sao từ những này chụp ảnh chung bên trên có thể nhìn ra quan hệ của hai người phi thường thân mật. Triệu Phi Dương càng xem càng nén giận, con mắt đều tái rồi, mặc dù hắn phi thường rõ ràng gửi đến những hình này người giáp tâm không tốt, cũng cho rằng Bùi Lâm cùng Hứa Thuần Lương sẽ không có sự tình gì, nhưng nhìn đến những hình này vẫn kìm nén không được lửa giận trong lòng. Từ trên tấm ảnh thời gian suy đoán, hẳn là chiều chủ nhật, hắn đi quán trà tìm Từ Dĩnh tâm sự thời điểm, nghĩ không ra à nghĩ không ra. Bùi Lâm thế mà gọi lên Hứa Thuần Lương, hai người cùng một chỗ mua sắm không nói, còn cùng đi thử áo cưới. Hứa Thuần Lương ăn mặc cái này thân lễ phục rõ ràng chính là Bùi Lâm mua cho mình, Triệu Phi Dương bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước cửa sổ kéo ra cửa sổ, đối diện gió lạnh thổi tới để hắn khô nóng đầu não thoáng tỉnh táo một chút. Hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, những hình này đã có thể gửi cho mình, liền có thể bị người lợi dụng làm văn chương, vô luận hai người bọn họ có phải hay không có mập mờ. Chuyện này chỉ cần truyền đi, mình khẳng định mặt mũi không ánh sáng. Triệu Phi Dương hít một hơi thật sâu, ý đồ tướng mình buồn bực trong lòng chi khí giải sầu ra ngoài, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Hắn trước cho Bùi Lâm gọi điện thoại, Bùi Lâm nói cho hắn biết mình ngay tại làm sơn móng tay, để hắn chờ một lúc lại đánh tới. Triệu Phi Dương cúp điện thoại, phục chế một tấm trong đó ảnh chụp cho Bùi Lâm phát tới. Bùi Lâm rất nhanh liền đánh tới, nàng khí thế hung hăng hỏi, Triệu Phi Dương, người có ý tứ gì? Triệu Phi Dương vốn cho rằng nàng muốn hướng mình giải thích, không nghĩ tới nàng thái độ cường thế như vậy, ta có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng có ý tứ gì đâu? Bùi Lâm cả giận nói, ngươi thật sự là đủ hèn hạ, mình không bồi ta, còn không tin được ta, để cho người ta theo dõi ta, ngươi quả thực là vô sỉ. Triệu Phi Dương giận không kềm được nói, ai theo dõi ngươi rồi? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Chính ngươi dám làm còn không dám thừa nhận. Ta làm cái gì, Triệu Phi Dương, ngươi không muốn người phụ trách liền nói rõ, làm gì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới đối phó ta, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, vô sỉ. Bùi Lâm nói xong liền đã cúp điện thoại. Triệu Phi Dương tức sôi ruột, nữ nhân này làm sao như thế không giảng đạo lý, ta vô sỉ. Ta làm sao vô sỉ, ta để ngươi cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ dạo phố, thử y phục, cùng đi ăn tối. Mẹ nó, quỳ trên mặt đất giúp hắn số lượng nhiều chân, ngươi không phải mang thai sao? Hơi một tí mỏi lưng đau chân, lão tử mỗi ngày đều giúp ngươi đấm chân, ta làm sao không thấy ngươi đối ta như thế quan tâm? Triệu Phi Dương càng nghĩ càng buồn bực. Lúc này viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh gõ cửa tiến đến, hắn ôm một chậu lục la, hướng Triệu Phi Dương nói, Triệu Viện, vừa mua mấy bồn lục la, tới cho ngài thêm chút lục sắc. Triệu Phi Dương sầm mặt lại, ra ngoài. Hắn hàm dưỡng không cho phép hắn nói lăn chữ. Lâm Nham Sinh sửng sốt một chút, ý thức được mình tiến đến không phải lúc, muốn đem lục la buông xuống. Triệu Phi Dương hét lớn, đem đồ vật cho ta lấy đi. Ra ngoài. Lâm Nham Sinh bị hắn đột nhiên xuất hiện giống to một tiếng giật nảy mình, đi qua không gặp Triệu Phi Dương phát như thế đại hỏa, đuổi ôm chặt kia bồn lục la đi ra. Lâm Nham Sinh ra ngoài quá mức vội vàng, kém chút cùng trải qua cổng bí thư Cao Tân Hoa đụng cái đầy cõi lòng. Cao Tân Hoa kỳ thật cũng nghe đến Triệu Phi Dương vừa rồi kia âm thanh giống to, nhìn thấy Lâm Nham Sinh dáng vẻ liền biết hắn xúc thống vảy ngược, chỉ gian phòng của mình, ý là để Lâm Nham Sinh đem lục la đưa phòng làm việc của mình đi.
Cao Tân Hoa có một chút đặc biệt tốt, mặc kệ phát sinh thiên đại sự tình, người khác không chủ động nói, hắn khẳng định không đi chủ động hỏi. Lâm Nham Sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc gần đi hướng Cao Tân Hoa nói, Cao Bí Thư, Triệu Viện tâm tình không tốt lắm, ngài có rảnh nhiều khuyên bảo hắn. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, Triệu Phi Dương nên là vì chuyện kết hôn nổi nóng, hắn hiểu, dựa theo đương thời lưu hành thuyết pháp, cái này gọi trước hôn nhân khủng hoảng chứng, Triệu Phi Dương khẩn trương hẳn là nguồn gốc từ tại Bùi Lâm, mặc dù tại đa số người trong mắt Triệu Phi Dương đều là một cái phi thường cường thế người, nhưng là hắn tại cùng Bùi Lâm tình cảm bên trong ở bị động. Điểm này Cao Tân Hoa thấy rất rõ ràng, từ khi Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm yêu đương về sau, liền cải biến vốn có nhân sinh quỹ tích, Cao Tân Hoa thậm chí cho rằng, Triệu Phi Dương từ đi công chức cùng Bùi Lâm có quan hệ rất lớn, mà bây giờ Bùi Lâm lại thông qua mang thai có thể gả vào Triệu gia. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Cao Tân Hoa cảm thấy Bùi Lâm tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng tâm cơ rất sâu, mỗi một bước đều tại dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Thanh quan khó gây việc nhà, Triệu Phi Dương tình cảm riêng tư hắn không muốn quản, cũng không quản được, nếu như không phải Triệu Phi Dương tìm hắn hỗ trợ, hắn thậm chí cũng sẽ không tại già đại đội trưởng trước mặt nhắc tới Triệu Phi Dương sự tình. Bùi Lâm xử suất mang thai đòn sát thủ, trông mong cháu sốt ruột già đại đội trưởng vợ chồng tại sự thật này trước mặt cũng mềm hóa, ngoài miệng mặc dù nói mặc kệ không hỏi, nhưng bọn hắn cũng không phản đối nữa cửa hôn sự này. Cao Tân Hoa biết Triệu Phi Dương dễ vốn không muốn kết hôn, để một cái đã ly hôn nam nhân một lần nữa đi vào hôn nhân điện đường nữ nhân hoặc là từng có người mị lực, hoặc là có siêu tay của người cổ tay. Bùi Lâm tướng mạo mặc dù không tệ, còn không gọi được phong hoa tuyệt đại, nói cách khác nguyên nhân chân chính chỉ có thể là cái sau. Cao Tân Hoa nhìn qua kia bồn cành lá rậm rạp lục la, trong lòng cảm thán, tốt như vậy lục la Triệu Phi Dương thế mà không muốn, nhìn qua kia cảnh đẹp ý vui lục sắc, Cao Tân Hoa bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, hắn cầm lấy bình phun tại trên phiến lá phun ra phun, hẳn là sẽ không đi. Triệu Phi Dương lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Vây quanh Hứa Thuần Lương cùng Bùi Lâm ở giữa chuyện xấu lặng yên tại Trường Hưng bệnh viện nội bộ tản ra. Bùi Ngọc lúc nghe chuyện này về sau, trước tiên đem truyền ngôn nói cho Bùi Lâm. Bùi Lâm lúc này mới ý thức được chuyện này đã khiến cho Triệu Phi Dương hiểu lầm, mà lại khẳng định không phải Triệu Phi Dương phái người theo dõi chụp lén. Nam nhân đều là sĩ diện, nhất là Triệu Phi Dương loại này tự phụ người, đừng nói không có loại sự tình này, coi như nàng thật cùng Hứa Thuần Lương có cái gì. Triệu Phi Dương cũng khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tướng sự tình cho che, không có lý do hướng ra phía ngoài trương dương, tự bộc việc xấu trong nhà. Bùi Lâm lập tức mất bò mới lo làm chuồng, chuyên đi bệnh viện tìm Triệu Phi Dương, hướng hắn ở trước mặt giải thích. Triệu Phi Dương vẫn đang tức giận, gặp nàng cũng không có gì hảo sắc mặt, đều nói qua bao nhiêu lần, để ngươi không có việc gì đừng tới phòng làm việc của ta, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, ảnh hưởng không tốt. Bùi Lâm tự mình biết đối lý. Tướng mang tới cơm chưa thả ở trước mặt hắn, đây không phải chuyên môn đưa cơm cho ngươi đến đây nha, Phi Dương, ngươi giận ta à. Triệu Phi Dương nhìn thoáng qua nàng mang tới cơm chưa, Bùi Lâm căn bản sẽ không nấu cơm, khẳng định là từ tiệm cơm làm cho thức ăn ngoài, Triệu Phi Dương không kiên nhẫn nhíu mày một cái nói, có gì phải tức giận. Ngươi nếu là thật có lựa chọn tốt hơn, ta chúc phúc ngươi. Bùi Lâm tại trên bả vai hắn nhéo một cái, chán ghét ngươi, ngươi có phải hay không ước gì thoát khỏi ta. Triệu Phi Dương nói, nơi này là văn phòng. Bùi Lâm mới mặc kệ, tại trên đùi hắn ngồi xuống, hai tay ôm cổ của hắn, Phi Dương, đừng nóng giận nha, là chính ta cân nhắc không chu toàn, ta cùng Hứa Thuần Lương không có gì, chính là trùng hợp tại thương trường gặp được. Nam Giang như thế lớn, các ngươi thật là xảo, đã hẹn đều không có trùng hợp như vậy. Bùi Lâm nói, ai bảo ngươi không bồi ta dạo phố, cái này không nháo ra hiểu lầm. Nàng đem ngày đó cùng Hứa Thuần Lương chạm mặt quá trình trước trước sau sau nói một lần, nhìn thấy Triệu Phi Dương ăn dấm, nàng ngược lại có chút cao hứng, chỉ ít chứng minh Triệu Phi Dương trong lòng vẫn là quan tâm mình. Triệu Phi Dương nghe nàng nói xong cũng tin tưởng nàng lý do thoái thác, bất quá có chuyện khốn nhiễu hắn, ai sẽ đập hình của bọn hắn. Người chụp hình hiển nhiên là biết hắn cùng Bùi Lâm quan hệ, đem ảnh chụp gửi cho mình, tản lời đồn đại mục đích là cái gì? Là muốn phá hư bọn hắn tình cảm của hai người sao? Bùi Lâm nói, Phi Dương, ta cùng Hứa Thuần Lương thật sự là ngẫu nhiên gặp gỡ, người nói có phải hay không là hắn tìm người chụp lén hình của chúng ta. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, không thể nào, Hứa Thuần Lương làm như vậy đối chính hắn có chỗ tốt gì. Bùi Lâm nói, ai biết được, hắn cái kia người chưa hề đều không theo sáo lộ ra bài, nói không chừng hắn chính là nghĩ phá hư hai chúng ta quan hệ.
Triệu Phi Dương cau mày, nghĩ một hồi nói, chẳng lẽ hắn thầm mến ngươi? Bùi Lâm cười nói không chừng thầm mến ngươi. Triệu Phi Dương khóe môi cuối cùng xuất hiện mỉm cười, Bùi Lâm cùng Hứa Thuần Lương ở giữa hẳn là trong sạch, rũ ra chuyện này người nên là muốn trả thù ba người bọn họ bên trong một cái, có lẽ là nghĩ để ba người bọn hắn cũng khó khăn có thể. Triệu Phi Dương nói, chuyện này đã bị tung ra ngoài, bệnh viện không ít người đều tại nhìn chuyện cười của ta. Bùi Lâm nói, bệnh tâm thần, bọn hắn có đầu óc hay không, ta mang thai đâu. Triệu Phi Dương mím môi, cái này động tác tinh tế lại chọc giận Bùi Lâm, Bùi Lâm nhìn hắn chằm chằm, người có phải là không tin tưởng ta phải không? Triệu Phi Dương nói, không có, người phải biết nhân ngôn đáng sợ. Bùi Lâm không buông tha nói, có phải hay không tính toán đợi hài tử sinh ra làm thân tử giám định? Triệu Phi Dương nói, Bùi Lâm, người cái này không có ý nghĩa, sự tình là ngươi gây ra, ta là đang giúp ngươi dập lửa. Bùi Lâm từ trên người hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, Triệu Phi Dương, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi có phải hay không hoài nghi ta mang cho ngươi nón xanh? Thậm chí hoài nghi trong bụng ta hài tử căn bản không phải ngươi. Triệu Phi Dương nhíu mày một cái nói, Bùi Lâm, ta không có nghĩ như vậy qua, ngươi không muốn cố tình gây sự có được hay không? Ta cố tình gây sự, Bùi Lâm bỗng nhiên quay mặt lại, gắt gao tiếp cận Triệu Phi Dương con mắt, ngươi dám môn tự vấn lòng ngươi không có nghĩ như vậy qua. Triệu Phi Dương, ngươi là ai ta rõ ràng, ngươi đối ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tình cảm, ngươi ôm ăn xong lau sạch rời đi ý nghĩ có đúng hay không? Triệu Phi Dương nói, không có tình cảm ta sẽ đáp ứng cưới ngươi. Bùi Lâm ha ha cười lạnh, nhìn ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, ngươi dối trá để cho ta buồn nôn. Ngươi Triệu Phi Dương là bệnh viện chi trưởng, cùng ta yêu đương ném ngươi người, cùng ta kết hôn ngươi ủy khuất, các ngươi giả Triệu gia cao môn đại hộ, ta Bùi Lâm căn bản không với cao nổi. Hồ thuyết, ta không có nghĩ như vậy qua. Chớ chối, chính ngươi cũng không phát hiện, hiện tại liền qua loa đều chẳng muốn gạt ta, ngươi đều chẳng muốn dùng mắt nhìn thẳng ta. Triệu Phi Dương có chút nhức đầu, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, nơi này là đơn vị làm việc, ta không theo ngươi nhao nhao. Chúng ta cũng không có cãi lộn tất yếu, ta từ đầu tới đuôi đều không có hoài nghi tới ngươi, nhưng là giữa các ngươi chuyện này khẳng định sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Giữa chúng ta chuyện gì? Ta cùng Hứa Thuần Lương trong sạch, không giống một ít người luôn mồm đi đàm nghiệp vụ, nhưng trên thực tế lại là cùng tình nhân cũ hẹn hò. Triệu Phi Dương bắp thịt trên mặt co quắp một chút, nữ nhân này đang theo dõi mình sao? Chẳng lẽ nàng biết mình cùng Từ Dĩnh gặp mặt sự tình? Triệu Phi Dương trong lòng tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Đối sắp đến hôn nhân còn sót lại một chút huyễn tưởng trong nháy mắt liền tan vỡ. Hắn nhẹ gật đầu, còn thật là tốt khống chế được tâm tình của mình, có ít người không muốn vừa ăn cướp vừa la làng. Bùi Lâm nói, ta là tặc, đúng, ta chính là tặc, ngươi có tư cách gì đứng tại đạo đức cao điểm đến chỉ trích ta? Ngươi có đức độ, ngươi đại công vô tư, ngươi dám nói ngươi làm hết thảy liền không có trộn lẫn nửa điểm tư tâm, ngươi dám nói mình không có lấy Trường Hưng nhân viên lợi ích làm tiền đặt cược. Ngươi im miệng cho ta. Triệu Phi Dương triệt để bị nàng chọc giận, đột nhiên đứng dậy, hai tay hung hăng đánh ra lấy mặt bàn tay rất đau, tâm đau hơn. Triệu Phi Dương lập tức liền ý thức được, mình hổ khu chấn động tản ra vương bá chi khí căn bản không có tướng Bùi Lâm hù sợ, ngược lại càng thêm chọc giận nàng. Bùi Lâm chỉ vào Triệu Phi Dương cái mũi nói, ngươi đi, ta lập tức đi ngay đem đứa bé này đánh dụng, ta cùng ngươi phân rõ giới hạn, hai không thể làm chung. Triệu Phi Dương cùng với nàng ở chung lâu mới phát hiện Bùi Lâm ôn nhu chỉ giới hạn ở mặt ngoài, nàng có một viên siêu cấp cứng rắn nội hạch, nàng đi qua có thể đem y dược đại diện làm được phong sinh thủy khởi không phải là không có nguyên nhân, một khi nàng quyết định phương hướng, liền sẽ kiên trì tiến về, bất khuất. Triệu Phi Dương tin tưởng nàng tuyệt đối có đánh dụng hài tử dũng khí, nhưng là đánh dụng đứa bé này về sau đâu. Bùi Lâm sẽ cùng hắn phân rõ giới hạn, hay không thể làm chung. Có quỷ mới tin. Triệu Phi Dương hiện tại đã hiểu rõ vô cùng Bùi Lâm, nếu như Bùi Lâm lấy hy sinh một cái ấu tiểu sinh mệnh làm đại giá, như vậy chắc chắn để hắn nỗ lực thảm nặng hơn nhiều đại giới, nữ nhân này thực chất bên trong có cỗ tử chơi liều, chỉ tiếc mình đối nàng giải quá muộn. Triệu Phi Dương tiến lên giữ chặt nổi giận đùng đùng muốn rời phòng làm việc Bùi Lâm, đưa nàng không nói lời gì ôm vào trong ngực, ôn nhu mặt ngoài hạ ẩn chứa đến nhưng thật ra là thỏa hiệp cùng nhận thua. Triệu Phi Dương ngăn chặn hết lửa giận ôn nhu nói, Tiểu Lâm, đừng giận ta, ta thừa nhận, ta ghen ghét. Bùi Lâm lấy trầm mặc tương đối, trong lòng trong bụng nở hoa, tại giữa hai người đánh cờ bên trong mình rốt cục chiếm thượng phong, nàng biết Triệu Phi Dương là nén giận, thì tính sao?
trọng yếu nhất là hắn chịu cúi đầu. Triệu Phi Dương nói, ta chưa từng hoài nghi tới ngươi, ta thề, ta chính là chịu không được phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Bùi Lâm xoay người nằm ở trong lòng của hắn, ủy khuất nói ra, ngươi chính là không tin ta, ngoại trừ ngươi, ta chướng mắt bất luận kẻ nào. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này cái nam nhân yêu quý đến chỉ là chính hắn. Triệu Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này càng ngày càng không tốt nắm trong tay, đi qua khéo hiểu lòng người tất cả đều là giả ra tới. Hứa Thuần Lương vẫn là từ Trịnh Bồi An nơi đó biết được cái này nghe đồn, hiện tại Trường Hưng từ trên xuống dưới đều đang đồn chuyện này, càng kỳ quái hơn nghe đồn đều có. Hứa Thuần Lương liên tưởng tới Triệu Phi Dương thái độ đối với chính mình, lúc này mới làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhắc tới sự kiện hắn vô cùng oan uổng, hắn là bị Bùi Lâm bắt tráng đinh, cũng trách chính mình tính cảnh giác không đủ, ngày đó biểu hiện được quá mức phối hợp, đi theo Bùi Lâm hấp tấp chạy đến trưa, chỉ riêng quần áo đều thử hơn 10 bộ. Triệu Phi Dương 89 phần 10 cho rằng bị mình cho tái rồi, Hứa Thuần Lương có chút sở khóc sở cười, không quái nhân nhà Triệu Phi Dương, đổi thành ai cũng chịu không được cái này, hắn suy nghĩ có phải hay không hướng Triệu Phi Dương giải thích một chút, nhưng là loại sự tình này rất có thể sẽ càng tô càng đen. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, vẫn là trước cho Bùi Lâm gọi điện thoại. Bùi Lâm biết hắn nhất định là vì Nam Giang sự tình, nàng đầu tiên hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt áy náy. Dù sao cũng là nàng đưa ra để Hứa Thuần Lương bồi tiếp dạo phố mua đồ, Hứa Thuần Lương phiền phức là nàng cho dẫn đi. Hứa Thuần Lương quan tâm là, chuyện này có hay không cho nàng cùng Triệu Phi Dương quan hệ tạo thành ảnh hưởng. Bùi Lâm tại đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, người thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Hứa Thuần Lương nói nhảm a, hắn là ta viện trưởng, nếu như về sau công báo tư thù, cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ. Bùi Lâm nói. Phi Dương cách cục không có thấp như vậy thật sao? Nàng mở là miễn đề, vừa nói chuyện một vừa nhìn bên cạnh nằm Triệu Phi Dương, Bùi Lâm là có tâm cơ, nàng cho rằng hiện tại là cái làm sáng tỏ cơ hội tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng cách cục không quan hệ, nam nhân đều chịu không được cái này, bên ngoài bây giờ truyền đi loạn thất bát tao, đều nói ta cho Triệu Viện mang theo nón xanh, tạo oan uổng a. Bùi Lâm cười nhẹ nhàng nhìn qua Triệu Phi Dương, thanh giả tự thanh, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Bùi tỷ, chuyện này ngươi vẫn là hướng Triệu Viện giải thích rõ ràng, ta nhìn hắn tâm nhãn cũng không có lớn như vậy, sáng hôm nay ta cùng hắn báo cáo công tác thời điểm, hắn thái độ đối với ta cũng có chút khác thường, ta cũng không phải sợ hắn, ta là oan uổng a, hảo tâm giúp hắn thử y phục, cuối cùng còn bị hắn hiểu lầm. Hắn còn là lần đầu tiên xưng hô Bùi Lâm là tỷ. Một bên Triệu Phi Dương rốt cục không nhịn được lên tiếng, người oan uổng cái rắm, ta tâm nhãn có nhỏ như vậy sao? Hứa Thuần Lương thế mới biết Triệu Phi Dương vẫn luôn ở bên người, thầm mắng Bùi Lâm nữ nhân này là cái tâm cơ biểu, khẳng định mở miễn đề để Triệu Phi Dương nghe, kỳ thật Triệu Phi Dương cũng là ngu ngơ, nếu như chúng ta hai thật có một chân, mở miễn đề cũng là vì sáo lộ ngươi. Triệu Phi Dương cầm điện thoại, tiểu tử ngươi phía sau không ít nói xấu ta, ta cách cục thế nào? Ta đối ngươi chừng nào thì công báo tư thủ rồi. Hứa Thuần Lương cười hắc hắc, Triệu Viện, ta cũng không có nói, liền ngài kia làm rõ sai trái năng lực, là thật là giả xem xét liền biết. Triệu Phi Dương hiện tại cảm thấy mình khẳng định là suy nghĩ nhiều, Bùi Lâm đem mua sắm biên lai cho hắn nhìn, chứng minh cùng ngày cùng Hứa Thuần Lương cùng nhau thời điểm đều tại dạo phố, kỳ thật chân chính làm hắn tức giận chính là ném đi mặt mũi, bên ngoài bây giờ lưu ngôn phỉ ngữ cũng không biết làm sao chìm xuống, nhất là loại sự tình này không có cách nào giải thích. Chỉ có thể để thời gian đến tiêu trừ hết thảy ảnh hưởng trái chiều. Triệu Phi Dương làm rõ nguyên nhân, trong lòng cũng bỏ đi, người khác thích nói liền để bọn hắn đi nói đi, mình không có khả năng bao ở tất cả mọi người miệng, hắn nhớ tới Hứa Thuần Lương hướng mình hồi báo sự kiện kia, một lần nữa hỏi một chút tình huống. Hứa Thuần Lương đem sự tình nói. Triệu Phi Dương có chút không vui nói, ngươi vì cái gì không sớm một chút hướng ta báo cáo. Hứa Thuần Lương giải thích nói mình trước đó đều tại Nam Giang huấn luyện, vừa mới trở lại công việc cương vị, Đàm Hải Yến cũng hướng phân công quản lý viện lãnh đạo Viên Bội Cường phản ứng qua, nhưng là Viên Bội Cường không có đoạn dưới. Triệu Phi Dương quyết định đi vào thành phố tìm hiểu một chút tương quan tình huống, nếu quả thật có dạng này quy hoạch, đối Trường Hưng lợi ích tổn hại là khá là nghiêm trọng, nhất định phải nhanh ứng đối, hắn để Hứa Thuần Lương liên lạc một chút Mai Như Tuyết, dù sao Mai Như Tuyết mới là Hồ Sơn trấn trưởng trấn. Hứa Thuần Lương đáp ứng mặc dù thống khoái, nhưng là hai ngày này Mai Như Tuyết điện thoại đều ở vào tắt máy trạng thái, cho nàng phát WeChat cũng không hồi phục,
Hứa Thuần Lương bắt đầu lo lắng Mai Như Tuyết, thậm chí muốn đi kinh thành nhìn xem, nhưng là hắn lại không biết Mai Như Tuyết gia đình địa chỉ. Hứa Thuần Lương trở về Nguy Sơn đảo ngày thứ hai, liền có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đến bệnh viện tiến hành thực địa thăm dò. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào đi hỏi thăm một chút tình huống, nghe nói chính là thực địa thăm dò con đường một chuyện. Quy hoạch bên trong ngắm cảnh đường từ bến tàu một mực thông hướng Thạch Lương Sơn, dựa theo bước đầu quy hoạch, rất có thể sẽ tướng phân viện một phân thành hai, con đường này vừa vặn trải qua bệnh viện phòng khám bệnh lâu, nếu như quy hoạch chứng thực, phòng khám bệnh lâu chắc chắn đứng trước dỡ bỏ. Hứa Thuần Lương đối đãi chuyện này phi thường Phật hệ, kém xa lúc trước là bệnh viện chứng thực quyền tài sản thời điểm tích cực. Nguyên nhân chủ yếu quá khứ là công, hiện tại là vì tư, coi như lợi ích bị hao tổn cũng là Hoa Niên tập đoàn lợi ích bị hao tổn, người ta Hoa Niên tập đoàn cũng không có gấp gáp, hắn gấp cái gì sức lực. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Đại Hằng tập đoàn trước đó nắm giữ lần này quy hoạch, đối bọn hắn tới nói đây là một cái lợi tin tức tốt, ngắm cảnh đường một khi mở xây, sẽ để cho Đại Hằng tập đoàn cánh đồng vị trí sinh ra đổi mới, từ bến cảng đến bọn hắn chủ đề nhạc viên sẽ trở nên càng thêm tiện lợi. Đại Hằng đã trước người khác một bước tướng quy hoạch đồ làm ra. Hứa Thuần Lương đứng tại Đại Hằng tập đoàn Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ môn miệng, nhìn lấy bọn hắn quy hoạch đồ, phía trên đã đem ngắm cảnh đường vị trí cụ thể đều đánh dấu ra. Nguy Sơn đảo bệnh viện vị trí tại bọn hắn quy hoạch đồ bên trên bị thiết kế thành dưỡng lão bệnh viện. Hứa Thuần Lương phát hiện Đại Hằng bánh vẽ bản sự thật sự là không tầm thường, mà lại người ta rất nhanh thức thời, tổng có thể bắt lấy mới nhất tin tức. Mặc dù không biết người ta phòng ở đắp lên tốc độ thế nào, nhưng đẩy ra quy hoạch đồ bản lĩnh nhất lưu. Trương Hải Đào chỉ vào quy hoạch đồ nói, đây là bệnh viện chúng ta về sau dáng vẻ sao. Nhìn cũng không tệ lắm đâu. Hứa Thuần Lương nói, đây là Đại Hằng trong lòng bệnh viện chúng ta dáng vẻ, không tệ cái gì. Bị một phân thành hai, nếu thật là như thế, đâu còn có địa phương xây lớn như vậy bệnh viện. Bức tranh này đơn thuần nói nhảm. Hai người lúc nói chuyện. Nhìn thấy hai chiếc xe buýt xe ở bên người dừng lại, Tiêu Thụ Bán building viên mang theo một bang lão đầu lão thái thái từ trên xe bước xuống, xe buýt bên trên soát lấy Đại Hằng tập đoàn trợ lực Nguy Sơn đảo toàn vực du lịch lời quảng cáo. Trương Hải Đào nói cho Hứa Thuần Lương, cái này hai chiếc xe buýt xe là Đại Hằng tập đoàn vừa mới mua, nhiệm vụ hàng ngày chính là từ bến tàu hướng ở trên đảo kéo người, mang theo một bang lão niên hộ khách miễn phí đến Nguy Sơn đảo du lịch ngắm cảnh, còn chiêu đãi miễn phí cơm trưa. Trước khi đi còn cho mang nơi đó thổ đặc sản, đương nhiên suy cho cùng vẫn là vì bán nhà cửa. Vì hấp dẫn hộ khách, Đại Hằng tập đoàn còn đặc địa thuê Hiển Hồng nông trường du thuyền, có thể nói Đại Hằng phòng ở còn không có đắp kín, marketing đi đầu, nghe nói bọn hắn suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn trước mắt tiêu thụ tình huống cũng không tệ lắm. Hứa Thuần Lương không có lập tức đi tìm kinh lý của bọn hắn, trước theo đám người đi bên trong nghe một chút. Bởi vì hôm nay tới người tương đối nhiều, Tiêu Thụ Bán building viên cũng không có lo lắng chào hỏi bọn hắn, đi vào xa bàn bên cạnh, mấy vị Tiêu Thụ Bán building viên đang đối mặt khách hàng của mình kích tình rào rạt giải thích, đem bọn hắn hạng mục thổi đến thiên hoa loạn trụy. Một vị lão thái thái hỏi suối nước nóng ở nơi nào. Tiêu Thụ Bán building viên dùng kích quang bút chỉ vào Thạch Lương Sơn, mọi người thấy không có, Thạch Lương Sơn đi qua đã từng là một ngọn núi lửa, có được phong phú địa nhiệt tài nguyên. Theo không hoàn toàn khảo chứng Thạch Lương Sơn quân dân suối là trong nước lớn nhất công năng hình nước suối một trong. Trải qua Trung Khoa Viện, Trung Quốc Địa chất Đại học Liên hợp tiến hành núi lửa khoa khảo nhận định, Thạch Lương Sơn chung quanh liền có suối nước lạnh, suối nước nóng, nóng suối, nhiệt độ cao suối các loại nhiệt độ khác biệt, công năng khác nhau uống cùng tắm rửa nước suối hơn trăm mắt. Tại chúng ta quy hoạch suối nước nóng bảo dưỡng trong tiểu trấn, tại mảnh này rộng 70 mét. Dài 500 mét trên thảm cỏ thơm liền ra lộ có thể trị liệu tâm xuất huyết não tật bệnh, bệnh ngoài da, viêm khớp các loại bát đại hệ thống tật bệnh nước suối 27 mắt. Một tên khác Tiêu Thụ Bán building viên cũng ở một bên suy hư, Nguy Sơn đảo chỗ Nguy Sơn hồ trung tâm, rừng rậm bao trùm suất vượt qua 60%, lục sắc thảm thực vật suất đạt 92%. Nơi này bốn mùa rõ ràng, năm đồng đều nhiệt độ không khí 10, năm lượng mưa 460 ly. Trong không khí phụ dưỡng cách tử hàm lượng phi thường cao, nói câu không chút nào khoa trương, không khí nơi này đều có thể bình giả ra miệng, là phi thường lý tưởng nghỉ mát, hưu nhàn, nghỉ phép, an dưỡng địa phương. Một bang lão đầu lão thái thái nghe được ngẩn người mê mẩn, người đã già liền muốn tìm không khí trong lành hoàn cảnh duyên dáng địa phương dưỡng lão. Một cái lão đầu râu bạc cảm thán nói, tốt thì tốt, đáng tiếc khoảng cách trong thành phố quá xa. Tiêu Thụ Bán building viên mỉm cười. Ba mã có xa hay không? Hiện tại ba mã một phòng khó cầu,
chúng ta Nguy Sơn đảo vô luận hoàn cảnh vẫn là nguyên bộ hơn xa Ba Mã, mà lại chỉ cần vào ở chúng ta Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, chúng ta mỗi ngày đều sẽ có xe tuyến cùng phà đi tới đi lui Đông Châu cùng Nguy Sơn huyện thành. Từ Đông Châu đến Nguy Sơn đảo tất cả thời gian tính cả cũng chính là nửa giờ. Hiện tại nội thành thông hướng cổ tuyển trấn nhanh chóng đường ngay tại tu kiến, xây thành về sau, thông cần thời gian không cao hơn 40 phút, mọi người hẳn phải biết Đông Châu giao thông tình trạng. Bên trên lúc tan việc, từ trung tâm thành phố đến khu vực mới cũng không chỉ 40 phút ra. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mua nhà mua đến chính là mong muốn, huống chi chúng ta nơi này bán được không phải phòng ở, chúng ta bán được là hoàn cảnh, bán được là phục vụ, ở trong đó bao dung lấy khỏe mạnh sinh hoạt, hạnh phúc dưỡng lão, người sống cả một đời, đến già ai không muốn tìm sơn minh thủy tú địa phương bảo dưỡng tuổi thọ. Không nói những cái khác vẻn vẹn là chúng ta Đại Hằng 27 mắt suối nước nóng gặp nhiều ít. Một cái bình thường suối nước nóng vé vào cửa cũng phải hơn 100 đi, mọi người nếu là lựa chọn nơi này, mỗi ngày đều có suối nước nóng ngâm, tương đương với mỗi ngày đều kiếm lời hơn 100. Vậy không phải nói chúng ta mỗi tháng có thể kiếm hơn 3.000. Còn không chỉ đâu, cái này tràn ngập phụ dưỡng cách tử không khí là xài bao nhiêu tiền đều mua không được. Hứa Thuần Lương cùng Trương Hải Đào hai mặt nhìn nhau, thật mẹ nó có thể thổi như bức. Còn có lương chi sao? 27 mắt suối nước nóng, đừng nói Hứa Thuần Lương ai nghe nói, sinh trưởng ở địa phương Trương Hải Đào tại Nguy Sơn đảo sống nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa nghe nói qua ở trên đảo có suối nước nóng, Thạch Lương Sơn là núi lửa. Càng chưa nghe nói qua, Trương Hải Đào trong lòng tự nhủ ta ít đọc sách, nhưng đừng gạt ta. Một tiêu thụ bán building viên giới thiệu nguyên bộ công trình, chúng ta suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn là Nguy Sơn đảo tốt nhất một mảnh đất, Hồ Sơn trấn chính phủ đối với chúng ta kiến thiết toàn lực ủng hộ, đặc địa cho chúng ta quy hoạch một con đường, chính là đầu này ngắm cảnh đường, tại chúng ta bên cạnh, chính là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, tòa này bệnh viện là trong thành phố vì ủng hộ chúng ta Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn đặc địa kiến thiết. Hứa Thuần Lương thật sự là nghe không nổi nữa, đám này tiêu thụ bán building viên hung ác lên liền hắn cha ruột mẹ ruột đều lừa gạt, mắt thấy đám này lão đầu lão thái thái từng cái ngẩn người mê mẩn dáng vẻ, đoán chừng trong túi kia hai tiền hưu là giữ không được. Hứa Thuần Lương hướng phòng quản lý đi, Trương Hải Đào đuổi theo sát, đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong từng dương thổ đặc sản mã đến núi nhỏ, đều là bắt lấy những người lớn tuổi này thích tham món lời nhỏ tâm lý, miễn phí du lịch, xe tiếp xe đưa, vòng hồ ngắm cảnh. Trước khi đi còn mang theo thổ đặc sản trở về, Đại Hằng thật là biết chơi. Trước mắt tại Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ phụ trách người gọi Lưu Gia Kỳ, là cái ngoài 30 già dặn nữ tính, Hứa Thuần Lương trước đó cùng với nàng không có đã từng quen biết, nghe nói nàng thay Phùng Trung Á đảm nhiệm Trương Hằng Dương hiện tại trợ lý. Mặc dù hai người trước đó đều chưa từng gặp mặt, nhưng Lưu Gia Kỳ kính đã lâu Hứa Thuần Lương đại danh, nàng đến bên này nhậm chức thời điểm, Hứa Thuần Lương liền ra ngoài học tập. Hôm nay tính là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Lưu Gia Kỳ đi vào về sau liền nghe nói Hứa Thuần Lương lấy lực lượng một người đánh tàn bạo Đại Hằng đám kia bảo an, bởi vì sự kiện kia kinh động đến Trương Hằng Dương, đem đám kia bảo an tất cả đều khai trừ không nói, còn gánh chịu tất cả tổn thất. Lưu Gia Kỳ vóc dáng không cao, nhưng là người phi thường tinh thần, cười hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, "Hứa viện trưởng, ta chính nói muốn đi bái phỏng ngài đâu." Hứa Thuần Lương nói, "Lưu quản lý nghiệp vụ bận rộn, sao dám cực khổ ngài đại giá?" Chủ khách ngồi xuống về sau, Lưu Gia Kỳ gọi tới một vị xinh đẹp tiêu thụ bán building tiểu thư cho bọn hắn châm trà, Trương Hải Đào hai mắt đánh giá tiêu thụ bán building tiểu thư bộ ngực, phía trên có nàng công hào cùng danh tự. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng, Trương Hải Đào lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay ly kia trà bên trên, khá nóng, tranh thủ thời gian buông xuống. Lưu Gia Kỳ nói, "Hứa viện trưởng hôm nay đại giá quang lâm có gì chỉ giáo?" Hứa Thuần Lương nói, "Ta vừa rồi tại bên ngoài nghe trong chốc lát các ngươi giới thiệu, bệnh viện chúng ta lúc nào thành các ngươi nguyên bộ rồi." Lưu Gia Kỳ trong lòng minh bạch người ta là tìm phiền toái tới, nàng tới đây trước đó, Trương Hằng Dương liền chuyên môn nhắc nhở qua nàng, Hứa Thuần Lương người này tương đương khó làm, tận lực không nên cùng hắn phát sinh xung đột chính diện, bọn hắn là làm ăn, giảng cứu cái hỏa khí sinh tài. Lưu Gia Kỳ cười nói, "Chuyện này a, chúng ta bất động sản ngành nghề thường dùng tuyên truyền thủ pháp. Mọi người cùng ở tại Nguy Sơn đảo, cộng đồng kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu, ta cảm thấy hẳn là tương hỗ giúp đỡ tương hỗ chiếu ứng, người nói có đúng hay không a?" Hứa Thuần Lương cười nói, "Là cái này lý nhi, nhưng tương hỗ giúp đỡ là tương hỗ giúp đỡ, cũng không nên nâng lên mình rèm pha người khác a, các ngươi mảnh đất này thế nào ta không biết, nhưng là các ngươi nếu là Nguy Sơn đảo tốt nhất một mảnh đất,
chúng ta bên kia lại không được chứ sao? Hắn cố ý dừng lại một chút lại nói, quảng cáo pháp bên trong giống như không cho phép dùng thứ nhất, độc nhất vô nhị lời tuyên truyền, các người đại hằng như thế xí nghiệp lớn, làm sao lại phạm loại này sai lầm a? Lưu Gia Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả thật là kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến, chuyện này ngược lại là nàng sơ sót, Nguy Sơn đảo hạng mục nếu như không lên thủ đoạn cũng không tốt bán, cho nên nàng tại định ra marketing sách lược phương diện hơi mãnh một chút, vốn cho rằng núi cao hoàng đế xa, không ai lưu ý đến cái này, nhưng cuối cùng vẫn là bị người hữu tâm bắt lấy lỗ thủng. Lưu Gia Kỳ nói, Hứa viện trưởng, ta lập tức để bọn hắn chỉnh đốn và cải cách. Hứa Thuần Lương nói, còn có một việc, chúng ta quy hoạch bên trong dưỡng lão bệnh viện không phải là các ngươi vẽ ra đến dáng vẻ. Lưu Gia Kỳ nói, đây là chúng ta sơ sẩy, ta ngựa để bọn hắn sửa đổi tới. Hứa Thuần Lương thấy được nàng thái độ như thế thành khẩn, cũng không đáng cùng với nàng lý luận, hôm nay tới mục đích là điều nghiên địa hình, nói bóng nói gió nói, các ngươi suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn tiêu thụ nóng này a. Lưu Gia Kỳ cười nói, còn không có chính thức mở bán đâu, hiện tại cũng là một chút mục đích hộ khách, chúng ta cũng không nghĩ tới, hiện tại người già đối dưỡng lão sản nghiệp nhiệt tình cao như vậy, Hứa viện trưởng, các người dưỡng lão bệnh viện nhưng phải tranh thủ thời gian kiến thiết a, chúng ta nguyên bộ nhưng toàn chỉ nhìn các ngươi, ngài ngẫm lại a, về sau, các ngươi cho chúng ta cung cấp chữa bệnh phục vụ, chúng ta cho các ngươi cung cấp chữa bệnh tài nguyên, mọi người đôi bên cùng có lợi, đây chính là lâu dài sinh ý. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, hám lợi nương môn, hướng về phía ngươi câu nói này, liền biết ngươi là chạy đám kia người giả tiền hưu đi. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi suối nước nóng như vậy linh, đoán chừng nơi này chủ xí nghiệp về sau đều không cần xem bệnh. Lưu Gia Kỳ khanh khách nở nụ cười, cười đến có chút mất tự nhiên, suối nước nóng sự tình là bọn hắn làm ra mánh lưới, nào có cái gì 27 mắt suối nước nóng, hiện tại không đều là cái này xáo lộ, làm điểm nước suối dùng nồi hơi cho thêm tăng nhiệt độ. Nghĩ muốn bao nhiêu độ liền có bao nhiêu độ, không có cách, ai bảo người già đều yêu cái này. Nhưng mọi thứ đều sợ chăm chỉ, Lưu Gia Kỳ có chút sợ hãi, vạn nhất Hứa Thuần Lương đối với chuyện này làm văn chương, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn hư giả tuyên truyền, thật vất vả mới kinh doanh ra cục diện chẳng phải là muốn để hắn cho phá hư hết. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, Lưu Gia Kỳ tranh thủ thời gian cho khu vực tổng giám đốc Trương Hằng Dương gọi điện thoại, nói cho hắn biết Hứa Thuần Lương qua tới bái phỏng sự tình. Trương Hằng Dương suy nghĩ một chút, lấy hắn cùng Hứa Thuần Lương liên hệ kinh nghiệm, tiểu tử này hữu dũng hữu mưu, ý đồ xấu mà quá nhiều, đã đến nhà, liền không có chuyện tốt gì. Đang lợi dụng bọn hắn bệnh viện tuyên truyền trong chuyện này, Đại Hằng phương diện hoàn toàn chính xác làm được có chút không đủ phúc hậu, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì nguyên tắc tính sai lầm lớn, mọi người đi vào Nguy Sơn đảo nói trắng ra cũng là vì kiếm tiền, nói cái gì vì phát triển kinh tế địa phương, là dân chúng giành phúc lợi đơn thuần nói nhảm. Hồ Sơn trấn chính phủ gần nhất cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu, trưởng trấn Mai Như Tuyết đã xin phép nghỉ một tháng, hiện tại là phó trấn trưởng Tần Chính Dương thay chủ trì công việc, Trương Hằng Dương chuyên môn tìm người nghe qua, nhưng ai cũng không rõ ràng Mai Như Tuyết cụ thể tình huống như thế nào. Vô luận Mai Như Tuyết có thể hay không trở về, nàng cường đại bối cảnh không thể nghi ngờ, bởi vì Hứa Thuần Lương cùng nàng quan hệ, Đại Hằng không cần thiết trêu chọc Hứa Thuần Lương, huống chi người này vốn là không dễ chọc. Lần trước phát sinh xung đột về sau, Trương Hằng Dương mua Hứa Thuần Lương bị đụng hư xe gắn máy, sau khi sửa xong đến nay còn dừng ở Nguy Sơn đảo tiêu thụ bán building chỗ trong hậu viện, Trương Hằng Dương căn bản liền sẽ không cưỡi xe gắn máy. Hắn cho là mình đã hướng Hứa Thuần Lương thả ra đủ nhiều thiện ý, tiểu tử này lại không ngốc, trong lòng hẳn là nắm chắc, cũng không thể tiếp tục đuổi lấy mình đuổi đánh tới cùng. Trương Hằng Dương nhìn qua trên bàn một phần xin linh cơ khẽ động. Đây là một phần Đại Hằng Hoa Đông sự nghiệp bộ nhân viên hàng năm kiểm tra người xin báo cáo, ngành tương quan trước mắt mục đích là đi Đông Châu thị trung tâm y viện. Kỳ thật lấy Trương Hằng Dương thân phận rất ít chú ý việc nhỏ như vậy, bình thường là phía dưới phụ trách đưa báo cáo, hắn phụ trách ký tên, tùy tiện lật xem một lượt tổng số người, đã tiếp cận 3.000 người, mỗi người kiểm tra người dự toán 800 nguyên, tổng kim ngạch cũng đạt tới hơn 200 vạn. Trương Hằng Dương chủ động liên hệ Hứa Thuần Lương, cho hắn đưa qua một cái gần 300 vạn kiểm tra sức khỏe đại đan. Hứa Thuần Lương tiếp vào cái này đơn đưa tới cửa sinh ý, nhoáng cái đã hiểu rõ, người ta Trương Hằng Dương là đang chủ động cho hắn lấy lòng đâu, bút nghiệp vụ này cho ai không phải cho. Kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thủy Anh thường xuyên cùng hắn liên hệ, để hắn hỗ trợ giới thiệu nghiệp vụ, hứa hẹn cho hắn trích phần trăm không thua kém 10%, đương nhiên đây là tại không bớt trên cơ sở, hắn cho Ngô Thủy Anh gọi điện thoại.
Cuối năm, Ngô Thủy Anh ngay tại là kết thúc không thành năm này nhiệm vụ phát sầu, Hứa Thuần Lương lần này cho nàng trực tiếp đưa tới 300 vạn, tương đương với giúp nàng đem nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Ngô Thủy Anh mừng rỡ như điên, liên tục hướng Hứa Thuần Lương biểu thị, hết thảy nàng đều sẽ làm thỏa, Hứa Thuần Lương căn bản không cần quan tâm, để Đại Hằng phụ trách kiểm tra người nghiệp vụ viên cùng với nàng kết nối là được. Hứa Thuần Lương lúc đầu cũng lười liên hệ loại chuyện này, Ngô Thủy Anh lại muốn tài khoản của hắn, biểu thị tính tiền về sau, lập tức liền an bài hắn trích phần trăm tới sổ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hứa Thuần Lương được Trương Hằng Dương chỗ tốt, cũng liền tạm thời bỏ đi tìm Đại Hằng phiền phức suy nghĩ. Hứa Thuần Lương không tìm người khác phiền phức, không có nghĩa là người khác không tìm hắn gây phiền phức, Hồ Sơn trấn chính phủ thông chi bọn hắn điều dưỡng giả bệnh viện kỹ càng thiết kế phương án đưa qua. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong trấn đối Trường Hưng chậm chạp không có bất kỳ cái gì động tác hành vi đã có bất mãn. Trường Hưng bệnh viện cao tầng nội bộ trong hội nghị, Triệu Phi Dương tuyên bố Trường Hưng bệnh viện đã cùng Bệnh viện Nhân dân tỉnh đạt thành chiến lược liên minh tin tức tốt. Nói cách khác về sau Trường Hưng bệnh viện có thể danh chính ngôn thuận phủ lên Bệnh viện Nhân dân tỉnh phân viện bảng hiệu. Bệnh viện Nhân dân tỉnh cũng sẽ định kỳ điều động chuyên gia đến đây Trường Hưng bệnh viện hội chẩn, trợ giúp bọn hắn tăng lên chữa bệnh chất lượng. Tổng kết gần đây công tác thời điểm, Triệu Phi Dương đưa ra Nguy Sơn đảo phân viện vấn đề, trải qua hắn hiểu rõ, tương lai quy hoạch cấp quốc gia nghỉ phép khu, hoàn toàn chính xác có một đầu ngắm cảnh đường từ bọn hắn trong bệnh viện thông qua. Nếu như cái này một quy hoạch không cách nào sửa đổi, như vậy hiện tại bệnh viện liền sẽ bị một phân thành hai, cái này tuyệt không phải là nhường ra một con đường đơn giản như vậy. Dựa theo thiết kế, song hướng đường 4 làn xe, thiết kế tốc độ 60-80 km/h, nền đường độ rộng là 24.5 m, lại thêm 3.5 m trở lên siêu rộng không phải cơ động xe xe đạo, cùng 4 m trở lên lối đi bộ, không nói khoa trương chút nào, chỉ ít cần chiếm dụng 40 m độ rộng. Cái này còn không có tính cả quy hoạch giải cây xanh. Dựa theo quy định tương quan, hai bên đường công trình kiến trúc không thua kém 15 mét, nói cách khác lại trừ đi 30 mét độ rộng, chẳng những đem Nguy Sơn đảo bệnh viện một phân thành hai, mà lại lưu cho bọn hắn kiến thiết diện tích đã còn thừa không có mấy. Triệu Phi Dương để cho người ta đem thị lý quy hoạch hình chiếu tại màn sân khấu bên trên, để mọi người riêng phần mình nói chuyện cái nhìn. Gặp được loại thời điểm này, mọi người quen thuộc tại hướng về sau co lại. Ai cũng không chịu cái thứ nhất phát biểu, Triệu Phi Dương chỉ có thể điểm danh Phó Viện trưởng Viên Bội Cường, dù sao hiện tại Nguy Sơn đảo phân viện thuộc về hắn phân quản phạm vi. Viên Bội Cường nói, chuyện này ta có giải, Đàm Hải Yến đồng chí hướng ta làm qua báo cáo, bình thường tới nói, chính phủ quyết định quy hoạch rất khó sửa đổi, bất quá bọn hắn sẽ dành cho đền bù, liền Nguy Sơn đảo phân viện tình trạng trước mắt tới nói, chúng ta hẳn là không có có tổn thất. Triệu Phi Dương nhíu mày, không có có tổn thất. Nói nhảm, mảnh đất này là Nguy Sơn đảo vị trí tốt nhất một mảnh đất, tiếp giáp Nguyệt Nha Loan, người Viên Bội Cường lúc trước còn thực địa khảo sát qua, thậm chí động đậy tướng mảnh đất này bán cho Đại Hằng suy nghĩ. Từ Viên Bội Cường lời nói này liền có thể nhìn ra, hắn cũng không có kiến thiết dưỡng lão bệnh viện ý tứ, đương nhiên, có thể quyết định chuyện này cũng không tại hắn. Chủ yếu là Đường Kinh Vĩ đối kiến thiết dưỡng lão bệnh viện hứng thú không lớn, Triệu Phi Dương hai ngày trước cùng hắn lúc gặp mặt còn đặc địa nhắc lên dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Đường Kinh Vĩ biểu hiện được phi thường qua loa. Triệu Phi Dương nói, Bội Cường đồng chí, người nói chúng ta không có có tổn thất là có ý gì? Viên Bội Cường cười nói, cũng không thể nói một điểm tổn thất không có, lúc trước Đại Hằng tập đoàn phi thường muốn cầm xuống mảnh đất này, ta cũng đang làm việc sẽ lên đưa ra qua, nhưng là được mọi người bác bỏ, nếu như lúc ấy việc này nếu như có thể làm thành, như vậy chúng ta chẳng những có thể lấy đổi được một khối càng lớn thổ địa, mà lại có thể thu hoạch được một khoản tiền dùng cho mới bệnh viện kiến thiết. Hắn ý tứ rất rõ ràng, người Triệu Phi Dương phán đoán sai lầm, lúc trước không nghĩ tới trong thành phố sẽ làm ra dạng này quy hoạch đi, hiện tại trợn tròn mắt ha. Triệu Phi Dương trong lòng thầm mắng, hắn phiền nhất chính là Viên Bội Cường loại người này, tự cho là đúng Trường Hưng phái tới đại biểu, cảm thấy hơn người một bậc, có lầm hay không, người bây giờ cũng là ăn Trường Hưng cơm, làm sao? Còn dự định nện ta Trường Hưng nồi. Cao Tân Hoa chậm rãi nói, ta không đồng ý Viên viện phó cách nhìn. Ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Cao Tân Hoa nói, ta nhớ được tại ký kết cổ quyền hợp đồng mới bắt đầu, liền minh xác mảnh đất kia công dụng, về sau là muốn kiến thiết dưỡng lão bệnh viện, Trường Hưng bệnh viện hai kỳ kiến thiết, khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết, dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, là Hoa Niên tập đoàn đối Trường Hưng hứa hẹn, cũng là đối Đông Châu chính phủ thành phố hứa hẹn. Viên Bội Cường cải chính,
dưỡng lão bệnh viện kiến thiết cũng không tại hợp đồng phạm vi bên trong. Cao Tân Hoa nói, ý của ngươi là dưỡng lão bệnh viện không tại song phương hợp tác phạm vi bên trong sao? Viên Bội Cường bị Cao Tân Hoa cho đem một quân, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cao Tân Hoa nói, Bội Cường đồng chí, ta cho rằng thái độ làm việc của ngươi tồn đang vấn đề, cái gì gọi là không có có tổn thất. Phàm là đối Trường Hưng có chút nhân vật chính tinh thần liền sẽ không nói ra loại này không chịu trách nhiệm. Cao Tân Hoa từ khi đảm nhiệm bí thư về sau, tính tình của hắn rõ ràng lớn hơn rất nhiều, Triệu Phi Dương thường xuyên lo lắng Cao Tân Hoa sẽ cùng mình đối nghịch, bất quá còn tốt loại sự tình này không có phát sinh, hơn phân nửa thời gian Cao Tân Hoa đều là đứng tại trên lập trường của hắn. Viên Bội Cường nói, ta không có, là có người không có coi ta là thành Trường Hưng một phần tử. Hắn vội vàng phía dưới lại nói sai. Lần này tất cả mọi người dưới đáy lòng mắng một câu ngu xuẩn. Ngươi nói người nào? Triệu Phi Dương nói, lão Viên, về sau loại này bất lợi cho đoàn kết nói đừng bảo là. Viên Bội Cường mình cũng biết nói sai, mặt mo phát nhiệt, lúng túng ho khan một giải thích rõ nói, ta không nói các vị ở tại đây, mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cao Tân Hoa không buông tha nói, vậy ngươi nói ai vậy? Triệu Phi Dương nói, Cao Bí Thư đừng nóng giận, lão Viên cũng là nói sai. Hắn cười tủm tỉm nhìn qua Viên Bội Cường nói, lão Viên, người đến Trường Hưng cũng có một đoạn thời gian, sớm nên thích ứng công việc tiết tấu, ta cảm giác người cái này trạng thái tiến vào đến có chút chậm a. Tất cả mọi người nghe rõ, Triệu Phi Dương có ý tứ là nói Viên Bội Cường không được. Viên Bội Cường gật đầu nói, Triệu Viện Trưởng nói đúng, ta gần đây bận việc tại mới bệnh viện kiến thiết, cho nên trạng thái có chút mỏi mệt. Triệu Phi Dương lần này triệt để phát hỏa, Viên Bội Cường ngươi có ý tứ gì? Khoe thành tích sao, ngươi bề bộn nhiều việc mới bệnh viện kiến thiết, tân y viện là một mình ngươi dựng lên. Hắn quyết định hảo hảo gõ một chút Viên Bội Cường, mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt sao, như vậy đi, ngươi cầm trên tay công việc thả một chút, trước đi giải quyết Nguy Sơn đảo phân viện quy hoạch sự tình, vô luận như thế nào đều muốn thuyết phục trong thành phố cải biến cái này quy hoạch. Viên Bội Cường ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn cảm thấy mình là khâm sai đại thần, coi như Triệu Phi Dương cũng nên đối với mình kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện động đến hắn, nhưng là Triệu Phi Dương hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Viên Bội Cường nói, Triệu Viện, ngươi là để cho ta đem mới bệnh viện kiến thiết dừng lại sao? Câu nói này càng thêm không có trình độ, có chút chân tướng phơi bày ý tứ. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ ngươi nha thật đúng là đem mình làm dễ hành, lão Viên, nếu như ngươi sức hiểu biết không có vấn đề. Hẳn là có thể nghe hiểu ta, Nguy Sơn đảo phân viện vấn đề nhất định phải lập tức giải quyết, dưỡng lão bệnh viện liên quan đến Trường Hưng tương lai phát triển, ta tin tưởng ngươi có năng lực giải quyết vấn đề. Viên Bội Cường giận mà không dám nói gì, hội nghị kết thúc về sau, hắn lập tức hướng Nam Giang Đường Kinh Vĩ báo cáo bên này tình trạng, hắn là Đường Kinh Vĩ người, Triệu Phi Dương hôm nay tại trong hội nghị hành vi không chỉ là không nể mặt hắn, cũng là không có đem Đường Kinh Vĩ vị này tổng giám đốc để vào mắt. Đường Kinh Vĩ tiếp xong cú điện thoại này, tâm tình cực kỳ không vui, đang chuẩn bị tìm Triệu Phi Dương hỏi một chút tình huống thời điểm, đệ đệ của hắn Đường Kinh Luân đến đây. Đường Kinh Vĩ đem Đông Châu phát sinh sự tình nói với hắn một chút, Đường Kinh Luân trong lòng cười thầm, dù sao Triệu Phi Dương cùng Viên Bội Cường đều là hắn tuyển đến, hai người náo phân liệt chính là chó cắn chó, Đường Kinh Luân có ý tứ là trước làm rõ ràng tình trạng lại nói. Đường Kinh Vĩ cả giận nói, cái này Triệu Phi Dương cũng thật sự là... Không phải muốn xây cái gì dưỡng lão bệnh viện, thật coi ta là mở ngân hàng. Trường Hưng hai kỳ đòi tiền, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đòi tiền, Hoa Niên nào có nhiều tiền như vậy lại đi đầu tư kiến thiết dưỡng lão bệnh viện. Đường Kinh Luân đối với chuyện này có cái nhìn bất đồng, hắn cho rằng chữa bệnh dưỡng lão tuyệt đối là một cái sắp đốt nổ tăng trưởng điểm, Triệu Phi Dương trên một điểm này kiên trì cũng không có sai, ngược lại là đại ca thiền cận. Hắn không có tiếp tục phát biểu ý kiến. Lần này tới lúc đầu cũng không phải là vì Trường Hưng sự tình. Đại ca, ta nghe nói ngày tháng sau dự định giảm cầm ra Niên Bách Hóa cổ phiếu. Đường Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng không tướng tin tức này nói cho đệ đệ, nhưng là tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, chứng minh hắn tại bên cạnh mình sắp xếp tai mắt. Đường Kinh Vĩ phi thường rõ ràng người đệ đệ này của mình, tâm cơ không cạn, dã tâm bừng bừng, vẫn luôn tại mơ ước lãnh đạo của mình quyền. Đường Kinh Luân thở dài nói, đại ca, gia Niên Bách Hóa gần nhất tình huống không tốt, nếu như tiếp tục giảm cầm chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chúng ta muốn làm đến hẳn là để trấn cổ đông lòng tin, mà không phải. Đường Kinh Vĩ trừng mắt liếc hắn một cái, Đường Kinh Luân phía dưới bị hắn nén trở về.
Đường Kinh Vĩ nói, ta có ta ý nghĩ. Đường Kinh Luân trong lòng thầm than, đại ca giảm cầm cổ phiếu nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thiếu tiền, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cơ trí như vậy một người vì cái gì tốt như vậy cược. 10 lần đánh cược 9 lần thua, chẳng lẽ thấy không rõ trong đó xáo lộ. Đường Kinh Luân nói, đại ca, mặc dù 2 năm này công tác bán lẻ kinh tế đình trệ, thế nhưng là từ trong nước kinh tế trường kỳ tình huống đến xem, khẳng định là có tiềm lực. Đường Kinh Vĩ nói, người nói ta đều hiểu, Kinh Luân, người nếu là thật quan tâm xí nghiệp, liền đem tinh lực thu vừa thu lại, người gần nhất tại cấp 2 thị trường chơi đùa không nhẹ a. Đường Kinh Luân nụ cười trên mặt đọng lại, đại ca vẫn luôn tại đề phòng hắn. Đường Kinh Vĩ nói, có một số việc ta không muốn quản, cũng không có nghĩa là ta không biết, chúng ta là thân huynh đệ, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều có thể tha thứ ngươi, nhưng là cái khác cổ đông cũng không nghĩ như vậy. Đường Kinh Luân gật đầu nói, đại ca, ta hiểu được. Đường Kinh Vĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta tuổi tác cao, thiên nhất tiểu tử kia là cái bại gia tử, ta cũng không thể trông cậy vào hắn tới đón ban, về sau chúng ta hoan niên còn phải dựa vào ngươi. Đường Kinh Luân trong lòng tự nhủ, ta chỉ so với ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, ngươi lừa gạt ai đây? Chờ ngươi về hưu, ta cũng không xê xích gì nhiều, mà lại ngươi 10 năm trước cùng ta cứ như vậy nói. Nhưng cho tới bây giờ cũng không gặp ngươi có lui ra tới ý tứ, trong lời nói này chỉ có một câu là thật, đó chính là Đường Thiên Nhất là cái bại gia tử, trông cậy vào tên phế vật này tiếp ban, tương đương với đem Hoa Niên đẩy vào hố lửa. Đường Kinh Vĩ nói, Trường Hưng bên kia ta có chút không yên lòng, ngươi lập tức đi tới nhìn xem tình huống. Được rồi, đúng rồi, ngươi đem Thiên Nhất cho mang lên, đứa nhỏ này đến tăng cường lịch luyện. Đường Kinh Vĩ nói xong lại bàn giao nói. Lần này ngươi nhất định phải đem hắn nhìn kỹ, tuyệt đối đừng để hắn tái xuất sự tình. Triệu Phi Dương đoán chắc Viên Bội Cường sẽ cáo ngự hình, quả nhiên, xế chiều hôm đó liền nhận được Đường Kinh Luân điện thoại, ngày mai hắn sẽ đích thân đến Đông Châu thị sát. Triệu Phi Dương bắt đầu cảm thấy thất lạc, còn không có từ đi công chức thời điểm, liền xem như Đường Kinh Luân lại như thế nào. Một dạng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, cũng không cần nhìn mặt hắn sắc. Từ đi công chức. Mặc dù thu nhập so với quá khứ nhiều, quyền lực giống như so với quá khứ lớn hơn, nhưng là hắn không thể không hướng những này con buôn thương nhân cúi đầu, vô luận hắn thừa nhận hay không, những người này trở thành hắn Đông gia. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa lên tiếng chào hỏi, để hắn ngày mai đừng an bài những chuyện khác, cùng hắn cùng một chỗ tiếp đãi một chút Đường Kinh Luân một nhóm. Cao Tân Hoa ở phương diện này biểu hiện được liền so với hắn kiên cường được nhiều, Cao Tân Hoa không có thời gian tiếp đãi Đường Kinh Luân. Một là hắn không nghĩ, một là hắn xác thực có việc, ngày mai là hồi xuân Đường Hứa lão gia tử thu đồ lễ lớn, hắn đã đáp ứng có mặt thu đồ nghi thức. Triệu Phi Dương tự nhiên không tốt miễn cưỡng, từ Cao Tân Hoa thái độ hắn ý thức được mình bây giờ thậm chí không dám tùy tiện nói cự tuyệt, hắn an bài viện xử lý Lâm Nham Sinh đưa hai cái giỏ hoa đi qua. Hứa Trường Thiện thu đồ sự tình tại Đông Châu Trung Y giới đưa tới không nhỏ oanh động, dựa theo Hứa gia quy củ, một mực là không thu họ khác môn đồ. Hứa Trường Thiện cử động lần này cũng coi là đánh vỡ lề thói cũ. Hứa Trường Thiện thu đồ ngày đó, hồi xuân Đường Treo Đỏ bị thương, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Lúc đầu Hứa Trường Thiện có ý tứ là không cần làm như thế lớn, nhưng Hứa Thuần Lương kiên trì không làm thì đã xử lý sẽ làm đến nở mày nở mặt. Lần này nghi thức bái sư một vị khác nhân vật chính Trịnh Bồi An cũng là ý tứ này, Hứa lão gia tử dứt khoát phung tay tướng hết thảy giao cho bọn hắn hai đi làm. Trước đến dự họp khách quý có, Trường Hưng Bệnh viện Bí thư Cao Tân Hoa, Khỏe mạnh dưỡng lão Bệnh viện Viện trưởng Cố Hậu Nghĩa, Đông Châu Trung Y Hiệp hội Hội trưởng Lục Hóa Xuân, Hiền Hồng Tập đoàn Tổng Giám đốc Đông Nghiễm Sinh mang theo nhi tử một nhà đến đây, Đình Lập Kiến Thiết Tổng Giám đốc Đinh Tứ, Trường Hưng Bệnh viện Viện trưởng Triệu Phi Dương mặc dù có việc không dứt ra được, nhưng là hắn phái viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh tới thay chúc mừng, Lam Tinh Tập đoàn Phó Tổng Hoa Trục Nguyệt nghe nói chuyện này cũng làm cho người đưa tới lãng hoa. Đinh Tứ còn chuyên môn an bài múa sư biểu diễn, Hứa Trường Thiện ngoài miệng nói không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy, nhưng nhìn trình diện bột vô cùng náo nhiệt đáy lòng là cao hứng phi thường. Đài truyền hình phái tới phỏng vấn tổ qua đến đưa tin Hứa lão tiên sinh thu đồ tin tức, lần này từ Lưu Đạo tự mình dẫn đội, đài truyền hình đang hồng đẹp nữ MC Tô Tình phụ trách chủ trì, nàng hôm nay còn phụ trách gánh cương chủ trì thu đồ nghi thức, đây hết thảy đều bắt nguồn từ Hứa Thuần Lương an bài. Hứa Trường Thiện nghe nói mình thu đồ còn muốn lên TV tin tức, nghiêm mặt nói Hứa Thuần Lương hồ nháo, nhưng vẫn là không che giấu được khóe mắt ý cười. Hứa Thuần Lương đi theo Tô Tình lên tiếng chào, Tô Tình đem chuẩn bị từ trước tốt mấy vấn đề cho hắn,
để hắn giao cho Trịnh Bồi An cùng Hứa lão gia tử sớm chuẩn bị hạ. Hứa Thuần Lương trở về sau một mực còn chưa tới cùng hỏi phụ thân nàng tình huống, chỉ biết là nàng còn không có mang theo phụ thân đi tìm Trịnh Bồi An hỏi bệnh. Hứa Gia Văn cũng chuyên từ Hương Giang chạy tới tham gia phụ thân thu đồ nghi thức, nàng bây giờ cách chức thủ tục còn không có hoàn toàn làm tốt, Hứa Thuần Lương cảm thấy nàng trở về có hiếu tâm nguyên nhân, nhiều ít cũng có Trịnh Bồi An nguyên nhân. Đối Trịnh Bồi An tới nói, Hứa Gia Văn hôm nay có thể đến chính là cho hắn lễ vật tốt nhất. Hứa Gia Văn chẳng những tới, còn chuyên môn cho phụ thân cùng hắn mua lễ vật, mỗi người một thân đường trang, trung y bái sư trường hợp đương nhiên muốn chính chính thức thức. Lưu Đạo An bài tràng cảnh cùng ánh đèn tại hiện trường hơi bố trí một chút. Để Hứa Thuần Lương không nghĩ tới chính là Xích Đạo vốn liếng Loan Ngọc Xuyên cũng phái người đưa tới lễ vật, là do chữ danh nhà thư pháp Mã Như Hải viết một bức chữ, Diệu Thủ Hồi Xuân. Đại Hằng Tập đoàn Hoa Đông sự nghiệp bộ Trương Hằng Dương nghe được tin tức cũng phái người đưa lên lãng hoa. Trịnh Bồi An đều cảm thấy chiến trận này quá long trọng, lặng lẽ đối Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, ngươi làm như vậy để cho ta áp lực rất lớn a. Nếu như ta tương lai nếu là học không tạo thành, ta đều không mặt mũi trên đời này lăn lộn. Hứa Thuần Lương cười nói, coi như là diễn thử, tương lai chờ ngươi cưới tiểu cô sau khi vào cửa, chúng ta đến trận càng lớn. Trịnh Bồi An kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nhất định cưới vào cửa, chỉ cần nàng đáp ứng, ta ở rể cũng là có thể. Cho ngươi đẹp mặt, đừng sợ, cô phụ lại không phân nhà ngươi sinh, hôm nay tới bằng hữu cũng không ít. Cổ tuy Trung y viện khoa hậu môn chủ nhiệm Lý Gia Khoan, Nguy Sơn đảo sinh trưởng ở địa phương Trung y Liễu Sơn Dân, cái trước là nhận lấy Trịnh Bồi An mời, cái sau là nghe nói về sau không mời mà tới. Hai người này đáy lòng là cực kỳ hâm mộ, nhất là Liễu Sơn Dân, hắn là dựa vào lấy nghiên cứu Hứa lão gia tử y án tự học thành tài, nằm mộng cũng nhớ trở thành Hồi Xuân Đường đệ tử, nhưng là cũng biết Hứa lão gia tử không có thu đồ tiền lệ. Nhìn thấy Trịnh Bồi An bái nhập Hứa lão gia tử cửa dưới tường, trong hai người này tâm cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, bọn hắn cũng rõ ràng Trịnh Bồi An là thông qua nhiều năm cố gắng mới cảm động lão gia tử, nhưng Trịnh Bồi An có thể làm được bọn hắn tin tưởng mình cũng có thể làm được. Lục Kỳ cùng Vu Lị cũng cùng một chỗ tới phủng tràng, trước mắt tràng diện có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lục Kỳ hướng Hứa Thuần Lương nói, có thể a, liền đài truyền hình đang hồng chủ trì đều bị ngươi mời đi theo. Vu Lị nhỏ giọng nói, Tô Tình thật là xinh đẹp, so trên TV càng xinh đẹp. Tiểu Hứa, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu. Lục Kỳ nói, lợi hại a, chuyên chọn mỹ nữ làm bằng hữu. Vu Lị tại trên cánh tay hắn nhéo một cái, ngươi cũng đừng học hắn. Lục Kỳ lời nói thật thực nói ra, ta ngược lại thật ra muốn học, nhưng không học được a. Lúc này nhìn thấy Cố Hậu Nghĩa đến đây, Hứa Thuần Lương mau chóng tới nghênh đón, Cao Tân Hoa cũng đến đây, hắn hôm nay phụ trách chào hỏi trên quan trường người. Trịnh Bồi An là nhân vật chính của hôm nay, tranh thủ thời gian chạy tới, Cố Việt, ngài có thể tới quá tốt rồi. Cố Hậu Nghĩa cười nói, ta cũng không phải hướng về phía ngươi tới, ta hôm nay là đặc địa đến chúc mừng Hứa lão tiên sinh thu đồ. Cao Tân Hoa cười nói, kia còn không phải như vậy, thu được đồ đệ chính là Trịnh Bồi An là trường Hưng Bệnh viện. Cố Hậu Nghĩa chuyển hướng Trịnh Bồi An ngữ trọng tâm trường nói, Bồi An, đều lớn như vậy, muốn kiềm chế lại. Hảo hảo đi theo Hứa lão tiên sinh học tập, tranh thủ làm việc phụ bên trên đã tốt muốn tốt hơn tiến thêm một tầng. Hắn đối Trịnh Bồi An ấn tượng chính là không làm việc đàng hoàng, đi qua hắn tại trường Hưng đương viện trưởng thời điểm, Trịnh Bồi An có nhiều năm đều ngừng củi giữ chức, ở bên ngoài làm ăn, nếu như có thể đem phần này tinh lực đặt ở nghiệp vụ bên trên, chính cao đã sớm tấn bên trên. Trịnh Bồi An nói, cần tuân cố viện trưởng chỉ thị. Cố Hậu Nghĩa lại hướng Hứa Thuần Lương nói. Ta làm sao nghe nói các ngươi Nguy Sơn đảo dưỡng lão bệnh viện lại ngâm nước nóng rồi. Hứa Thuần Lương nói, loại đại sự này ngài phải hỏi Cao Bí Thư, ta chính là cái chân chạy. Cao Tân Hoa mắng một câu láo cá, mời Cố Hậu Nghĩa đi vào uống trà, Cố Hậu Nghĩa cùng Hứa Trường Thiện bắt chuyện qua về sau, cùng Cao Tân Hoa cùng một chỗ tọa hạ uống trà. Cao Tân Hoa đem Nguy Sơn đảo gặp phải tình huống đơn giản nói một lần, Cố Hậu Nghĩa nói, trong thành phố nếu như xác định quy hoạch, như vậy chuyện này liền không dễ làm, hết thảy đều phải là đại cục cân nhắc, cơ hội không chờ người, kéo càng lâu biến số lại càng lớn, đáng tiếc a. Cao Tân Hoa biết hắn đang đáng tiếc cái gì, dù sao lúc trước Nguy Sơn đảo bệnh viện là Cố Hậu Nghĩa hao tốn sức lực lấy xuống, hắn khi đó ngay tại bố cục chữa bệnh dưỡng lão, chỉ là khổ vì không có tài chính ủng hộ. Cố Hậu Nghĩa đi đến thời gian mặc dù không bao lâu,
nhưng là Trường Hưng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này trước mắt còn không cách nào bình phán tốt hay là không tốt. Cao Tân Hoa hỏi Cố Hậu Nghĩa tình hình gần đây, Cố Hậu Nghĩa nói cho hắn biết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện trước mắt đã bắt đầu thử kinh doanh, bất quá tình huống trước mắt cũng không lý tưởng, đại khái cùng bọn hắn cao thu phí có quan hệ, liền lấy một cái bình thường giường ngủ tới nói, một năm đại khái cần 5 vạn khối, nếu như cặp vợ chồng thuê hạ một cái phòng, như vậy thì là 10 vạn. Cái này khiến rất nhiều phổ thông tiền lương giai tầng chùn bước, Cố Hậu Nghĩa cũng hướng nhà tư sản đưa ra ý kiến, cho rằng khỏe mạnh thu phí tiêu chuẩn có chút không quen khí hậu, trước mắt ngay tại căn cứ Đông Châu thị tình huống cụ thể tiến hành điều chỉnh, cuối cùng phương án còn không có đường ra. Cao Tân Hoa nói, tin tưởng ngài nhất định có thể đem khỏe mạnh làm lớn làm mạnh. Cố Hậu Nghĩa cười nói, tiểu Cao, ngươi làm bí thư quả nhiên khác nhau, nói tới nói lui cũng một bộ một bộ. Cao Tân Hoa cười nói, Cố Viện, ta cũng không phải cùng ngài nói lời nói khách sáo, ta nói đến tất cả đều là lời nói thật, ta đi theo ngài bên người làm nhiều năm như vậy phụ tá, chỉ cần ngài muốn làm sự tình không có không thành công. Cố Hậu Nghĩa thở dài, lắc đầu nói, ta tại nhiệm thời điểm, muốn làm nhất đến sự tình chính là đem Trường Hưng hai kỳ cho dựng lên, nhưng thẳng đến ta đi, đều không thể thành công. Cao Tân Hoa nói, trên thế giới này liền không có thập toàn thập mỹ sự tình. Khóe mắt quét nhìn liếc về Hứa Thuần Lương đang cùng Tô Tình trò chuyện khí thế ngất trời, Cao Tân Hoa trong lòng âm thầm cảm thán, tiểu tử này cũng quá chiêu nữ hài tử thích, phương diện này hẳn là thu liễm một chút, chẳng lẽ hắn không biết gần nhất đều đang đồn hắn cùng Bùi Lâm sự tình. Cao Tân Hoa kỳ thật rất muốn nhắc nhở Hứa Thuần Lương một chút, nhưng là hắn lại cảm thấy mình không thích hợp ra mặt, đối với chuyện này hắn tin tưởng Hứa Thuần Lương sẽ không phạm sai lầm. Triệu Phi Dương gần nhất cảm xúc vẫn luôn không tốt lắm, đoán chừng là cùng những này bát nháo truyền ngôn có quan hệ. Hứa Thuần Lương cầm một điếu thuốc lá cho Lưu Đạo, để hắn cho mọi người phân ra rút rút, nghi thức bái sư định tại 10 giờ sáng 18 điểm bắt đầu, đài truyền hình nhân viên công tác đã tất cả đều vào chỗ. Trong đó có cái lãnh đạo phát biểu khâu, Hứa Thuần Lương an bài cho Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa mời Cố Hậu Nghĩa kiên quyết không chịu, chính mình cũng đã lui ra tới, dạng này trường hợp liền không ra mặt. Cao Tân Hoa lại mời Trung y Hiệp hội hội trưởng Lục Hóa Xuân, Lục Hóa Xuân cho rằng Trịnh Bồi An là Trường Hưng bệnh viện người, cái này phát biểu vẫn là Cao Bí Thư đến tốt nhất, Cao Tân Hoa chối từ không xong chỉ có thể đáp ứng. Đinh Tứ đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, nói cho hắn biết giữa trưa tiệc rượu đều đã đặt xong, ngay tại sát phách hỉ duyệt lâu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu nhắc nhở Đinh Tứ, hôm nay tiệc rượu mình phụ trách tính tiền, để Đinh Tứ đừng cõng hắn dở trò, Đinh Tứ minh bạch Hứa Thuần Lương ý tứ. Cam đoan sẽ không, hôm nay tiệc rượu dựa theo 600 nguyên một bàn thu phí, kỳ thật hắn mỗi bàn dán 1,288. Loại này xáo lộ, Đinh Tứ quá am hiểu, ngược lại không phải bởi vì nịnh bợ Hứa Thuần Lương, hắn đối Hứa Thuần Lương hiện tại là tâm phục khẩu phục, uống Hứa Thuần Lương mở cho hắn đến bí phương, bối rối cặp vợ chồng nhiều năm không mang thai không dục liền chữa lành, hiện tại hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, chỉ còn chờ dưa chín cuống rụng, vẻn vẹn là phần này khai chi tán diệp ân tình, liền đủ hắn còn cả đời. Nghi thức bái sư chính thức bắt đầu, từ Tô Tình phụ trách chủ trì, một phen để cho người ta như Mộc Xuân Phong lời dạo đầu về sau, mời lãnh đạo đọc lời chào mừng. Cao Tân Hoa tới trước một phen thông lệ dự báo thời tiết về sau, cất cao giọng nói. Trung y thuốc là Trung Hoa văn minh trọng yếu tạo thành bộ phận, là dân tộc Trung Hoa sinh sôi hưng thịnh làm ra không thể xóa nhòa trọng yếu cống hiến. Trăm ngàn năm qua Trung y học đều là lấy sư mang đồ, tự thân dạy dỗ, hầu xem bệnh. Thực tiễn các loại phương thức làm truyền thừa cùng phát triển chủ yếu đường tắt, để trường kỳ lâm sàng trong thực tiễn tích lũy kinh nghiệm quý báu đời đời truyền lại, cũng dần dần tạo thành sư thừa văn hóa bồi dưỡng lấy nhất đại lại một đời ưu tú trung y người truyền thừa trung y học thuật, phát dương trung y tinh túy. Hôm nay là chúng ta Trường Hưng trong bệnh viện y học khoa người dẫn đầu Trịnh Bồi An chủ nhiệm bái sư lễ lớn, cũng là chữ danh y học Trung Quốc đại sư Hứa lão tiên sinh thu đầu ngày tốt lành, ta đại biểu Trường Hưng bệnh viện, đại biểu Đông Châu y học giới hướng hai vị gây nên lấy nhiệt liệt nhất chúc mừng cùng chân thành nhất mong ước. Hắn vừa đúng dừng lại một chút, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lúc này Cao Tân Hoa nhìn thấy Bùi Lâm cùng Trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn cùng nhau tới, Chu Minh Viễn là Trịnh Bồi An mời, dù sao hắn là Trường Hưng Trung y khoa chủ nhiệm, Trịnh Bồi An coi như lại không thích hắn, mặt mũi công phu vẫn phải làm. Về phần Bùi Lâm, không ai mời nàng tới đây. Nàng cùng Triệu Phi Dương cũng không có châm đối với chuyện này câu thông qua, cho nên xuất hiện Triệu Phi Dương để viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham sinh đại biểu hắn tặng hoa rổ tới, Bùi Lâm lại đưa lãng hoa, phía trên viết vợ chồng bọn họ hai danh tự, kết quả náo thành Triệu Phi Dương đưa hai phần.
thân xuyên đường trang đích Hứa Trường Thiện mang theo Trịnh Bồi An mặt hướng phương đông đi ba bái chi lễ. Cúi đầu, Hoa Hạ Văn Minh, đến được trước che chở. Hai bái, tiên thánh chi đạo, công tội cổ kim. Ba bái, truy nguyên nguồn gốc, tu thân chỉ đủ. Sau đó Hứa Trường Thiện tại tổ sư ra chân dung trước an vị, Trịnh Bồi An cung cung kính kính hiện lên bái sư thiếp, cũng hướng lão sư dâng lên sáu lễ. Sáu gói quả quát, rau cần, ngụ ý chăm chỉ hiếu học, nghiệp tinh thông cần. Thịt khô, là Khổng Tử quy định lễ bái sư, để bày tỏ đạt đệ tử tâm ý. Cây long nhãn, ngụ ý công đức viên mãn. Táo đỏ, ngụ ý sớm cao trung. Đậu đỏ, ngụ ý vận may cao chiếu. Hạt sen, tâm khổ, ngụ ý khổ tâm giáo dục. Sau đó cho sư phụ kính trà, đi lễ bái sư. Trịnh Bồi An rốt cục đạt được ước muốn, cái này ba cái đầu đập phải là bang bang rung động. Hứa Trường Thiện cầm lấy thước, đối Trịnh Bồi An gõ xuống đi, đây là thước gia thân. Vừa gõ đầu, khuyên bảo đệ tử đầu não thanh tỉnh, kính nghiệp vui bày. Gõ lại vai, ngụ ý đệ tử vai gánh trách nhiệm nặng nề, kế thừa y bát. Ba gõ thân, nhắc nhở đệ tử làm người có thước, xử thế có độ. Dĩ nhiên không phải thật đánh, chỉ là tượng trưng gõ một chút. Sư trưởng đáp lễ khâu, Hứa Trường Thiện tướng một bản Hứa Thị Tạp Bệnh Luận đưa cho Trịnh Bồi An, cái này bản điển tịch đi qua đều là Hứa Thị bí mật bất truyền, tướng quyển sách này đưa cho Trịnh Bồi An, cũng đại biểu cho Hứa Trường Thiện bài trừ lề thói cũ, rốt cục bước ra tướng Hứa Thị y học hướng xã hội mở rộng trọng yếu một bước. Nghi thức bái sư kết thúc về sau, Hứa Trường Thiện làm một phen chân thành phát biểu, hắn đối Trịnh Bồi An cùng tất cả trung y hành nghề người đưa ra 5 điểm hy vọng. Một là truyền thừa Trung Hoa văn hóa. Phải dùng trung y dược học cái chìa khóa này mở ra Trung Hoa văn minh bảo khố, để nó lấp lánh càng thêm sán lạn quang mang. Hai là truyền thừa kinh điển tinh hoa. Trung y kinh điển là trung y sáng tạo cái mới phát triển đầu nguồn nước chảy, là lịch đại y gia trường kỳ chữa bệnh thực tiễn kinh nghiệm tổng kết, là trí tuệ kết tinh. Hy vọng tuổi trẻ nhất đại muốn tinh nghiên nhớ kỹ kinh điển, kiên trì trung y nguyên tắc tư duy, tuân theo trung y thuốc phát triển quy luật. Ba là truyền thừa lâm sàng sở trường. Trung y học là một môn khoa học ứng dụng, lâm sàng là học thuật dựa vào sinh tồn và phát triển thổ nhưỡng. Tuổi trẻ trung y sư ứng coi trọng lâm sàng, cần tại lâm sàng, lặp đi lặp lại lâm sàng, đang cùng sư quá trình bên trong, phải chú ý tổng kết lão sư học thuật tư tưởng, cùng với biện chứng luận trị quy luật cùng tâm đắc. Bốn là truyền thừa sáng tạo cái mới tinh thần. Sáng tạo cái mới là trung y thuốc phát triển sinh mệnh lực, là trung y hiện đại hóa nơi mấu chốt, là trung y thuốc đi hướng thế giới tất nhiên đường tắt. Sáng tạo cái mới đang phát triển y dược muốn cùng hiện đại khoa học kỹ thuật hữu cơ kết hợp. Năm là truyền thừa đại y chân thành. Tại lâm chứng bên trong muốn từ đầu đến cuối lấy bệnh nhân làm trung tâm, đối người bệnh đối xử như nhau, toàn lực cứu chữa, tuân theo đại y chân thành chi hồn, tranh đương tài đức vẹn toàn chi trung y truyền nhân. Nghi thức bái sư kết thúc về sau, Hứa Thuần Lương mời mọi người rời bước đi hỉ duyệt lâu ăn cơm. Trịnh Bồi An người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Vội vàng cho người ta bên trên khói mời rượu. Lý Gia Khoan cùng Liễu Sơn Dân cũng không bỏ qua cái cơ hội tốt này, đi vào Hứa lão gia tử trước mặt cho hắn mời rượu. Liễu Sơn Dân nói, Hứa lão tiên sinh, kỳ thật trong lòng ta ngài vẫn luôn là lão sư của ta. Lý Gia Khoan biểu thị hắn cũng giống vậy. Hứa Trường Thiện tâm tình cực kỳ vui mừng, biểu thị về sau bọn hắn y học bên trên gặp được nghi nan vấn đề, một mực tới nghiên cứu thảo luận, lão gia tử lịch duyệt phong phú. Vừa nhìn liền biết hai người bọn họ cũng nghĩ bái sư. Thu Trịnh Bồi An về sau, Hứa lão gia tử đối đãi truyền thừa gia học vấn đề bỗng nhiên rộng rãi rất nhiều, hắn ba vóc dáng nữ không có người học y, đời cháu cũng chỉ có Hứa Thuần Lương xử lý y học tương quan công việc, tiểu tử này mặc dù thông minh, nhưng là tâm hắn cực kỳ ngang tàng, hiển nhiên chí không ở chỗ này, cũng không thể để tổ tông y thuật đến mình chỗ này như vậy thất truyền. Hứa Trường Thiện thu Trịnh Bồi An làm đồ đệ nhưng thật ra là phá vỡ tổ tông quy củ. Quy củ một khi bị đánh phá, liền bắt đầu suy nghĩ hồi xuân đường y thuật phát dương quang đại cũng không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên thu đồ phương diện Hứa lão gia tử hay là vô cùng nghiêm cẩn, nhất định phải trải qua trường kỳ khảo sát mới có thể xác định là không thu làm môn hạ. Hứa Trường Thiện mặc dù nhận biết Liễu Sơn Dân không bao lâu, nhưng là đối với hắn hay là vô cùng thưởng thức, Liễu Sơn Dân tự học thành tài, chỉ bằng đối với mình y án nghiên cứu liền có thể có hiện tại trình độ cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn. Năng lực là một mặt, trọng yếu nhất vẫn là y đức nhân phẩm, Hứa Trường Thiện dự định hảo hảo quan sát một hồi. Đài truyền hình nhân viên công tác ăn cơm xong liền đi, bọn hắn buổi chiều còn có nhiệm vụ, Hứa Thuần Lương đưa bọn hắn đi ra ngoài.
ở bên ngoài hỏi thăm Tô Tình phụ thân tình hình gần đây, Tô Tình đối sự quan tâm của hắn biểu thị cảm tạ, nàng sở dĩ về đến như vậy lâu đều không có mang phụ thân đi tìm Trịnh Bồi An, chủ nếu là bởi vì phụ thân gần nhất cảm xúc không tốt lắm, kháng cự trị liệu, nàng cũng không tốt miễn cưỡng, tính toán đợi phụ thân tâm tình chuyển tốt một chút lại dẫn hắn đi tìm Trịnh Bồi An. Hứa Thuần Lương để Tô Tình không cần đi bệnh viện, hẹn xong ngày mai cùng Trịnh Bồi An cùng đi nhà nàng bái phỏng. Tô Tình cảm tạ sau khi còn có chút mê hoặc, vì sao không phải mời Hứa Lão Tiên Sinh đi qua. Hứa Lão Tiên Sinh là Trịnh Bồi An sư phụ, y thuật của hắn khẳng định phải so Trịnh Bồi An cao hơn một bậc. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng mê hoặc, trong lòng cười thầm, chân chính cho Tô Thiên Vũ xem bệnh người kia là mình, Trịnh Bồi An đi qua cũng chỉ là cho mình đương đạo cỗ. Coi như ra ra đối với mình là trung y thiên tài sự tình tin tưởng không nghi ngờ, cũng không thể biểu hiện quá mức, không phải hắn khẳng định sẽ nghi ngờ. Đưa tiễn Tô Tình về sau, Hứa Thuần Lương trở về chịu bàn mời rượu. Cao Tân Hoa cùng Bùi Lâm một bàn, Bùi Lâm nói, tiểu Hứa, cái kia Tô Tình là người bạn mới bạn gái sao? Hứa Thuần Lương cười nói, người kiểu nói này ta cũng không dám cùng người nói chuyện, cũng không thể ta với ai trò chuyện hai câu, người ta liền thành bạn gái của ta. Cao Tân Hoa nói, nàng chủ trì đến thực là không tồi, năm trước bệnh viện chúng ta có cái năm mới hội liên hoan, ngươi xem một chút có thể hay không mời nàng tới đây chủ trì. Hứa Thuần Lương nói, Cao Bí Thư, người ta là đài truyền hình thành phố đang hồng chủ trì, chúng ta Trường Hưng sân khấu có phải hay không lần điểm. Bùi Lâm nói, lời này ta nhưng không thích nghe, ngươi thấy thế nào không dậy nổi Trường Hưng. Trường Hưng năm nay hội liên hoan tại bên trong núi đường tổ chức, cũng mời không ít minh tinh tai to mặt lớn. Những lời này của nàng Hứa Thuần Lương cũng chính là nghe một chút, đi qua Bùi Lâm mở đẹp vô cùng ngực lớn thời điểm, liền mời qua minh tinh làm mở rộng, vị kia hương giang quá khí minh tinh nhiều nhất cũng chính là cái tam lưu, bất quá Hoa Niên tập đoàn nên là có thực lực mời mấy cái minh tinh, nhưng chữa bệnh hệ thống mời minh tinh có làm được cái gì. Dân chúng là chạy xem bệnh đến Trường Hưng, không có người nào là vì nhìn minh tinh. Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng không có xem thường Trường Hưng ý tứ, các ngươi thật muốn mời, ta giúp đỡ liên hệ. Bất quá suất tràng phí khẳng định không thể thiếu. Bùi Lâm sảng khoái nói, mời, suất tràng phí ta phụ trách. Kỳ thật nàng còn có cái tâm tư, nghĩ mời hai vị Đông Châu đài truyền hình đang hồng người chủ trì vì nàng cùng Triệu Phi Dương chủ trì hôn lễ, hôm nay nhìn qua Tô Tình hiện trường chủ trì, nàng thích vô cùng. Bùi Lâm người này thực chất bên trong phi thường mạnh hơn, tỉ như tại hôn lễ sự tình bên trên, Triệu Phi Dương càng là muốn điệu thấp xử lý. Nàng càng là muốn nở mày nở mặt xử lý một trận hôn lễ, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Phi Dương cũng không phải thật tâm muốn lấy nàng, nếu như không phải là bởi vì có hài tử, hắn còn không biết muốn kéo tới khi nào. Người Triệu gia cũng không muốn để nàng vào cửa, Bùi Lâm đến bây giờ đều chưa thấy qua Triệu Phi Dương phụ mẫu, nàng nhất định phải xử lý một trận long trọng hôn lễ, đại yến tân khách, làm cho tất cả mọi người đều biết nàng là Triệu Phi Dương chính quy phu nhân, nàng là cưới hỏi đàng hoàng nàng không cần Triệu Phi Dương quan tâm. Hết thảy tất cả nàng đến xử lý. Chu Minh Viễn hôm nay tới cũng là trở ngại mặt mũi, nhìn thấy Trịnh Bồi An bái sư chàng diệt, hắn có chút nóng mắt, trung y giảng cứu sư thừa, Trịnh Bồi An bái sư về sau, trên thân liền có thêm một tầng quang hoàn, về sau rất có thể nguy hiểm cho đến địa vị của hắn. Chu Minh Viễn cảm giác nguy cơ rất mạnh, kỳ thật Trường Hưng trung y khoa một mực tại đi xuống dốc, phòng thu nhập không được, khoa chủ nhiệm tại bệnh viện cũng không có cái gì tồn tại cảm. Nhân Hòa Đường tới nhận thầu trung y phòng khám bệnh, lúc đầu Chu Minh Viễn cũng là phản đối, thế nhưng là khi hắn ý thức được mình có thể từ đó cầm tới thật lợi ích thời điểm, liền bắt đầu ủng hộ, chẳng những ủng hộ còn lựa chọn thêm người. Hắn là số ít biết Chu Nghĩa Sinh cùng Bùi Lâm quan hệ người, vốn cho rằng Chu Nghĩa Sinh có thể đem trung y chẩn đoán điều trị trung tâm phát triển lớn mạnh, nhưng từ lần trước thuốc cao sự kiện về sau, trung y chẩn đoán điều trị trung tâm danh tiếng tao ngộ chưa từng có nguy cơ. Nhìn qua bay lưu thẳng xuống dưới phòng khám bệnh nhân số lượng, Chu Minh Viễn vừa mới tạo dựng lên lòng tin lại dao động, hiện tại toàn trông cậy vào Nhân Hòa Đường tiếp xuống tiến hành danh sư chữa bệnh từ thiện hoạt động, hy vọng có thể đem mất đi danh tiếng cho một lần nữa dựng đứng. Chủ nhật sáng sớm, Trịnh Bồi An lái xe cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tiến về khu vực mới, đi Tô Tình trong nhà cho phụ thân nàng chẩn bệnh. Trịnh Bồi An hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay trên thân còn mang theo mùi rượu. Có chút lo lắng trên đường gặp được cha rượu giá cảnh sát giao thông, coi như hiện tại đo, hắn khẳng định cũng là say rượu điều khiển. Hứa Thuần Lương để Trịnh Bồi An đi phụ xe ngồi, chủ động xin đi tự mình lái xe. Trịnh Bồi An nhớ kỹ hắn đều không có học bằng lái, suy nghĩ rượu giá cùng không bằng lái cái nào tội lớn hơn một chút,
Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ngươi xem thường ai vậy, hắn đem mình bằng lái đập tới Trịnh Bồi An trên tay. Trịnh Bồi An cầm lấy giá chiếu khán nhìn, xác định phía trên ảnh chụp là Hứa Thuần Lương, nhắc tới bằng lái làm được ngược lại là rất thật, chỗ nào mua. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta thì tới. Hắn khởi động ô tô liền mở. Trịnh Bồi An nhắc nhở hắn, cất bước đảo quanh hướng A. Hứa Thuần Lương phản đối nói, giúp ngươi tiết kiệm điện. Ta đây là dầu xe. Đoạn đường này Trịnh Bồi An lo lắng đề phòng, thật không biết tiểu tử này cái nào giá trường học học được điều khiển, thực tuyến biến đạo, biến nói không đảo quanh hướng, tốc độ xe tặc nhanh, nhìn thấy muốn biến đỏ đèn, một cước chân ga liền đạp xuống, vội vàng đèn vàng lấp lóe thời điểm vọt tới. Trịnh Bồi An tận tình khuyên bảo giáo dục hắn, không cần như thế đuổi, lái xe giảng cứu đuổi đỏ không đuổi lục, người dễ dàng như vậy vượt đèn đỏ không nói, còn chưa an toàn. Hứa Thuần Lương nói, ngài đừng nói liên miên lại nhải được không? Ta lái xe phiền nhất người khác mù chỉ huy. Một, Trịnh Bồi An nói, người ở chỗ nào học điều khiển? Ở trên đảo, Nguy Sơn đảo. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chúng ta đơn vị chiếc kia Santana ta mở khá tốt. Trịnh Bồi An nói, ta đây là Audi 05. Biết, cảm giác không bằng Santana tốt mở. Trịnh Bồi An liếc mắt, hắn mua chiếc xe này kỳ thật chính là cho Hứa Gia Văn nhìn, hắn không thích lái xe, chủ yếu là bình thường xã giao nhiều, trở về sau nếu có thể cùng Hứa Gia Văn thành, chiếc xe này liền cho nàng mở. Trịnh Bồi An Mỹ từ từ nghĩ đến, thình lình Hứa Thuần Lương tới cái chân to phanh lại, Trịnh Bồi An bởi vì quán tính, đầu kém chút không có đội lên kính chắn gió bên trên. May mắn có dây an toàn bắt hắn cho túm trở về. Hứa Thuần Lương có chút ngượng ngùng hướng hắn cười cười, không để ý kém chút mở qua. Bởi vì phanh lại quá mau, phía sau chiếc xe kia kém chút không có ủ thành chạm đuôi sự cố, lái xe tức giận đến rơi xuống cửa sổ liền mắng lên. Hứa Thuần Lương chuẩn bị xuống xe đi lý luật, Trịnh Bồi An nhắc nhở hắn, đừng chậm cho người ta xem bệnh. Hứa Thuần Lương lúc này mới coi như thôi, nếu như không phải sự tình đáp ứng trước Tô Tình. Không phải xuống xe đem kia hàng đánh cho nhừ đòn không thể. Tô Tình nhà là một bộ ba thất hai sảnh phòng ở, trong nhà chỉ có nàng cùng phụ thân hai người, mẫu thân tại nàng lớp 12 năm đó tai nạn xe cộ qua đời, cho dù tại dưới tình huống đó, nàng vẫn là lấy ưu dị thành tích thi đậu trung truyền. Phụ thân là tại nàng năm thứ ba đại học năm đó tê liệt, nếu như không phải là vì chiếu cố phụ thân, nàng khả năng lựa chọn ở lại kinh thành công việc. Tô Tình chuyên môn ở nhà chờ bọn hắn đến nhà. Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An sau khi đi vào, nhìn tới mặt đất không nhuốm bụi trần, hai người tranh thủ thời gian đổi giày. Tô Tình nói, không cần, tiến đến chính là. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là thay đổi đi, người cũng đem giày chuẩn bị xong. Tô Tình ngượng ngùng cười, nàng tương đối thích sạch sẽ, lại sợ mất cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Thuần Lương quan sát một chút nhà nàng trùng tu, đơn giản không mất ấm áp, hơi ấm mở rất đủ. Hứa Thuần Lương cởi áo khoác. Tô Tình tiếp nhận giúp hắn phủ lên, lại giúp đỡ Trịnh Bồi An đem quần áo cho treo lên, hô, hai vị ngồi trước, ta cho các ngươi pha trà. Trịnh Bồi An cười nói, Tô Tiểu Thư, chúng ta cũng không phải tới uống trà, vẫn là trước xem bệnh đi. Tô Tình nói, hai vị chờ một lát, ta đi gọi hắn. Tô Tình rời đi về sau, Trịnh Bồi An nói, Tô Tiểu Thư thật sự là không dễ dàng a. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng không dễ dàng. Trịnh Bồi An cười khổ nói. Ta là không dễ dàng. Chẳng những muốn cho tiểu tử này đương súng, còn muốn giúp hắn cản súng, Trịnh Bồi An trong lòng có chút thấp thỏm, hắn đoán chừng mình đại khái suất là không có bản sự chữa khỏi cái này tê liệt nhiều năm bệnh nhân, là Hứa Thuần Lương nhất định phải trị. Bọn hắn trước đó đã câu thông qua, Trịnh Bồi An mặc dù tín nhiệm Hứa Thuần Lương, nhưng là đang xem bệnh phương diện đối Hứa Thuần Lương vẫn là khiếm khuyết một chút lòng tin, coi như hắn thật sự là cái gì khoáng thế kỳ tài, không có nhất định y học kinh nghiệm. Không có tương quan y án tích lũy, cũng không thể nào làm được bất luận cái gì nghi nan tạp chứng đều có thể tay đến bệnh trừ, đừng nói là hắn, coi như sư phụ cũng làm không được. Nhớ tới sư phụ, Trịnh Bồi An không khỏi có chút phát sầu, mình hôm qua mới bái nhập sư môn, nếu như sư phụ biết mình bồi tiếp Hứa Thuần Lương làm như vậy, có thể hay không dưới cơn nóng giận cùng mình đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, đem mình trục trục xuất sư môn. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, Tô Tình đẩy phụ thân đi ra. Tô Thiên Vũ đầu tóc rối bời ngồi tại trên xe lăn. Trịnh Bồi An trước nhìn một chút Tô Thiên Vũ dĩ vãng bệnh lịch, năm trước đầu tháng 4 xem bệnh lịch ghi chép, người bệnh gần 2 tháng đến, eo khốn như lần, đêm rất, tiểu tiện rượu thừa, tối hôm qua trước khi ngủ, phải chi chết lặng, sáng nay tỉnh lại đã liệt nửa người. Khóe miệng phải nghiêng,
thoát hơi, dỉ nước, lưỡi ngắn, tắt tiếng choáng đầu hụt hơi, ấn mạch phù mềm, lưỡi nhạt béo có dấu răng, lưỡi trái ứ ban thành phiến. Tô Thiên Vũ sơ chẩn bệnh viện là thành thị bệnh viện thần kinh nội khoa, phụ trách tiếp xem bệnh bác sĩ là Thi Hữu Lương, chẩn bệnh là tắc máu não hình thành. Thi Hữu Lương cho rằng, Tô Thiên Vũ thân thể suy yếu, hình thịnh khí suy, thận nguyên lâu thua thiệt, lá gan mất tư vinh, khí hư mất vận, phát là liệt nửa người, cho nên dùng ích khí cố thận, khử đàm hóa ứ, trùng loại thông lạc phương pháp trị liệu. Cho Tô Thiên Vũ mở bổ dương còn 5 canh, ba tề về sau, dựa vào châm cứu, mỗi ngày châm cứu khúc ao thấu ít biển, hợp cốc thấu sau suối, dương lăng thấu âm lăng, gió thị, đủ 3 dặm, cộng thêm châm cứu bộ mặt sát chính huyệt cải thiện Tô Thiên Vũ mồm méo mắt lác chứng bệnh. Trịnh Bồi An cho rằng dạng này phương pháp trị liệu cũng đều thỏa, đổi thành hắn đối tác máu não hình thành bệnh nhân cũng sẽ áp dụng không sai biệt lắm phương pháp. Căn cứ bệnh lịch ghi chép đó có thể thấy được, Tô Thiên Vũ đang tiếp thụ trị liệu sau triệu chứng có chỗ làm dịu, bất quá 10 ngày sau chứng bệnh chuyển tiếp đột ngột, chẳng những không có chữa trị chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng phát ra nghiêm trọng, đến cuối cùng tay chân bất lực, không cách nào hành tẩu. Trịnh Bồi An là Tô Thiên Vũ làm cái kiểm tra, mặc dù trước khi tới đây Hứa Thuần Lương đều cùng hắn đã thông báo, nhưng Trịnh Bồi An vẫn là nghĩ trước thông qua kinh nghiệm của mình phán đoán một chút Tô Thiên Vũ tình trạng cơ thể. Hứa Thuần Lương nhìn thấy lão Trịnh nghiêm túc vọng văn vấn thiết, liền biết hắn đối y thuật của mình cũng không đủ tin. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút buồn cười, liền tỉnh nhân y, cổ lâu hai nhà bệnh viện đỉnh cấp chuyên gia đều nhìn qua, cho ra Tô Thiên Vũ tình trạng cơ thể không có khả năng cải thiện kết luận. Trịnh Bồi An nào có bản sự kia chữa khỏi Tô Thiên Vũ, bất quá cái này cũng thể hiện ra lão Trịnh chuyên nghiệp bên trên nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn một mặt. Trịnh Bồi An làm như vậy còn có một chỗ tốt, diễn trò làm đủ nguyên bộ, dạng này càng có độ tin cậy. Tô Thiên Vũ một đôi mắt nửa mở nửa khép, nhìn như cùng liền muốn ngủ mất giống như. Nếu như không phải nữ nhi yêu cầu, hắn mới lười nhác xem bệnh, hắn sớm đã đánh mất lòng tin, thậm chí đã sớm mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Một cái phụ thân không cách nào che chở nữ nhi, ngược lại cần nhờ nữ nhi chiếu cố sống tạm, đây là một loại như thế nào bi ai, Tô Thiên Vũ hiện tại một lòng muốn chết. Trịnh Bồi An kiểm tra một lần về sau, âm thầm thở dài, lấy mình trước mắt y thuật đối Tô Thiên Vũ bệnh căn bản bất lực. Hứa Thuần Lương ở một bên làm bộ hỏi, Trịnh Thúc, ngài nhìn Tô Bá Bá tình huống thế nào? Trịnh Bồi An phí hết đại nhất phiên cố gắng mới nhắm mắt nói, theo ta thấy, Tô Tiên Sinh không phải bệnh, mà là tổn thương. Không phải, cha ta căn bản cũng không có thụ thương kinh lịch. Tô Tình tràn ngập kinh ngạc, vị này Trịnh chủ nhiệm có hay không nhìn qua bệnh lịch. Trịnh Bồi An trong lòng tràn đầy xấu hổ Thuần Lương a Thuần Lương, ngươi nhưng làm ta hố khổ, xem bệnh tuyệt không phải trò đùa, mạng người quan trọng, ta không thể nói hưu nói vượn a. Hứa Thuần Lương nói, thụ thương, làm sao có thể, chẳng lẽ Tô Bá Bá là bị người đánh thành cái dạng này. Trịnh Bồi An trước khi tới đây cùng Hứa Thuần Lương đối diện từ. Hắn hiện tại thật sự là hối hận muốn chết, tiểu tử này Hồ Nhàn, mình không nên đi theo hắn tới Hồ Nhàn, nếu để cho sư phụ biết còn đến mức nào, nhưng bây giờ nghĩ rút lui cũng không thể, Trịnh Bồi An bị Hứa Thuần Lương khiến cho đâm lao phải theo lao, không bài trừ khả năng này. Tô Tình nói, không có khả năng. Hứa Thuần Lương nói, Tô Bá Bá phát bệnh thời điểm ngươi có phải hay không đang đi học? Ngươi có không có thấy tận mắt đến hắn phát bệnh toàn bộ quá trình? Tô Tình bị hắn cho đang hỏi. Nàng là tại phụ thân phát bệnh về sau mới gấp trở về, làm sao có thể nhìn thấy hắn phát bệnh quá trình. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, ngài vì cái gì nói Tô Bá Bá là thụ thương đâu. Trịnh Bồi An trong lòng tự nhủ không phải ta nói là ngươi nói, ngươi còn nói Tô Thiên Vũ là trúng độc, chuyện cho tới bây giờ Trịnh Bồi An chỉ có thể dựa theo chi trước định ra kịch bản đi xuống, hắn chẳng những bị thương, mà lại trúng độc, hiện tại sở dĩ cái dạng này, cũng là bởi vì vết thương cũ chưa lành, di độc chưa thanh. Từ vừa mới bắt đầu liền xuống sai chẩn bệnh một sai, trị liệu phương hướng cũng liền sai, dựa theo sai lầm phương pháp trị liệu, đương nhiên càng chậm càng xấu. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, ý của ngài là Tô Bá Bá là bị lang băm làm hại. Trịnh Bồi An thầm than, không phải ta ý tứ, tất cả đều là ngươi ý tứ. Lời này liền có chút chửi bới đồng hành ý tứ, thì Hữu Lương cũng không phải lang băm, người ta là trung y viện nổi tiếng chuyên gia. Tô Tình cảm thấy Trịnh Bồi An người này không đáng tin cậy, từ từ phụ thân phát bệnh về sau, nàng mang theo hắn bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh y, bao quát tỉnh thành hai vị chuyên gia ở bên trong, không ai nói phụ thân bị thương, càng không có người nói hắn chuyện bị trúng độc, chẳng lẽ những chuyên gia này tất cả đều nhìn lầm rồi? Không thể nào!
Tô Tình nói, Trịnh chủ nhiệm, cha ta thật không có nhận qua tổn thương. Hứa Thuần Lương nói, có hay không nhận qua tổn thương, người nói không tính, đến làm cho chính hắn nói. Hứa Thuần Lương hướng Tô Thiên Vũ nói, Tô bá bá, ngài biết viết chữ A. Tô Thiên Vũ nháy nháy mắt. Tô Tình nói cho bọn hắn phụ thân đã liền bút đều không cầm được, đâu còn có thể viết chữ. Hứa Thuần Lương cũng có biện pháp, hắn để Tô Thiên Vũ chớp mắt nháy một chút biểu thị là, nháy hai lần mang ý nghĩa không phải. Trịnh Bồi An nói, Tô tiên sinh, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp ngươi chỉ cần nói là hoặc là không phải, ngươi hiểu chưa? Tô Thiên Vũ nháy nháy mắt biểu thị mình minh bạch. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Hứa Thuần Lương nói, Tô bá bá, ngài có phải hay không bị người đả thương qua? Tô Thiên Vũ châm trước trong chốc lát, mới nháy một cái con mắt. Lần này, Trịnh Bồi An cùng Tô Tình tất cả đều ngây ngẩn cả người, Trịnh Bồi An nghĩ là tiểu tử này làm sao nhìn ra được. Tô Tình giật mình là bị Trịnh Bồi An nói trúng, nàng làm sao lại như thế sơ ý chủ quan, bệnh của phụ thân không phải ngẫu nhiên, là bị người đả thương phát bệnh, đến tột cùng người nào ác độc như vậy. Hứa Thuần Lương cho Trịnh Bồi An đưa cái ánh mắt, Trịnh Bồi An lúc này mới nghĩ từ bản thân lần này đến đây nhiệm vụ, hỏi, người thụ thương trước đó đã từng bị côn trùng cắn bị thương đúng hay không? Tô Thiên Vũ lại nháy một cái con mắt. Tô Tình nội tâm kinh hãi vô cùng, những tình huống này tất cả đều là nàng không biết, phụ thân chưa bao giờ nhắc tới qua. Trịnh Bồi An nói, con rết a. Đạt được Tô Thiên Vũ lần nữa khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Trịnh Bồi An đối Hứa Thuần Lương bội phục đã như Hoàng Hà chi thủy tràn lan đã lan ra là không thể vãn hồi. Tô Tình chưa từng nghe phụ thân nhắc qua hắn bị độc trùng cắn bị thương sự tình, dẫn hắn bốn phía cầu y, cũng không có bất kỳ cái gì một vị bác sĩ nói lên bệnh của hắn bởi vì là thụ thương cùng trúng độc. Trịnh Bồi An hiện trường mở phương thuốc, cũng không phải là uống thuốc mà là tắm thuốc, dựa theo phương thuốc bên trên bắt lấy thuốc đông y, dùng băng gạc bao khỏa, ấn tỷ lệ ngâm trong bồn tắm. Tô Thiên Vũ mỗi ngày sớm tối kiên trì bồn ngâm đít một lần, một tuần sau mới có thể đi vào bên trong chứng trị liệu. Tô Tình cung cung kính kính tiếp phương thuốc, nàng cũng không biết chân chính hốt thuốc người là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tại lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thiên Vũ thời điểm liền đánh giá ra hắn trúng độc, mà lại thân thụ nội thương. Đương kim thời đại, y học phân ra trong ngoài phụ mà các loại, nhưng là tại trúng độc cùng nội thương phương diện cũng không chuyên môn phòng. Cái này cùng đương thời bối cảnh tương quan. Đi qua võ lâm tông phái san sát, minh tranh ám đấu gió tanh mưa máu, đủ loại kỳ kỳ quái quái nội thương độc thương tầng tầng lớp lớp. Bởi vì người bệnh cơ số cho nên thôi phát ra một chút cao siêu chuyên khoa bác sĩ, theo lịch sử biến thiên, truyền thống võ thuật giới đấu trở nên càng ngày càng không trọng yếu, cao thủ cơ hồ chôn vùi vào nhân gian. Cầm nội thương phương diện nêu ví dụ, đả thương người ở vô hình thất thương quyền cùng tồi tâm trưởng loại hình sớm đã tuyệt tích. Độc thương phương diện. Truyền thống hạ độc phương thức cũng hơn nửa thất truyền, hiện tại lưu hành đều là cái gọi là sinh hóa vũ khí, nghe phi thường cao cấp, nhưng là dễ dàng mất khống chế, mà lại cũng không bảo vệ môi trường. 8. Giống Tô Thiên Vũ loại tình huống này, rất nhiều bác sĩ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, lại nói thế nào trị liệu. Trịnh Bồi An hốt thuốc thời điểm, Hứa Thuần Lương nhận được Trương Hải Đào điện thoại, Trương Hải Đào nói cho hắn biết, hôm nay trấn chính phủ tổng hợp chấp pháp làm qua đến hạ thông chi. Muốn thống nhất trùng tu bề ngoài, sửa trị vi phạm luật lệ chiếm đường kinh doanh. Đi qua tổng hợp chấp pháp làm chủ nhiệm Hoàng Dũng bây giờ đã rời, mới tới chấp pháp xử lý chủ nhiệm Lý Phương Lượng là từ trong huyện xuống tới, nghe nói là cái chuyển nghề quân nhân. Hứa Thuần Lương lúc đầu cảm thấy thống nhất trùng tu cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao hiện tại Nguy Sơn đảo kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu. Toàn đảo đều tại sửa trị, cũng không có nghĩa là người ta là tại nhằm vào bọn họ. Nhưng Trương Hải Tân nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản, mặc dù tổng hợp chấp pháp xử lý đối bọn hắn không chứng mặt tiền cửa hàng cũng không có nói ra dỡ bỏ yêu cầu, nhưng là bọn hắn bệnh viện có bộ phận tường viện cùng thực tế thiết kế diện tích không hợp, tổng hợp chấp pháp xử lý đưa ra ngày quy định chỉnh đốn và cải cách. Hứa Thuần Lương chỉ có thể lập tức chạy trở về. Trên đường hắn liên hệ một chút đã đi Mao thôn tiền nhiệm Hoàng Dũng, từ chỗ của hắn nghe ngóng một chút Lý Phương Lượng tư liệu. Hoàng Dũng nói cho hắn biết hiện tại Khổng Bí Thư đã cơ bản mặc kệ chuyện cụ thể, trên trấn việc lớn việc nhỏ trước mắt đều là Tần Chính Dương đang quản. Hoàng Dũng cũng có chút kỳ quái, lấy Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ, hắn nên so chính mình hiểu rõ tình huống A. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, suy nghĩ có phải hay không cùng Mai Như Tuyết liên lạc một chút, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới cho nàng phát cái tin, như đá ném vào biển rộng không có trả lời, leo lên phà thời điểm. Hắn lại phát cái tin, nói cho Mai Như Tuyết mình đầu tháng sau đi xem nàng.
đầu tháng sau đã là sang năm. Hứa Thuần Lương bắt đầu ý thức được Mai Như Tuyết rất có thể từ nay về sau sẽ không còn về Hồ Sơn Trấn, mặc dù hình của nàng vẫn treo ở Hồ Sơn Trấn chính phủ cột công cáo bên trên, nhưng là ở trong khoảng thời gian một tháng này khẳng định phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hứa Thuần Lương phát hiện mình đối Mai Như Tuyết cũng không đủ giải, gia đình của nàng hết thảy. Mặc Hàm tại lần thứ nhất nhìn thấy Mai Như Tuyết thời điểm liền nhắc nhở qua hắn, Mai Như Tuyết xuất thân màu đỏ quý tộc, ám chỉ gia tộc của nàng không có khả năng cho phép bọn hắn cùng một chỗ, nếu như bọn hắn kiên trì cùng một chỗ, mà Kiều gia lại cho rằng bọn họ cũng không thích hợp, như vậy hắn liền nguy hiểm. Hứa Thuần Lương mặc dù không rõ ràng Mặc Hàm cái gọi là nguy hiểm, nhưng là từ Mai Như Tuyết đột nhiên cách mở đến bây giờ gần như mất liên lạc cũng đã ý thức được Kiều gia mạnh sức ảnh hưởng lớn. Hứa Thuần Lương trở lại phân viện, đầu tiên đi chung quanh bề ngoài nhìn một chút, có thật nhiều không phù hợp quy định phụ thuộc công trình ngay tại dỡ bỏ bên trong. Lần này đại quy mô chỉnh đốn và cải cách hành động cũng không chỉ là nhằm vào bọn họ bệnh viện, trên trấn rất nhiều bề ngoài đều tại thay đổi thống nhất phong cách cửa đầu, số tiền kia từ trấn chính phủ thống nhất thanh toán. Căn cứ bệnh viện lập hồ sơ bản vẽ, bọn hắn tại rất nhiều nơi tường viện đều đã vượt ra khỏi pháp định phạm vi, trong trấn cho bọn hắn chỉnh đốn và cải cách thông chi chính là muốn nghiêm ngặt dựa theo quy định đến, trả lại tất cả phi pháp xâm chiếm diện tích, mà lại tường viện muốn phù hợp thống nhất quy định, đổi thực tường là xanh hóa tường hoặc hàng rào. Hứa Thuần Lương về trước khi đến Trương Hải Đào đã hỏi thăm rõ ràng, lần này bức tường thống nhất cải tạo là toàn trấn trên dưới cùng một chỗ hành động, không tồn tại cố ý làm khó dễ. Đối với vi phạm luật lệ bức tường cũng đã tiến hành minh xác đánh dấu, ngày quy định trong 3 ngày dỡ bỏ, nếu như bọn hắn không thể tại quy định kỳ hạn bên trong hoàn thành, như vậy trong trấn liền sẽ khởi động hủy nhà chương trình, sinh ra đến hết thảy hậu quả từ chính bọn hắn phụ trách. Trương Hải Đào biết được tình huống này về sau, trước tiên hướng Hứa Thuần Lương báo cáo. Hứa Thuần Lương cũng có thượng cấp, hắn đem tình huống báo cáo nhanh cho phân công quản lý viện trưởng Viên Bội Cường, sở dĩ là Viên Bội Cường mà không phải Triệu Phi Dương. Kỳ thật Hứa Thuần Lương là có chút mưu kế, chuyện này xử lý không tốt khẳng định sẽ nhận gánh trách nhiệm, có chuyện tốt thời điểm, hắn sẽ xông về phía trước gặp được trách nhiệm đương nhiên muốn trước hướng không vừa mắt lãnh đạo trên thân đẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.